Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 251. Nhưng ai biết, hắn như vậy nói một chút, Lý Vô Vọng nhưng là quát khẽ ẩu tả. Ở ta trước mặt nói một chút cũng được đi, lời như vậy, đến tiệc vui trên, không muốn lại nói bậy bạ, còn nữa, cái này ngươi cầm. Vừa nói, tiện tay ném cho Diệp Thần một cái túi đựng đồ. Diệp Thần mặt lộ một vẻ bất đắc dĩ, xem ra, là không có ai sẽ tin tưởng hắn. Hắn nhận lấy túi đựng đồ nói, đây là. Lý Vô Vọng nhẹ hụ một tiếng nói, vi sư một ít tích góp, không quá nhiều, nhưng, hẳn có thể mua được một ít lễ vật, buổi tối tiệc vui, người không thể thật đi tay không. Diệp Thần đang chuẩn bị từ chối, đây là, một tín sam các người vậy thở hồng hộc tiến vào trong điện, đem túi đựng đồ lấy ra, đưa cho Diệp Thần nói, Diệp sư đệ, đây là bọn ta một ít tích góp, người vậy cầm đi. Bọn họ biết. Diệp Thần mới là lần này Thái Tuyệt Điện nhân vật chính, cũng là Thái Tuyệt Điện duy nhất có thể cầm được xuất thủ đệ tử, lễ vật tự nhiên phải do Diệp Thần tới chọn. Còn như Diệp Thần ở Diệt Ma Linh sau đó lấy được khen thưởng đạo tinh, Lý Vô Vọng các người cũng rất rõ ràng, khen thưởng không phải nhanh như vậy liền sẽ phát ra, thậm chí, bởi vì số lượng quá to lớn, Bắc Lăng Thiên Điện biết hay không phát cho Diệp Thần cũng là cái vấn đề. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần nhưng mà đụng không được Nhâm Lão cái loại này chí cao tồn tại. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, nhìn mấy danh sư huynh cùng với sư tôn diễn cảm, cuối cùng, hay là đem những thứ này túi đựng đồ nhận nói, biết. Mấy người nghe vậy, đều là mặt lộ nụ cười. Hắn tự nhiên sẽ không thật tiêu hết mấy người thích góp đi mua gì lễ vật, nhưng, làm như vậy, có thể để cho bọn họ an tâm một ít. Sau đó, Diệp Thần liền hướng mấy người cáo từ, quay trở về chuông tinh các bên trong. Nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, Lý Vô Vọng đối với Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi hai người dặn dò, buổi tối, coi trọng các ngươi sư đệ, đừng để cho hắn gây chuyện. Ngô Tín Sam hai người, nặng nề gật đầu một cái, chàng này tiệc bên trong, cũng không có bọn họ Thái Tuyệt Điện có thể trêu chọc tồn tại à. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Diệp Thần vậy từ tu hành bên trong thanh tỉnh lại, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng kêu, Diệp sư đệ, có thể lên đường. Diệp Thần nghe vậy. Lúc này, đi tới trước cửa. Mở cửa một cái, xuất hiện trước mắt hắn, chính là Ngô Tín Sam hai người. Chỉ là, nhìn hai người, Diệp Thần trong mắt chính là lóe lên lau một cái thần sắc khác thường. Chỉ gặp, Ngô Tín Sam hai người, giờ phút này, đều là cả người kỳ dị trang phục, toàn thân đen nhánh, nhìn qua giống như là một loại thiếp thân trường bào, bên ngoài, còn bộ một cái áo choàng dài, càng kỳ quái chính là, trên trán còn hệ khăn che đầu. Diệp Thần không hiểu hỏi, hai vị sư huynh, các người đây là. Mà Ngô Tín Sam hai người, nhìn Diệp Thần, lại là kinh dị nói, Diệp sư đệ, người cứ như vậy đi tham gia tiệc vui. Người chính trang đâu? Đây là chính trang. Diệp Thần có chút im lặng, cái này thiết kế nhìn như ngược lại là rất chính thức, nhưng, vậy rất khó xem. Ngô Tín Sam, lúc này lấy ra một bộ giống nhau quần áo nói, Diệp sư đệ, người không có chính trang sao? Đem ta cái này bộ thay đi, vậy, để tỏ lòng đối với chủ nhân tôn trọng, cỡ lớn tiệc chúng ta cũng sẽ mặc chính trang, nếu như không mặc chính trang, thậm chí sẽ phải chịu châm chọc cùng kỳ thị. Diệp Thần liên tưởng mình một chút ăn mặc cái này cái gọi là chính trang hình dáng, lúc này lắc đầu nói, không cần, chúng ta lên đường đi. Vừa nói, dẫn đầu đi ra cửa. Ngô Tín Sam hai người liền khuyên, dĩ nhiên Diệp Thần từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng. Một chàng ăn mừng tiệc vui mà thôi, cần gì phải như vậy cẩn trọng. Còn như người khác làm sao xem hắn không quan tâm, hắn nơi mặc quần áo, rất sạch sẽ, ngay ngắn, đây chính là tôn trọng, cần gì phải làm như vậy làm. Còn tận lực mặc vào mình không thích quần áo. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi bất đắc dĩ, cũng đành thôi. Không lâu lắm, đám người liền đi tới một phiến giống như phỉ thúy vậy tiểu hồ trước, ở trong hồ tim. Là một tòa giống như băng ngọc mài rũa mà thành, vô cùng là hoa lệ cung điện. Ngô Tín Sam nhìn vậy cung điện, trong mắt hiện lên lau một cái kích động thần sắc nói, cung điện này, tên là Ngọc Vân Cung, chính là trong thiên điện nhất là cao đẳng cung điện một trong, kiến tạo cung điện băng ngọc, chính là một loại vô cùng là cao đẳng linh tài, tên là băng vân thần ngọc, nghe nói, chính là vực ngoại cao cấp cường giả công kích cũng có thể tạm thời chịu đựng ở. Chỉ có ở gặp gỡ thân phận vô cùng là cao quý quý khách lúc đó. Ngọc Vân Cung mới biết lái thả, hiện tại, lại dùng để cho thải Hà Thiên Nữ, cử hành tiệc vui, chúng ta vậy dính chỉ có thể đủ tiến vào cái này Ngọc Vân Cung bên trong.
ba người đi tới liền Ngọc Vân Cung trước, lấy ra bằng chứng sau đó, liền tiến vào trong Ngọc Vân Cung. Trong Ngọc Vân Cung, tổng cộng chia là trước, trung, sau đó, ba cái khu vực. Mà ở trước nhất phương, chính là một cái lấy băng ngọc mài rũa mà thành ngai vàng, nơi đó, dĩ nhiên là Ninh Thải Hà chuẩn bị vị trí. Nhất đến gần ngai vàng vị trí, là khu vực nòng cốt, ngồi ở chỗ này đệ tử, có thể lấy khoảng cách gần nhất, tiếp xúc Ninh Thải Hà, thậm chí, có cơ hội cùng Ninh Thải Hà nói chuyện, trao đổi. Mà sau này một chút vị trí, là khu vực trung tâm, nơi này, mặc dù rất khó và Ninh Thải Hà nói chuyện, nhưng, có thể rõ ràng thấy được Ninh Thải Hà, hơn nữa, cũng có thể bị Ninh Thải Hà thấy rõ. Sau cùng, chính là vòng ngoài khu vực, nơi này, chỉ có thể mơ hồ thấy Ninh Thải Hà, muốn bị chú ý tới vậy không dễ dàng. Toàn bộ Ngọc Vân Cung bên trong, đều bị một tòa đại trận bao phủ, ở trong Ngọc Vân Cung, không cách nào sử dụng thần niệm dò xét, cho nên, không thấy được liền là thật không thấy được. Vậy cỡ lớn tiệc đều sẽ có loại trận pháp này, dẫu sao, tùy ý sử dụng thần niệm dò xét, không lễ phép, ở cao cấp tiệc bên trong, là không được cho phép. Mà Diệp Thần ba người, giờ phút này, bị phân phối đến chính là vòng ngoài khu vực. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi hiển nhiên đều có chút như đưa đám, có thể ngồi ở khu vực nồng cốt, chỉ ít cũng là thiên bảng hạng tiến vào 10 tên trong vòng yêu nghiệt, cùng với những cái kia thân phận ở 10 cấp trở lên đệ tử. Khu vực trung tâm, chính là thiên bảng 10 tên sau những cái kia yêu nghiệt, cuối cùng, vòng ngoài khu vực, chính là những cái kia trừ những thứ này ra toàn bộ bị mời người. Thật vất vả có thể gặp Thải Hà Thiên Nữ một lần, Ngô Tín Sam hai người cũng hy vọng có thể thấy rõ một chút. Diệp Thần đổ lơ đễnh, tự nhiên ngồi ở trước bàn, ăn uống. Giờ phút này, Ngọc Vân Cung bên trong, phần lớn đệ tử đều là hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng, ném tới ánh mắt. Diệp Thần gần đây ở Diệt Ma Phong lên biểu hiện, làm cho cả thiên điện cơ hồ không có không người biết hắn, rất nhiều người đều là đối với Diệp Thần tràn ngập tò mò. Mà một cái nguyên nhân khác, chính là bởi vì, Diệp Thần không có mặc chính trang. Cái này Ngọc Vân Cung bên trong, tất cả mọi người đều ăn mặc chính trang à, duy chỉ có Diệp Thần. Ăn mặc vô cùng là tùy ý. Đây là đối với Thải Hà Thiên Nữ bất kính à. Ngồi ở khu vực nồng cốt mộ dung yên vũ, Từ Thiếu Thiên, Khúc Minh Thạch, tự nhiên vậy nhìn thấy màn này. Từ Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng nói, thằng nhóc này là thật không biết sống chết tới cực điểm à, xem ra, ngày hôm nay có trò hay để nhìn. Ha ha! Khúc Minh Thạch cũng là sắc mặt âm ngoan nói, có lẽ... Ta liền đem tiểu tử này vô lễ nói cho Thải Hà Thiên Nữ cơ hội cũng không có, các ngươi biết không? Lần này tiệc vui, người kia muốn quay về. Cái gì? Mộ Dung Yên Vũ, mắt đẹp run lên nói, hắn cũng phải tham gia tiệc vui. Khúc Minh Thạch cười gật đầu một cái nói, các ngươi rất hiểu người kia tính cách, cùng với, hắn đối với Thải Hà Thiên Nữ cảm tình, cho nên, chàng này tiệc vui, người kia trong mắt là tuyệt đối xoa không được cát, thằng nhóc này chết chắc. Mộ Dung Yên Vũ nghe vậy, mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ tức giận cùng vẻ lo lắng. Diệp Thần tên này là đầu óc thật có vấn đề sao? Mặc cái chính trang sẽ đem hắn mệt chết sao? Cũng không chịu mặc. Nếu như trêu chọc người kia, Diệp Thần thiên phú võ đạo, coi như lại nghịch thiên, cũng coi là hoàn toàn xong rồi à? Nàng do dự chốc lát, đột nhiên, đứng lên, hướng Diệp Thần đi tới. Từ Thiếu Thiên cùng Khúc Minh Thạch thấy vậy. Đều là khẽ cau mày, bất quá, không có ngăn cản. Mà mọi người ánh mắt cũng là ngay tức thì rơi vào Mộ Dung Yên Vũ trên mình. Mộ Dung Yên Vũ, đây là muốn làm gì? Nhìn Mộ Dung Yên Vũ đi tới phương hướng, tất cả mọi người là tâm thần động một cái, nhớ lại liên quan tới nàng cùng Diệp Thần tin đồn. Rất nhanh, Mộ Dung Yên Vũ liền đi tới Diệp Thần trước bàn. Có thể, ngoài dữ liệu của mọi người phải, Diệp Thần như cũ tự nhiên uống rượu ăn rau. Hoàn toàn, không có đánh coi là phản ứng trước mắt việc này sắc sinh thơm đại mỹ nhân ý. Tựa như, Mộ Dung Yên Vũ còn không bằng một bàn này rượu rau và khẩu vị của hắn vậy à. Mộ Dung Yên Vũ cắn răng, tên khốn này quá đáng chết. Nàng hảo tâm lòng tốt muốn nhắc nhở hắn, có thể hắn nhưng là loại thái độ này. Trong chốc lát, Mộ Dung Yên Vũ đều có một loại nghiêng đầu trở về xung động. Có thể, cuối cùng, nàng vẫn là cố nén lửa giận. Mở miệng nói, Diệp Thần, ta có lời và ngươi nói, theo ta đi ra. Đám người nghe vậy, ánh mắt, ngay tức thì sáng à. Mộ Dung Yên Vũ, Thái Huyền Điện, thậm chí còn toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện nữ thần,
lại chủ động và người đàn ông nói chuyện. Hơn nữa, vừa mở miệng thì phải và đối phương đơn độc đi ra ngoài. Đây quả thực giống như, Mộ Dung Yên Vũ muốn cùng Diệp Thần một mình, hẹn hò vậy à. Nguyên bản đám người căn bản không tin cái gọi là lấy lại lời đồn đãi, có thể hiện tại, lại có mấy phần tin. Bất quá, càng làm cho người khiếp sợ, là Diệp Thần thái độ. Chỉ gặp, Diệp Thần một bên kẹp rau, một bên cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, có lời, ở nơi này nói. Ngọc Vân Cung bên trong võ giả nghe vậy, thật là đều phải giận điên lên, ghen tị điên rồi, không nhịn được muốn bắt đao chém Diệp Thần liền à. Mộ Dung Yên Vũ là rất nhiều người trong suy nghĩ nữ thần, nếu là có thể và Mộ Dung Yên Vũ nói một câu, một mình một hồi, để cho bọn họ giảm thọ 100 năm hết Tết đến cũng vô cùng tình nguyện à. Có thể, Diệp Thần đâu? Mặt đối với nữ thần yêu cầu chính là loại thái độ này. Không thiếu ái mộ Mộ Dung Yên Vũ thiên điện đệ tử đều đã muốn khóc liền à. Mà Mộ Dung Yên Vũ cũng đã khí được thân thể mềm mại cũng hơi phát run. Nàng khẽ cúi đầu, khí tức quanh người, cũng mơ hồ náo động, toàn bộ cung điện bên trong ly rượu cũng mơ hồ chấn động. Vậy một đám thiên điện đệ tử ước gì thấy Mộ Dung Yên Vũ nổi giận, đem Diệp Thần hung hăng dẫm ở dưới chân, có thể, bọn họ biết Mộ Dung Yên Vũ không sẽ làm như vậy. Bởi vì, ngày hôm nay, Ngọc Vân Cung là cử hành tiệc vui địa phương, không người dám ở chỗ này động thủ. Mộ Dung Yên Vũ hít sâu một hơi, nàng thậm chí cũng muốn trở lại mình chỗ ngồi, bỏ mặc Diệp Thần. Có thể, nàng không thể cứ như vậy trở về. Như vậy, ngược lại thật lộ vẻ được, mình thật giống như lấy lại Diệp Thần, bị Diệp Thần cự tuyệt người phụ nữ tựa như. Nàng lạnh lùng mở miệng nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất thay chính trang, nếu không, chờ lát nữa, ngươi phiền toái rất lớn. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là căn bản không có phản ứng, tự nhiên ăn rau. Mộ Dung Yên Vũ có chút nóng nảy, nàng khẽ quát một tiếng nói, người rốt cuộc nghe không nghe được. Diệp Thần chớp mắt sao, nhìn về phía Mộ Dung Yên Vũ, trong mắt mang nhàn nhạt chán ghét vẻ, nữ nhân này quá ồn nháo. Hắn nhìn Mộ Dung Yên Vũ mở miệng nói, người nói ta sẽ có phiền toái. Mộ Dung Yên Vũ gật đầu nói, không sai, một hồi có người sẽ đến, hắn sẽ không thích người quần áo trang sức, hơn nữa, hắn, người không chọc nổi. Mộ Dung Yên Vũ sở dĩ cảnh cáo Diệp Thần, chỉ là từ hảo tâm thôi, ngày đó, nàng trách lầm Diệp Thần, trong lòng có một phần áy náy, lần này nhắc nhở hắn, cứu hắn một mạng, coi như là đền bù Diệp Thần. Mộ Dung Yên Vũ từ trước đến giờ không thích thiếu nợ người khác cái gì. Có thể, ai biết Diệp Thần nhưng là có chút cân nhắc mở miệng nói, ta có phiền toái, và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi như thế quan tâm ta làm gì? Thích ta? Trong chốc lát, Mộ Dung Yên Vũ khó có thể tin nhìn Diệp Thần, mặt đẹp ngay tức thì một phiến đỏ bừng, nàng có chút lắp bắp nói, ngươi? Ngươi, ngươi đang nói gì à? Cái này còn là lần đầu tiên có người nói với nàng lời như vậy. Mộ Dung Yên Vũ ý thức ngay tức thì nhốn nha nhốn nháo, bắt đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí, không nhịn được bắt đầu hỏi mình, tại sao, nàng luôn là nhớ tới Diệp Thần mặt. Tại sao, Diệp Thần luôn là loại thái độ này, mình ngược lại còn phải giúp hắn. Thật chẳng lẽ chỉ là vì đền bù mình sai lầm sao? Mộ Dung Yên Vũ thật là cũng không dám tiếp tục nhớ lại, nàng cố tự chấn định xuống, hoảng vội vàng chuyển người, hướng mình vị trí đi tới nói, người muốn chết. Đi ngay chết tốt lắm. Nàng lại cũng không muốn theo Diệp Thần nói chuyện. Có thể, trở lại chỗ ngồi sau đó, Mộ Dung Yên Vũ nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ muốn quay trở lại, xem Diệp Thần rốt cuộc đổi chính trang chưa. Lại không đổi, coi như không còn kịp rồi à. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cuối cùng cầm nữ nhân này đuổi đi, có thể an tâm uống rượu ăn thức ăn. Mà vậy một đám đệ tử, từng cái cặp mắt đỏ thấm trợn mắt nhìn Diệp Thần. Nếu không phải ở Ngọc Vân Cung bên trong, đều phải đem Diệp Thần xé thành mảnh vụn à. Thằng nhóc này lại dám công khai trêu đùa bọn họ nữ thần. Ngô Tín Sam, Tân Lôi hai người đều có chút phát run, có thể tiến vào cái này Vân Ngọc Cung đệ tử, đại đa số đều là yêu nghiệt, thiên tài, nhiều thiên tài như vậy thả ra sát ý, cho dù không là hướng về phía bọn họ, cũng để cho thực lực có chút nhỏ yếu hai người không cách nào nhận chịu à. Hắn hai người chúng ta cũng là một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ, sư tôn để cho bọn họ coi trọng Diệp Thần, có thể Diệp Thần căn bản xem không ở à. Diệp Thần không chỉ là tu võ thiên phú không so tầm thường, gây chuyện năng lực, vậy giống như vậy. Vừa lên tới, liền trực tiếp trêu chọc phần lớn yêu nghiệt.
ngược lại là Diệp Thần mình, một bộ chút nào dáng vẻ không quan tâm. Từ Thiếu Thiên, nhìn Mộ Dung Yên Vũ, an ủi, Yên Vũ, đừng để ý tiểu tử này, hắn muốn chết, để cho hắn đi chết chính là. Có thể, Mộ Dung Yên Vũ nhưng hoàn toàn không có để ý Từ Thiếu Thiên, giờ phút này, nàng mặt đẹp bên trên tràn đầy không cam lòng, vẻ giận dữ, cho dù nàng không muốn suy nghĩ, trong đầu vậy tất cả đều là Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần. Từ Thiếu Thiên thấy vậy, ánh mắt âm trầm một phần, hướng xa xa Diệp Thần nhìn một cái, sát tâm đại động. Mà vậy một đám võ giả, cũng là lạnh giọng nghị luận, một hồi, tiệc vui kết thúc, nhất định phải cho thằng nhóc này, một cái dạy bảo. Lấy là, ở Diệt Ma Phong hợp ý mưu lợi, lấy được một chút thành tích, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, không để cho hắn nhớ lâu một chút, hắn là không đem chúng ta Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, không coi vào đâu à. Có thể, đột nhiên tới giữa, nguyên bản huyên náo phòng khách, ngay tức thì yên tĩnh lại. Vân Ngọc Cung lối vào, mơ hồ hồi tạo nên một loạt tiếng bước chân. Tất cả người, đều là ngay tức thì hướng cửa nhìn. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh chậm rãi phù hiện ở nơi cửa, một đạo chàng trai bóng người. Giờ phút này, liền liền Diệp Thần đều là thần sắc động một cái, hướng nam tử kia, ném ánh mắt. Bước vào Vân Ngọc trong cung, là một tên sắc mặt hơi vàng, thân hình trung đẳng, mặt mũi coi như tuấn tú nam tử. Chỉ bất quá, tuấn tú bên trong, nhưng là mang một loại sát phạt, một loại ác liệt, để cho người nhìn không tự chủ được tim phát rét. Cái này nam tử, cả người chính trang, đem mình thu thập được một chút không qua loa, liền khăn che đầu vị trí đều là đàng hoàng tới cực điểm, thật là, giống như là có chứng cưỡng bách vậy. Đồng thời, hắn sau lưng có một thanh kiếm, trường kiếm, chuôi kiếm do xương thú chế thành, vỏ kiếm, chính là loại nào đó thuộc ra. Đây là, Khúc Minh Thạch hướng cái này nam tử nghênh đón, vô cùng cung kính hành lễ nói, Minh Đá, gặp qua Tiết Sư Huynh. Tên kia nam tử, đối mặt thiên bảng thứ 8 Khúc Minh Thạch, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Thái độ này, đổi thành người bình thường, Khúc Minh Thạch khẳng định không chịu nổi, có thể, đối mặt cái này nam tử, nhưng là liền một chút khó chịu vẻ, cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Đây là, Ngô Tín Sam ánh mắt điên cuồng run rẩy khẽ hô nói Tiết. Hắn, là Tiết Mạc Bắc, Hàn Cốc sát thần Tiết Mạc Bắc. Diệp Thần nhìn về phía Ngô Tín Sam hỏi, Tiết Mạc Bắc, lai lịch gì? Ngô Tín Sam nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, cái này Tiết Mạc Bắc, là mặt trời điện điện chủ thủ đồ, hắn còn có một cái danh hiệu, gọi là mặt trời kiếm thứ nhất. Tiết Mạc Bắc, là Bắc Lăng Thiên Bảng, xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt. Hơn nữa, người này tánh tình vô cùng là cổ quái, tựa như, hết thảy đều phải gọn gàng ngăn nắp, nếu không, liền rất dễ dàng mất khống chế, nổ tung. Nghe nói, đã từng hắn đi Hàn Cốc, chuẩn bị tiến vào một cái bí cảnh, có thể, liền khi tiến vào bí cảnh trước, hắn lại đột nhiên yêu cầu, tất cả người xếp hàng. Tại chỗ võ giả làm sao sẽ nghe hắn, rất nhiều người, trực tiếp liền phản kháng, châm chọc. Sau đó, vừa nói, Ngô Tín Sam trong mắt liền toát ra một vẻ sợ hãi nói, Hàn Cốc bên trong đám người, chết hết, một cái cũng không có sống sót, trừ Tiết Mạc Bắc, toàn bộ đều bị giết à, lúc ấy. Hàn Cốc bên trong võ giả số người, ở 30.000 trở lên. Sau đó, Tiết Mạc Bắc liền nhiều một cái Hàn Cốc sát thần danh hiệu. Trước đoạn thời gian, Tiết Mạc Bắc tựa hồ ở một cái địa phương nào đó tìm cơ duyên, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại chạy về tham gia tiệc vui. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng Tiết Mạc Bắc nhìn, cặp mắt híp lại, cái này Tiết Mạc Bắc quả thật không đơn giản. Chỉ là tu vi, cũng đã uy hiếp đến hắn. Phải biết, Tiết Mạc Bắc tuổi tác cũng bất quá là 500 tuổi chừng thôi. Có thể nói, vô cùng là nghịch thiên. Bất quá, càng sợ hãi, là kiếm ý của hắn. Kiếm ý này, rất cường đại, kiếm đạo, phỏng đoán đã đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Cảnh giới này rất kinh khủng. Nhưng, Tiết Mạc Bắc mạnh mẽ xa xa vượt quá nơi này, lần này, không cần Tiểu Hắc nhắc nhở, Huyền Hàn Ngọc cũng đã trước thời hạn mở miệng nói, Diệp Thần. Cái này Tiết Mạc Bắc có sát ma phách thể chất này rất cường đại, đã siêu thoát vực ngoại tầng thứ, bất quá, hắn vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Ngay tại lúc này, cái này Tiết Mạc Bắc nhưng là đột nhiên lắc một cái động, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng, nhìn lại, làm hắn chú ý tới Diệp Thần ăn mặc lúc đó, trán bên trên ngay tức thì nhô ra một đạo gân xanh, nhưng, mặt mũi nhưng duy trì mặt không cảm giác thần sắc. Tiếp theo, Tiết Mạc Bắc chính là từng bước một,
hướng Diệp Thần đi tới. Ngọc Vân Cung bên trong đám người, thấy một màn này, đều là mặt hiện vui mừng, bọn họ biết, Diệp Thần phải xui xẻo. Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, lớn đều biết một cái liên quan tới Tiết Mạc Bắc cấm kỵ, đó chính là, Tiết Mạc Bắc thích thống nhất, thích quy luật, đặc biệt là ở một ít đặc định trường hợp bên trong. Đồng thời, Tiết Mạc Bắc còn thích Thải Hà Thiên Nữ. Nếu nói là có ai, có thể xứng với Thải Hà Thiên Nữ, loại bỏ những cái kia đã đúc đạo yêu nghiệt, phỏng đoán cũng chỉ Tiết Mạc Bắc. Mà Diệp Thần nhưng ở Thải Hà Thiên Nữ tiệc vui bên trên, mặc như vậy. Không chỉ có hoàn toàn xa lạ, hay là đối với Thải Hà Thiên Nữ bất kính. Có hậu quả gì không, có thể tưởng tượng được à? Khúc Minh Thạch, Từ Thiếu Thiên thấy vậy, đều là cười, Diệp Thần phải xong rồi. Rất nhanh, Tiết Mạc Bắc liền đi tới Diệp Thần trước bàn, mà Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi đã ngay cả lời cũng không nói được à, một cái sức lực phát run, tựa như sắp bị chết lạnh vậy, thậm chí, đều phải mất đi ý thức. Tiết Mạc Bắc cho người áp lực quá lớn. Đây là, Tiết Mạc Bắc cặp mắt híp lại nói, ngươi là Diệp Thần. Hắn cho dù không có ở đây trong thiên điện, cũng có thể tùy tiện đạt được liên quan tới thiên điện tin tức, tự nhiên không phải không biết Diệt Ma Phong lên tân kỷ ghi. Diệp Thần nhàn nhạt liếc hắn như nhau, ừ. Tiết Mạc Bắc gật đầu một cái, đột nhiên, chỉ một cái Ngọc Vân Cung ra nói, ngươi, lăn ra ngoài. Hắn bỏ mặc Diệp Thần là cái gì yêu nghiệt, cắn nuốt nhiều ít ma linh, hôm nay, là Thải Hà Thiên Nữ, cử hành tiệc vui ngày, hắn không cho phép Diệp Thần phá hư hết thảy các thứ này. Soạt một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thần trên mình. Không biết, đối mặt Tiết Mạc Bắc, Diệp Thần còn có thể hay không xem mới vừa đối mặt Mộ Dung Yên Vũ lúc đó, bình tĩnh như vậy, coi thường, nghiền ngẫm. Diệp Thần coi như lại điên cuồng, đối mặt Tiết Mạc Bắc cũng sẽ không còn như vậy chứ. Lần này, những người này đã đoán đúng. Diệp Thần, quả thật không có giống hơn nữa đối mặt Mộ Dung Yên Vũ lúc vậy, coi thường Tiết Mạc Bắc. Giờ phút này, Diệp Thần khóe miệng dương lên lau một cái nụ cười lạnh như băng, mở miệng nói, có bệnh, thì đi chữa bệnh. Người biết nổi điên chó cũng là muốn nhốt ở trong lồng sao. Không nghĩ tới, ta còn có thể nghe được chó điên đang gọi. Tĩnh mịch. Thật là, xem vô tận ngục giống vậy tĩnh mịch. Vô số người đều là chấn động tủng cực kỳ nhìn Diệp Thần, bắt đầu hoài nghi mình thính lực. Mà Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi, lại là há to miệng, một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Diệp Thần lại khiêu khích Tiết Mạc Bắc. Thiên bảng thứ nhất, mặt trời kiếm thứ nhất, hàn cốc sát thần, Tiết Mạc Bắc. Hơn nữa, còn không phải là thông thường khiêu khích, mà là trực tiếp, đem Tiết Mạc Bắc mắng làm chó điên à. Diệp Thần là ở tham gia cái gì tìm chỗ chết thi đấu tranh giải sao? Cái này đã có thể được hạng nhất liền chứ? Nguyên bản cho rằng Diệp Thần hoàn toàn không dám phản kháng, ban bố mệnh lệnh sau đó, liền chuẩn bị trực tiếp hướng khu vực nòng cốt đi tới Tiết Mạc Bắc, bỗng nhiên dừng bước, hắn cặp mắt bên trong ngay tức thì tia máu phân bố, trán gân xanh cũng là căn căn hiện lên, nhưng... Quỷ dị chính là, hắn mặt mũi nhưng vẫn một mảnh yên tĩnh. Loại an tĩnh này, nhìn như ngược lại hơn nữa kinh người. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, ngươi, không cút. Diệp Thần cười nói, người bệnh cũng không nhẹ à, ngươi nếu không phải thoải mái, mình cầm con ngươi đảo sẽ không. Ngươi là thứ gì, quản ta ở nơi nào. Cái này Tiết Mạc Bắc bản thân có chứng cưỡng bách mình coi như, còn mạnh hơn bách đến hắn đầu đi lên. Diệp Thần cũng không có nuông chiều thứ người như vậy hứng thú. Giờ phút này, Tiết Mạc Bắc con người đều phải trừng tét à. Hắn lúc nào bị qua như vậy làm nhục. Hắn muốn Diệp Thần chết. Có thể, mấu chốt là, hắn hiện tại ở Vân Ngọc trong cung, vẫn không thể đối với Diệp Thần ra tay. Tiết Mạc Bắc vô cùng lạnh lẽo địa đạo, người biết, cái này tiệc vui, tối đa chỉ sẽ kéo dài mấy giờ sao. Người có nghĩ tới, đắc tội ta kết quả sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, chưa từng nghĩ, ngươi không xứng để cho ta nghĩ. Tiết Mạc Bắc thần sắc hơn nữa âm trầm một phần, hắn lại nữa lời nói, xoay người hướng khu vực nòng cốt đi tới. Hắn trong mắt là cơ hồ muốn hóa là thực chất ý định giết người, toàn bộ Ngọc Vân Cung nhiệt độ cũng ngay tức thì giảm xuống. Tiết Mạc Bắc âm thầm thề nói, hắn nhất định sẽ làm cho Diệp Thần, hối hận bây giờ nói ra mỗi một chữ. Đám người thật là đều phải ngu. Cái này Diệp Thần lại để cho Tiết Mạc Bắc ăn hết. Bất quá, tất cả người nhưng đều là cười. Ừ, hiện tại, Diệp Thần nhìn như rất náo nhiệt, Tiết Mạc Bắc không phải một cái sở trường cãi vả người, có thể,
Diệp Thần cãi và thắng, thì thế nào? Hắn sinh mạng cũng chỉ có thể kéo dài đến tiệc vui kết thúc thôi. Cái này tiệc vui, đối với người khác mà nói là vui tiệc, đối với Diệp Thần mà nói nhưng là tử vong đếm ngược giờ. Từ Thiếu Thiên cùng Khúc Minh Thạch đã vui vẻ đến muốn cười to, mà Mộ Dung Yên Vũ, mặc dù đối với Diệp Thần vô cùng là tức giận, nhưng, chẳng biết tại sao, giờ phút này, biết Diệp Thần phải chết, nàng, nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi, cả thân quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bọn họ muốn liên lạc Lý Vô Vọng, có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này trong Ngọc Vân Cung, đưa tin Ngọc Phù cũng bị che giấu. Còn như chạy ra bên ngoài cung, cũng không khả năng, dưới mắt Thải Hà Thiên Nữ tùy thời cũng sẽ xuất hiện à, nếu như bây giờ cách cung, là đối với Thải Hà Thiên Nữ bất kính. Chẳng lẽ, thì thật chỉ có thể nhìn Diệp Thần chết thảm. Ngô Tín Sam, hốc mắt đỏ bừng, cắn răng nói, tiểu sư đệ, thật xin lỗi, ta hẳn ngăn cản ngươi. Vừa nói, hắn trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, ngươi yên tâm, bỏ mặc Tiết Mạc Bắc là cái gì hàn cốc sát thần, mặt trời kiếm thứ nhất, muốn đối với ngươi động thủ, liền muốn trước từ sư huynh trên thi thể bước qua đi. Tân Lôi cũng là nặng nề gật đầu. Bọn họ biết Diệp Thần thực lực so bọn họ càng cường đại hơn, có thể, bọn họ là Diệp Thần sư huynh. Bảo vệ sư đệ, là sư huynh nghĩa vụ, bỏ mặc Diệp Thần mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ ngăn ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tí, mơ hồ nhu hòa xuống, giờ khắc này, hắn hoàn toàn đem Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi làm sư huynh của mình. Bất quá, rất nhanh hắn chính là cười khổ nói, Ngô sư huynh, Tân sư huynh, các ngươi làm sao một bộ muốn dáng vẻ sinh ly tử biệt. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Đối phương chỉ bất quá để cho hắn cảm thấy uy hiếp, nhưng còn chưa đến nỗi sợ hãi. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi nghe vậy, khẽ thở dài một hơi. Ở bọn họ xem ra, Diệp sư đệ khắp mọi mặt đều rất tốt, chính là quá tự tin. Tự tin đến, bất chấp lý lẽ bước. Tiết Mạc Bắc thực lực và chiến lực khủng bố đến mức tận cùng, Diệp sư đệ lại nghịch thiên, cũng không khả năng chiến thắng cái cảnh giới này yêu nghiệt chứ. Huống chi, Tiết Mạc Bắc vẫn là kiếm tu. Thực lực vượt xa cùng cấp. Ngay tại lúc này, Ngọc Vân Cung ra đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn, thiên nữ giá lâm. Đám người nghe vậy đều là mặt hiện vẻ kích động hướng cửa điện chỗ nhìn. Chỉ gặp, ngoài cửa vào một cô gái này vóc người có chút thon nhỏ, nhưng, dung nhan chính là vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, ngày hôm nay hiển nhiên trải qua chuyên tâm lối ăn mặc, không chỉ có vô cùng động lòng người, còn lộ vẻ được cao quý, yêu nhã. Cô gái này, dĩ nhiên chính là Ninh Thải Hà. Diệp Thần thấy Ninh Thải Hà sau đó, khẽ mỉm cười, con bé này trưng diện quả thật đẹp vô cùng. Liền hắn cũng thiếu chút nữa thất thần. Mà những thứ khác những cái kia võ giả đã là hoàn toàn thấy đờ ra à. Bất quá, thời khắc này Ninh Thải Hà, vẻ mặt nhưng là có chút lạnh nhạt, tựa như tâm tình cũng không tốt lắm vậy. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Ninh Thải Hà, đột nhiên nhẹ di một tiếng, tựa hồ phát hiện chút gì. Rất nhanh, Ninh Thải Hà liền ngồi vào trên chủ tọa. Một tên thị nữ đứng ở Ninh Thải Hà bên người, hướng về phía đám người mở miệng nói. Hiện tại, các vị có thể dâng lên ngươi quà tặng. Một tên thiên điện đệ tử có chút không kịp chờ đợi đứng lên nói, tại hạ Thái Chân Điện, Tô Tuyệt, dâng lên quà tặng, mời xem qua. Vừa nói, hai tay đụng chạm một cái hộp ngọc. Những thứ này thiên điện đệ tử là không có tư cách đi tới ngai vàng trước khi, chỉ có thể đứng ở trên vị trí chờ thị nữ tới thu lấy. Rất nhanh, thị nữ kia liền đi tới Tô Tuyệt trước người, đem hộp ngọc kia mở ra, trong hộp là một quả châm cài tóc. Một quả toàn thân lấy hàm chứa tinh thần giống vậy loại nào đó đá quý luyện thành, vô cùng là đẹp, cho dù là thị nữ kia nhìn cũng là không khỏi được tròng mắt sáng lên. Đích xác là một kiện rất đẹp đồ trang sức. Mà thị nữ kia quan sát một hồi trong tay châm cài tóc, hướng về phía Tô Tuyệt hỏi, không gian pháp khí. Đám người nghe vậy, tất cả giật mình, không gian pháp khí đều lấy ra, đây chính là giá trị không rẻ à. Tô Tuyệt chính là kiêu ngạo gật đầu nói, không tệ. Thị nữ gật đầu một cái, đem vậy châm cài tóc trình cho Ninh Thải Hà. Ninh Thải Hà nhìn một cái vậy châm cài tóc, mắt đẹp bên trong cũng là chớp động một tí, nhìn về phía Tô Tuyệt, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Một tiếng này cảm ơn ngay tức thì rung động Ngọc Vân Cung bên trong đám người à. Thải Hà thiên nữ lại và cái đó gọi Tô Tuyệt tiểu tử nói chuyện. Trong chốc lát, những người này đều là vô cùng ghen tị nhìn Tô Tuyệt.
mà Tô Tuyệt thì là một bộ hạnh phúc đến muốn nổi điên vẻ mặt à. Đây là, một tên mập lùn thanh niên cũng là đứng lên nói, thị nữ, mời xem qua ta quà tặng. Hắn trong lòng cũng lửa nóng lên, khát vọng có thể để cho thiên nữ cùng mình nói chuyện. Thị nữ xem qua liền hắn lễ vật sau đó, cũng là trình cho Ninh Thải Hà. Lần này, Ninh Thải Hà ánh mắt đổ không có gì thay đổi, bất quá, hay là đối với người nọ, nói một tiếng cảm ơn. Cái này một tí, Ngọc Vân cung bên trong gần như sôi trào, tất cả mọi người đều tranh nhau dâng lên bảo vật. Vì chính là nghe được một câu cảm ơn. Đây là, Ngô Tín Sam cũng có chút hưng phấn lên nói, Diệp thần, người vậy dâng lên quà tặng chứ. Có lẽ, có thể làm cho thiên nữ hài lòng, nàng có thể ngăn cản Thiết Mạc Bắc đối với ngươi ra tay. Diệp thần nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, Ngô sư huynh, Tân sư huynh, ta không mua lễ vật gì. Giờ khắc này, Ngô Tín Sam và Tân Lôi, cả người đều phải hóa đá à. Ngô Tín Sam vội vàng nói, Diệp sư đệ, người không nên nói đùa. Đây chính là Diệp thần duy nhất chuyển cơ à. Nhưng, Diệp thần nhưng là tùy ý nói, ta không có làm trò đùa, thật không có mua. Vừa nói, liền đem hai người túi đựng đồ trả lại cho bọn họ. Ngô Tín Sam và Tân Lôi nghe vậy cơ hồ đều muốn trực tiếp sụi lơ trên đất liền à. Cơ hội cuối cùng, cũng không có. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một người đứng lên, vốn có chút ồn ào đám người ngay tức thì an yên lặng xuống. Mà giờ khắc này, đứng lên người, chính là Tiết Mạc Bắc. Tiết Mạc Bắc một đôi mắt, một khắc không ngừng nhìn chằm chằm Ninh Thải Hà, trong mắt bên trong thành tựu xuất sắc liền liền. Đây là, cổ tay hắn lộn một cái, một quả màu đỏ thấm hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Hộp ngọc này xuất hiện ngay tức thì, đám người liền cảm giác thân thể hơi nóng lên, nhưng, lại không có như vậy cháy cảm giác, mà là một loại vô cùng là thoải mái, ấm áp, nóng an ủi vậy khoái cảm, truyền khắp toàn thân. Mọi người thấy vậy hộp ngọc, trong mắt đều là hiện lên lau một cái vẻ rung động. Có thể đồng thời ảnh hưởng như thế nhiều còn thật tồn tại, hộp ngọc này bên trong, hiển nhiên là một kiện chí bảo à. Liền liền nguyên bản thần sắc có chút lãnh đạm Ninh Thải Hà, giờ phút này nhìn hộp ngọc kia, mắt đẹp bên trong đều là vẻ kinh dị trước mắt. Tiết Mạc Bắc đối mặt Ninh Thải Hà lúc đó, tựa như thay đổi người vậy, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười, từ từ mở ra vậy màu đỏ thấm hộp ngọc. Đám người hướng vậy hộp ngọc nhìn, chỉ gặp, hộp ngọc bên trong, nằm một khối tinh thạch này phơi bày loãng kim vẻ, mà ở tinh thạch bên trong, phảng phất có một món bảy màu ngọn lửa, đang chậm rãi nhảy lên. Một tên thiên điện đệ tử thấy vậy, trong mắt, hiện lên vô cùng vẻ rung động, kinh hô thất sắc hỏa thạch. Đây là thất sắc hỏa thạch à? Ngọc Vân cung bên trong khách tới nghe vậy, mỗi một người đều là khó có thể tin nhìn cái này thất sắc hỏa thạch. Liền liền Diệp thần trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Thất sắc hỏa thạch là một loại vô cùng là hiếm thấy bảo vật, hắn chủ yếu nhất đặc điểm, chính là hỏa lực ôn hòa, vô cùng là thích hợp nhân tộc thể chất. Võ giả hấp thu lửa này lực sau đó, chẳng những có tẩy tủy phạt thể, nâng cao thân xác cường độ tác dụng, đồng thời, còn có thể ở trong người uẩn dưỡng bảy màu linh hỏa, có cái này linh hỏa lửa đủ để chống đỡ đại đa số ngoài dự đoán lạnh lực. Thất sắc hỏa thạch cho dù đối với còn chân cảnh đỉnh cấp võ giả mà nói, đều có thể coi như hữu dụng vật, mà Tiết Mạc Bắc, giờ phút này, nhưng cầm tới coi là lễ vật. Bút tích không thể bảo là chừng mực. Đối với Ninh Thải Hà tâm tư, có thể nói là người đi đường đều biết. Ngay tại lúc này, Tiết Mạc Bắc thanh âm êm dịu địa đối trước Ninh Thải Hà mở miệng nói, ta biết Thải Hà thiên nữ gần đây đoạn thời gian này, tuy là thành công trừ tận gốc bệnh kinh niên, nhưng, thân thể như cũ có chút khó chịu. Thường xuyên cảm thấy giá rét, cho nên, đặc biệt tìm tới cái này cái thất sắc hỏa thạch, hy vọng có thể nhìn trời nữ hữu dụng. Đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, Thải Hà thiên nữ lại thân thể khó chịu. Không ít người trong mắt đều hiện lên liền hối hận vẻ, sớm biết, bọn họ cũng đi tìm một ít thuộc tính lửa bảo vật. Dĩ nhiên, có thể so với thất sắc hỏa thạch thuộc tính lửa bảo vật, rất ít. Ninh Thải Hà nhận lấy vậy thất sắc hỏa thạch. Ở hỏa lực bồi bổ dưới, trong cơ thể dùng mình quả thật chậm lại một phần, nàng trong lòng vui mừng, hướng về phía Tiết Mạc Bắc mỉm cười nói, cảm ơn. Thấy Ninh Thải Hà đối với Tiết Mạc Bắc mỉm cười, một loại thiên điện đệ tử đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó, khó có thể tin nhìn Tiết Mạc Bắc, trong mắt còn có nồng nặc hâm mộ. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua Thải Hà thiên nữ cười qua à, bây giờ lại đối với Tiết Mạc Bắc cười. Nụ cười này,
ở trong mắt bọn họ đơn giản là cực lớn quang vinh à. Rất có thể, đây là thiên nữ duy nhất một lần đối với nam tử lộ ra nụ cười à. Chẳng lẽ, Tiết Mạc Bắc thật có cơ hội thắng được thải hà thiên nữ tâm hồn thiếu nữ. Trong chốc lát, không thiếu võ giả, ánh mắt đều là phai nhạt xuống, bọn họ bất luận cố gắng thế nào cũng kém hơn vị này thiên chi kiêu tử chứ. Trước kia Tô Tuyệt, lại là sắc mặt biến đổi, cả người đều tựa như bị đóng băng vậy, hắn mới vừa còn ở vậy kiêu ngạo đây. Và Tiết Mạc Bắc so với, quà của mình cái gì cũng không tính à. Liền tặng quà cũng không bằng người khác, chớ nói chi là những thứ khác. Mà Tiết Mạc Bắc giống vậy cũng cười, trên gương mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, hắn vì đạt được cái này thất sắc hỏa thạch, trả giá giá không nhỏ, nhưng, bây giờ nhìn lại là đáng giá. Tiếp theo, Ngọc Vân cung bên trong khách tới, dâng lên một kiện kiện quà tặng, Ninh Thải Hà mặc dù từng cái nói cảm ơn, nhưng là không có lần nữa cười qua. Rất nhanh, Ngọc Vân cung bên trong võ giả nhưng cơ hồ toàn bộ đưa xong quà. Dĩ nhiên, có một ít người là ngoại lệ. Giờ phút này, ngồi ở xó xỉnh bên trong Mô Tín Sam cùng Tân Lôi đã sắc mặt thảm trắng, lạnh cả người mồ hôi, một bộ thoát nước hình dáng, nguyên bản bọn họ còn ôm có một chút hy vọng, Diệp Thần đang cùng bọn họ làm trò đùa, có thể bây giờ nhìn lại. Diệp Thần là thật không có chuẩn bị quà tặng à. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Không chỉ là Diệp Thần, Thái Tuyệt Điện cũng phải xong rồi chứ. Giờ phút này, phải nói trong lòng đối với Diệp Thần không có oán trách, đó là không thể nào. Nhưng, bọn họ dẫu sao là Diệp Thần sư huynh, hôm nay cân nhắc được nhiều nhất, còn là như thế nào bảo vệ tốt người sư đệ này. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, một chút lật bàn cơ hội cũng không có. Chỉ hy vọng, thiên nữ không có chú ý tới bọn họ, sau đó, vừa rời đi Ngọc Vân Cung liền thông báo sư tôn. Ngay tại lúc này, tên kia thị nữ hỏi, còn có nhu cầu đưa quà tặng người sao? Toàn bộ trong Ngọc Vân Cung, yên lặng như tờ, hiển nhiên mọi người trên căn bản cũng đưa xong. Thị nữ kia gật đầu một cái thì phải tuyên bố tiệc vui thời điểm bắt đầu, ngồi ở khu vực nồng cốt một tên nam tử, nhưng là đột nhiên mỉm cười mở miệng nói, vị cô nương này mời chờ một tí. Đám người hướng người nói chuyện nhìn, người này bất ngờ là vậy Từ Thiếu Thiên. Thị nữ kia khẽ cau mày nói, thế nào? Từ Thiếu Thiên cười nói, thật giống như, còn có người không tặng quà đây. Lời vừa nói ra, toàn bộ Ngọc Vân Cung đều có chút huyên náo. Còn không tặng quà. Vậy mới vừa rồi tại sao không lên tiếng? Không thể nào chứ, cái này Từ Thiếu Thiên là cố ý tìm cái lý do nói chuyện cho mình soát cảm giác tồn tại sao? Thị nữ nghe vậy, hướng đống để ở một bên lễ vật nhìn, rất nhanh, chân mày nếp nhăn càng chặt hơn, ừ, thật giống như quả thật ít đi một phần lễ vật. Thấy thị nữ thần sắc, đám người, lúc này phản ứng lại, thật là có người không tặng quà à. Thị nữ kia lần nữa mở miệng nói, là ai còn không có đưa quà tặng. Không nên trễ nãi mọi người thời gian. Có thể, lần này, vẫn không có người bất kỳ đứng lên. Trong chốc lát, những cái kia thiên điện đệ tử đều không khỏi được nghị luận nói, tên này, chuyện gì xảy ra? Tại sao không đưa quà tặng? Sẽ không, là không có chuẩn bị chứ? Ai lá gan lớn như vậy, tham gia tiệc vui, liền quà tặng cũng không có chuẩn bị. Cái này, là nhìn trời nữ bất kính. Vậy một đám khách tới cũng có chút không dám tin tưởng, lại có như vậy gan lớn bằng trời người. Mà Tiết Mạc Bắc ánh mắt, cũng là băng lạnh xuống, mới vừa đưa lễ. Hắn không thấy Diệp Thần một nhóm người kia đứng lên. Không mặc chính trang, liền quà tặng đều không cho phép chuẩn bị. Thằng nhóc này, là thật không đem thiên nữ coi vào đâu sao? Ninh Thải Hà là Tiết Mạc Bắc ái mộ người, ở lòng hắn bên trong, Ninh Thải Hà chính là không thể mạo phạm nữ thần. Diệp Thần đây là đang tự tìm cái chết. Ngay tại lúc này, ngồi ở Từ Thiếu Thiên bên cạnh Khúc Minh Thạch, cũng là mỉm cười mở miệng nói, ha ha, ta nghĩ... Người này không tặng quà cũng là về tình thì có thể lượng thứ chứ. Dẫu sao, ta nghe hắn nói, hắn và Thải Hà Thiên Nữ là bạn, bằng hữu tới giữa mà, có thể, không cần như vậy khách sáo. Lời vừa nói ra, thật Ngọc Vân Cung chính là yên tĩnh lại. Một khắc sau, một hồi chấn thiên cười vang, liền ở trong Ngọc Vân Cung bộc phát ra, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện, tựa hồ cũng có thể nghe được. Tiếng cười kia bên trong, mang vô cùng đậm đà châm chọc, đùa cợt, khinh thường mùi vị. Vậy một đám thiên điện đệ tử một bên cười, một bên không nhịn được mở miệng nói, Khúc công tử, người nói tới ai à? Khoác lác,
cũng không xé bản thảo. Vẫn cùng thải hà thiên nữ là bạn, xứng sao? Liên Liên Thiết công tử cũng không dám nói lời như vậy chứ. Ha ha, tùy tiện giả mạo thiên nữ bằng hữu, kết quả cũng không sẽ quá tốt. Khúc Minh Thạch cùng Từ Thiếu Thiên, nhìn nhau một cái, trên mặt đều mang vẻ đắc ý nụ cười. Mục đích, đạt tới, lần này, Diệp Thần thằng nhóc kia phải gặp tai ương. Mà Mộ Dung Yên Vũ chính là khẽ cau mày, Khúc Minh Thạch cùng Từ Thiếu Thiên hành vi có chút bị ổi. Bất quá, cuối cùng, cũng là Diệp Thần mình, tại sao phải nói mạnh miệng? Vẫn là cái loại này một mắt cũng sẽ bị nhìn thấu huênh hoang. Đây là, Ninh Thải Hà hướng về phía Khúc Minh Thạch hỏi, người này là ai? Nàng vậy có chút hiếu kỳ, ai sẽ tự xưng là bạn nàng? Nàng ở trên trời điện, vẫn là độc lai độc vãng. Đám người nghe vậy, ngay tức thì yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Khúc Minh Thạch, chờ đợi hắn trả lời, bọn họ vậy thật là tò mò, là ai không biết sống chết đến tình cảnh này? Vì leo quan hệ, liền cái loại này không biết xấu hổ lời nói dối cũng nói được. Mà Ngô Tín Sam và Tân Lôi, trước mắt đã bắt đầu biến thành đen, đạo tâm đều phải bị ép vỡ. Ở bọn họ xem ra, hiện tại thật là giống như muốn xử tử hình vậy à. Có thể, hai người hướng Diệp Thần nhìn, nhưng thấy, Diệp Thần lại vẫn ở vô cùng nhàn nhã ăn rau, uống rượu. Khúc Minh Thạch nụ cười trên mặt, càng ngày càng nồng đậm, hắn chậm rãi mở miệng nói, người này, chính là Thái Tuyệt Điện. Đám người nghe vậy, đều là theo bản năng đưa ánh mắt rời về phía Thái Tuyệt Điện chỗ ngồi. Có thể, không đợi hắn nói xong, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử liền ở trong Ngọc Vân Cung vang lên nói, là ta. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh chậm rãi từ chỗ ngồi trên, đứng lên, thần sắc bình thản. Một đám thiên điện đệ tử, thấy người thanh niên này ngay tức thì, chính là khẽ cau mày. Mới vừa, bọn họ không chú ý tới Diệp Thần, hiện tại mới phát hiện, Diệp Thần không có mặc chính trang. Hiện tại, lại không chuẩn bị lễ vật, còn tự xưng thiên bạn gái. Ha ha, thằng nhóc này là tới lòe thiên hạ sao? Lấy là độc hành khác biệt, liền có thể vào thiên nữ mắt. Ngu xuẩn. Rất nhanh, có người mở miệng nói, ngươi là sáng lập Diệt Ma Linh ghi chép thằng nhóc kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn chính là Diệp Thần. Ha ha, rốt nát tới cực điểm, lấy là đùa bỡn chút thủ đoạn sáng lập một cái ghi chép, liền có thể miệng không ngăn cản. Thật lấy là tất cả mọi người đều cầm hắn làm yêu nghiệt đâu. Ở ta trong mắt, chính là một càn khôn cảnh phế vật thôi. Những người này nhìn Diệp Thần đều là lộ ra châm chọc thần sắc, cái gọi là Diệt Ma Linh ghi chép, ở bọn họ xem ra không đáng giá để ra, tối đa, coi như là ủng có thiên phú thôi, có thể có nhiều ít ủng có thiên phú yêu nghiệt không sống tới lớn lên ngày hôm đó. Không có thực lực, hết thảy đều là nói không. Mà Diệp Thần đâu? Sáng lập một cái Diệt Ma Linh ghi chép mà thôi, liền bành trướng đến loại trình độ này, cả ngày nữ cũng dám kết quan hệ. Loại người này, ngày hôm nay không chết, sớm muộn vậy phải chết. Cho nên, bọn họ cũng không có đem Diệp Thần để ở trong lòng. Giờ phút này, Ninh Thải Hà nhưng là trầm mặc, thừ ra, thậm chí, thân thể mềm mại mơ hồ cũng có chút run rẩy, nhìn Diệp Thần, không nói một lời. Ở đó một đám khách tới trong mắt, lần này, thiên nữ là thật tức giận. Bọn họ từng cái khóe miệng mang lạnh như băng, tàn khốc nụ cười, làm xong xem Diệp Thần đi chết chuẩn bị. Đặc biệt là Từ Thiếu Thiên, Khúc Minh Thạch, Trương Tử Mân các người. Ở bọn họ trong lòng, Diệp Thần hiện tại khẳng định hối hận muốn chết chứ. Ha ha, đây chính là không tán thưởng kết quả. Muốn cùng bọn họ đấu. Cho dù không động thủ, bọn họ cũng có một triệu loại để cho Diệp Thần chết không có chỗ chôn phương pháp. Ngay tại lúc này, Diệp Thần môi động một tí. Vậy tới khách cửa đều là cười nhạt, cho rằng Diệp Thần yêu cầu tha, kiếm cớ. Ai ngờ, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là chậm rãi mở miệng nói, Thải Hà, người thân thể khỏe xem có chút không tốt lắm, đến đây đi, ta vì ngươi xem. Những cái kia thiên điện đệ tử nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, mỗi một người đều là ha ha phá lên cười, đồng thời, ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này thật sự là chó điên bệnh phát tác sao? Đem mình làm thần, còn tùy tiện cấp cho thiên nữ chữa trị xem thân thể. Hắn là thứ gì, còn kêu thiên nữ đi qua. Còn không ngừng kêu thiên nữ tên chữ. Kêu được như vậy thân mật, lấy vì ai biết hắn à?
đây cũng không phải là cái gì khoác lác, làm trò đùa Vân. Vân có thể giải thích, đây chính là trắng trợn xúc phạm à. Vậy một đám võ giả, trên mặt đã hiện lên sát khí. Mà Tiết Mạc Bắc lại là sát ý sôi trào, Ninh Thải Hà là hắn nhận định nữ thần, Diệp Thần đây là đang trêu đùa hắn nữ thần. Nếu không phải ở tiệc vui trên, hắn đều phải không khắc chế nổi ra tay. Mà Ngô Tín Sam và Tân Lôi cũng mau khóc lên à. Đến lúc này, Diệp sư đệ lại vẫn không nói xin lỗi, còn cứng hơn trang. Bỗng nhiên, toàn bộ Ngọc Vân cung lần nữa yên lặng xuống. Chỉ có lẹp xẹp, trận loạt tiếng bước chân, ở trong cung vang vọng. Chỉ gặp, Ninh Thải Hà cúi đầu, từng bước hướng Diệp Thần đi tới. Đám người thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt là hung tàn. Bọn họ biết, thiên nữ đây là vậy tức giận đến không cách nào nhịn được, muốn tự mình động thủ, đem thằng nhóc này miễn cưỡng hành hạ chết đi. Theo bọn họ biết, thiên nữ vô cùng là kính trọng vị kia chữa khỏi nàng thần y, ở nàng trước mặt, dùng chữa trị làm mượn cớ, không thể nghi ngờ là xúc phạm nàng nghịch lân. Diệp Thần nói nàng thân thể có vấn đề. Cái này há chẳng phải là đang chất vấn tên kia thần y. Coi như thật sự có vấn đề, thần y cũng không chữa khỏi bệnh, người có thể trị hết. Diệp Thần lần này là thật xong rồi, hết cứu. Rất nhanh, Ninh Thải Hà liền đứng ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, sừng dưng cực kỳ, hoàn toàn không có sợ hãi chút nào, khẩn trương dáng vẻ. Từ Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng nói, thằng nhóc này, còn thật có thể chống đỡ à, không thể không nói, tư chất tâm lý rất tốt. Khúc Minh Thạch châm chọc nói, tư chất tâm lý không tệ, thì thế nào? Không sợ chết con kiến hôi, chỉ có thể chết nhanh hơn thôi. Hai người, đều là đắc ý cực kỳ, gió xuân mặt đầy, không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Thần bị thiên nữ giết chết một màn. Ngay tại lúc này, Ninh Thải Hà chậm rãi giơ tay lên, một đám khách tới ánh mắt, vậy dần dần rực cháy nóng lên. Có thể, một khắc sau toàn bộ Ngọc Vân Cung, tựa như cũng lâm vào băng hà bên trong. Tất cả người, trên mặt diễn cảm cũng động lại, máu cũng đống kết, tim đều biến thành tượng đá, linh hồn đều phải hóa thành hư vô liền à. Ở bọn họ trước mắt, xuất hiện cái gì? Chỉ gặp, vậy cao cao tại thượng, trong ngày thường, cho người hàn băng vậy cảm giác Thải Hà thiên nữ, giờ phút này, lại là ôm lấy Diệp Thần, hai người thân thể xít sao tướng sát, lẫn nhau tới giữa, thật là liền một chút khe hở cũng không có à. Đây là gặp quỷ sống sao? Cái này Ngọc Vân Cung bên trong người, mỗi một người đều là vành mắt sắp nứt à. Tại sao, thiên nữ sẽ ôm lấy thằng nhóc này? Chẳng lẽ, thiên nữ thật vẫn có cái loại này yêu thích, thích như vậy độc hành khác biệt người đàn ông? Đặc biệt là Tiết Mạc Bắc. Hắn giờ phút này, cả người đều hóa thành yêu ma vậy, đôi mắt ứ máu, mặt đầy gân xanh, cả người xương cốt, cũng rắc rắc vang dội, đó là bởi vì quá tức giận, bắp thịt dùng sức, đều phải cầm xương của mình nghiền nát à. Thải Hà thiên nữ là hắn ái mộ người, đối với hắn lộ ra một nụ cười, liền để cho hắn hưng phấn vô cùng, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Tại sao? Bởi vì, Thải Hà thiên nữ chưa bao giờ đối với người cười. Có thể hiện tại, mình ái mộ người, nhưng là và người đàn ông khác ôm nhau à? Buồn cười, hắn còn bởi vì là Thải Hà thiên nữ đối với hắn lộ ra nụ cười mà kiêu ngạo đây. Và Diệp Thần một so. Hắn lấy được nụ cười liền cứt chó đều không coi vậy đi. Hơn nữa, thấy hai người, thân thể như vậy tiếp xúc, Thải Hà thiên nữ hoàn toàn lơ đễnh thái độ. Như thế xem ra, hai người rất có thể cũng tiến triển đến một bước kia liền à. Hắn đầu óc đều phải hòa tan à. Trong lòng, chỉ có sát ý, thật là đều phải vào thời khắc này nhập ma, tàn sát hết thảy. Ngay tại lúc này, Ninh Thải Hà lên tiếng, thanh âm bên trong. Tựa hồ còn mang một chút khóc sụt sùi vậy nói, Diệp công tử, ta lấy là, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cái này một tí, mọi người tâm thần hoàn toàn bị đánh bể, phảng phất có 10 triệu đạo lôi đình, đồng thời đánh chúng bọn họ thức hải vậy, sấm sét giữa trời quang bên trong sấm sét giữa trời quang. Diệp Thần lại thật và Thải Hà thiên nữ biết. Hơn nữa, quan hệ thật là đều không thể dùng bằng hữu để hình dung à. Thậm chí, thiên nữ, còn kêu hắn công tử. Lấy thiên nữ thân phận, gọi người khác là công tử, thật giống như chỉ có một loại có thể đi. Vậy chính là mình người yêu. Trong chốc lát, mới vừa rồi châm chọc qua Diệp Thần người, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Nếu như,
Diệp Thần muốn truy cứu mà nói, Thải Hà Thiên Nữ vừa mở miệng là có thể để cho bọn họ bị Thiên Điện xóa tên chứ. Mà Từ Thiếu Thiên cùng Khúc Minh Thạch đã là khẽ run, chân đều phải mềm nhũn à. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một màn trước mắt. Có thể, sự thật chính là như vậy. Mà Ngô Tín Sam và Tân Lôi chính là biến thành người gỗ như nhau, từ địa ngục đến thiên đường, cái loại này đánh vào quá to lớn, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đây. Khu vực nòng cốt, Mộ Dung Yên Vũ thấy một màn này hơi thở phào nhẹ nhõm, nói cho cùng, nàng không hy vọng Diệp Thần lại chết như vậy, bất quá, thấy Diệp Thần cùng Ninh Thải Hà ôm nhau thật chặt một màn. Nàng tâm tình nhưng là có chút phức tạp, nội tâm bên trong có một loại vô cùng là cảm giác bị đè nén. Ninh Thải Hà dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Diệp Thần, mắt đẹp chớp động vô cùng vui vẻ nói, Diệp công tử, ngươi, không nên đi Nam Tiêu Thiên Điện sao? Làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ là đặc biệt tới tham gia tiệc vui? Nàng thật sự là thật cao hứng, thật cao hứng. Thức tỉnh Bách Thải Thanh Tủy cổ thể sau đó. Nàng liền ở trên trời điện dưới sự an bài bắt đầu bế quan, sau khi xuất quan, thực lực tiến nhiều, nhưng, thực lực tăng lên cũng không có cho Ninh Thải Hà mang đến quá nhiều vui vẻ, bởi vì, trải qua mấy ngày nay, nàng phát hiện mình càng ngày càng nhớ Diệp Thần. Nếu như không thấy được Diệp Thần, phỏng đoán, cho dù trở thành tỷ tỷ như vậy cường giả, nàng cũng sẽ không có biết bao vui vẻ. Diệp Thần có chút trêu chọc nhìn Ninh Thải Hà nói, cái này chờ một tí nói cho ngươi. Ngươi dựa vào được gần như vậy, ta cũng không tâm tư, cùng ngươi tán gẫu à? Vừa nói, hắn ánh mắt đột nhiên có chút mập mờ. Ninh Thải Hà hơi sững sờ, lúc này mới phản ứng được, mới vừa quá kích động, lập tức ôm lấy Diệp Thần, hơn nữa, là như vậy dán chặt vô cùng ôm chầm, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Diệp Thần toàn thân cao thấp, mỗi một khối bắp thịt đều ở đây dần dần đổi được nóng bỏng đứng lên, kích thích nàng ra thịt. À! Ninh Thải Hà khẽ hô một tiếng. Mặt đẹp ngay tức thì đỏ bừng một phiến, liền vội vàng buông ra Diệp Thần, bộ dáng kia dụ người tới cực điểm, một đám thiên điện đệ tử xem được tim đều phải bể à. Mình nữ thần ở người đàn ông khác trước mặt, thẹn thùng một phiến, như vậy đả kích bao lớn có thể tưởng tượng được. Diệp Thần lần nữa ngồi về trên vị trí, đối với Ninh Thải Hà nói, ngồi trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Được, Ninh Thải Hà gật đầu ngồi xuống. Cao quý vô cùng Thải Hà thiên nữ. Ở Diệp Thần trước mặt nhưng là xem một cái nghe lời con mèo nhỏ. Thật là nhiều người đều đã muốn khóc. Suy nghĩ một chút bọn họ vì thu được Thải Hà thiên nữ cười một tiếng, mà hao tổn tâm cơ dáng vẻ, thật là giống như một thằng hề như nhau. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi hai người, lập tức đều phải hít thở không thông, bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới. Có một ngày, Thải Hà thiên nữ, lại gặp mặt mình ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. Kích động được tim đều phải nhảy ra ngực. Đây là, Diệp Thần hướng về phía Ninh Thải Hà mỉm cười nói, Thải Hà, đây là ta hai vị sư huynh, Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi, bọn họ đối với ta rất chiếu cố. Người khác đối với mình tốt, Diệp Thần từ trước đến giờ sẽ không quên. Ninh Thải Hà nghe vậy sửng sốt một chút, nàng nhìn Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi, cái này hai người tựa hồ cũng là Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử à, chẳng lẽ, Diệp Thần gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện? Đây là, nàng mới chú ý tới. Diệp Thần trên mình lại treo Thái Tuyệt Điện thân phận ngọc bài. Lập tức, Ninh Thải Hà mắt đẹp bên trong dâng lên nồng nặc vui mừng. Diệp Thần gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện, như vậy các nàng đi về sau liền có thể một mực gặp mặt à. Nàng nụ cười vô cùng rực rỡ bưng lên bầu rượu, là Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi rót một ly rượu nói, Ngô Sư Huynh, Tân Sư Huynh tốt. Hai người này thực lực mặc dù rất yếu, nhưng, nếu là Diệp Thần Sư Huynh, Diệp Thần tôn trọng bọn họ. Ninh Thải Hà liền sẽ giống vậy tôn trọng, bỏ mặc bọn họ là địa vị gì, thực lực. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi vội vàng nhận lấy ly rượu, hai tay đều run rẩy trước, liền nói, không dám, không dám, thiên nữ hại chết ta đợi. Nói, tuy là như thế nói, hai người diễn cảm nhưng đều là một bộ cao hứng đến mau muốn khóc lên dáng vẻ à. Trở thành Thái Tuyệt Điện đệ tử, bọn họ có thể nói là nhận hết khuất nhục. Có thể hiện tại. Thái Tuyệt Điện tựa hồ rốt cuộc phải xoay người à. Liên Thải Hà thiên nữ cũng là bọn họ rót rượu à. Cái khác mấy điện đệ tử, sợ rằng nằm mộng cũng nhớ voi không tới, bản thân có một ngày có thể uống được cho Thải Hà thiên nữ đổ được quán ba. Thái Tuyệt Điện đệ tử, rốt cuộc thì tăng thể diện liền một lần à. Đồng thời, bọn họ nhìn Diệp Thần, ánh mắt đã hoàn toàn biến thành sùng kính.
hai người rất rõ ràng, mình mới có thể có đãi ngộ này, hoàn toàn là bởi vì mình cái này Diệp sư đệ. Mà vậy một đám khách tới, giờ phút này thần sắc đã hoàn toàn âm trầm xuống. Dựa vào cái gì, hai cái Thái Tuyệt Điện phế vật có thể uống thiên nữ rót rượu à? Còn bị thiên nữ gọi là sư huynh. Liền bọn họ những ngày qua bảng yêu nghiệt cũng không dám hy vọng xa vời loại chuyện này à? Diệp Thần đối với Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi cười nói, Ngô sư huynh, Tân sư huynh, các ngươi không cần câu nệ như vậy. Ninh Thải Hà có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp công tử, người bây giờ là Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử sao? Không sai. Diệp Thần gật đầu một cái, đem trước qua Tử Phong Tử Cốc đoạt thần xa sáu cánh, chiến giết ma hứa sát chuyện đại khái nói. Ninh Thải Hà nghe vậy, mặt đẹp khẽ hơi trầm xuống một cái nói, hừ, Nam Tiêu nghe tiếng, thật là có mắt không tròng. Bất quá, ngay sau đó, nàng lại là cười một tiếng nói, bất quá, hắn ngược lại là thành toàn ta, nếu không, ta còn không biết lúc nào có thể thấy công tử đây. Diệp Thần cười nói, tốt lắm, vậy đừng gọi ta công tử, nếu ta gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện, người gọi ta là sư huynh đi. Ninh Thải Hà nghe vậy, mắt đẹp chuyển động một tí. Nhưng là cười nói, cái này không thể được, ta so ngươi trước nhập môn, phải gọi ngươi sư đệ, Diệp sư đệ, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là sư tỷ của ngươi. Ừ, sư đệ phải nghe lời của sư tỷ, nếu Diệp Thần đã tới Bắc Lăng Thiên Điện, nàng có thể sẽ không lại để cho Diệp Thần tùy tiện rời đi mình. Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ nói, tùy ngươi đi, tốt lắm, ngồi vào bên người ta tới, ngươi thân thể, tựa hồ còn có một chút hậu di chứng. Thấy được hai người cái này đả tình mà tiếu dáng vẻ, những ngày đó điện yêu nghiệt, đặc biệt là kính mến Ninh Thải Hà người đã sắp cầm răng cắn nát. Ninh Thải Hà khéo léo ngồi vào Diệp Thần bên người, mặt đẹp lại một lần nữa ửng đỏ, Diệp Thần mỗi lần đối với nàng tiến hành trị liệu thời điểm, ừ, đều có chút. Bất quá, nàng cũng không ghét, ngược lại, mơ hồ đang mong đợi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, lúc này kiểm tra Ninh Thải Hà bệnh trạng. Bát quái thiên đan thuật, lên. Một khắc sau, tay chỉ gật liên tục hướng về phía Ninh Thải Hà trên mình huyệt vị, tiếp liền ra tay, tiểu hắc lực lượng xuyên thấu qua đầu ngón tay, thấm vào huyệt đạo bên trong. Ninh Thải Hà không khỏi phát ra một tiếng rên, Diệp Thần đầu ngón tay truyền tới lực lượng, cho nàng một loại xốp giòn cảm giác tê tê, có chút thống khổ, nhưng lại có chút thoải mái. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền tập trung vào Ninh Thải Hà bụng bên trên, cũng chính là đan điền vị trí. Một khắc sau, trong cơ thể hắn hỗn độn khí diễm một thịnh, liền đưa bàn tay đè ở Ninh Thải Hà bụng bên trên, chậm rãi xoa đè, mỗi một lần cũng tăng thêm một phần lực đạo, từ từ, thật là đều phải đem Ninh Thải Hà bụng đè cho hết toàn sụp đổ. Ngọc Vân Cung bên trong đám người, thấy một màn này ánh mắt đều phải chảy máu à. Bọn họ từng cái, khuôn mặt vặn vẹo, ghen tị, tức giận đến điên cuồng. Cái này mẹ hắn là chữa trị là kiểm tra sao? Thật là giống như là. Mắt thấy, mình nữ thần bị người ta như vậy đùa bỡn, bất kỳ người đàn ông cũng sẽ hỏng mất. Có thể, bọn họ thì có thể làm gì? Thải Hà thiên nữ là tự nguyện à? Giờ phút này, Ninh Thải Hà mặt đẹp đỏ bừng một phiến, một cổ lực lượng không ngừng đi sâu vào nàng thân thể mềm mại bên trong, chống đối trước bụng của nàng, tựa như, phải đem nàng cả người đều từ bụng chỗ xé vậy. Như vậy xốp giòn cảm giác tê tê, ngay tức thì bạo tăng, nếu như nói. Vốn là khe suối nhỏ nhỏ lưu, hiện tại, chính là mênh mông biển khơi, sóng gió kinh hoàng, ở thân thể mềm mại bên trong cuồng trào trước, điên cuồng đánh thẳng vào nàng thần kinh, nàng ý thức đều bắt đầu có chút tan rã. Bất quá, loại kích thích này nhưng một chút cũng không thống khổ, ngược lại, nàng trong cơ thể càng ngày càng ấm áp, lực lượng kia mỗi một lần va chạm, đều đưa một cổ ấm áp mang vào nàng thân thể bên trong, nguyên bản tích húc khí lạnh cũng ở đây dần dần tiêu tán trước. Nàng cả người tựa như cũng lâm vào tê dại cùng lửa nóng suối nước nóng bên trong. Ninh Thải Hà thở dốc bộc phát kịch liệt đứng lên, nếu không phải nàng chặt chẽ cắn môi, sợ rằng đều phải nhọn kêu thành tiếng. Diệp sư đệ, quả nhiên vẫn là như vậy lợi hại. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần khẽ thở ra một hơi, chậm rãi thu tay về, chữa trị kết thúc. Mà Ninh Thải Hà vậy lần nữa ngồi dậy tới, nàng đỏ mặt, tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ. Bất quá, để cho nàng vui chính là, trong cơ thể khí lạnh thật biến mất không thiếu. Diệp Thần nói, sở dĩ sẽ cảm giác giá rét, là bởi vì là còn có bộ phận bách thải thanh tủy cổ hơi thở lưu lại ở trong cơ thể của ngươi, chủ yếu tập trung ở trong đan điền,
ta vì ngươi hơn chữa trị mấy lần, là được không ngại? Ninh Thải Hà nghe vậy, mắt đẹp bên trong lóe lên vẻ vui mừng, còn có thể lại chữa liệu mấy lần, nàng thậm chí đều có chút hy vọng, hàn khí này vĩnh viễn không muốn tiêu tán. Mà Ngọc Vân Cung đám người, giờ phút này vậy thở phào nhẹ nhõm, mới vừa cái gì đó chữa trị, đối với bọn họ mà nói và hành hạ kém không nhiều. Ninh Thải Hà đối với Diệp Thần cười nói, vậy, liền phiền toái Diệp sư đệ Vân. Vân, ta có chút việc phải làm. Dứt lời, Ninh Thải Hà liền chậm rãi đứng dậy, mặt mũi lần nữa khôi phục đến lạnh như băng, nàng chậm rãi đi trở lại trước điện, ngồi ở ngai vàng bên trên. Nàng có thể không quên, còn có nợ không coi là đây. Ninh Thải Hà ánh mắt, bỗng nhiên ác liệt, nhìn về phía Khúc Minh Thạch cùng Từ Thiếu Thiên, khóe miệng, nổi lên một tia cười lạnh nói, các ngươi mới vừa rồi, thật giống như có chút nhằm vào Diệp Thần, phải không? Nàng mặt đẹp bên trên mơ hồ hiện lên vẻ sát ý, nếu như những người này, nhằm vào là chính nàng, nàng thậm chí đều sẽ không như thế tức giận, nhưng, nhằm vào Diệp Thần, đối với nàng mà nói thì không có thể tha thứ. Từ Thiếu Thiên cùng Khúc Minh Thạch nghe vậy, sắc mặt đều đã xanh mét một phiến, sắp hù chết. Bọn họ vội vàng mở miệng nói, thiên nữ, ngài hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có cái ý này à. Thiên nữ, chúng ta cái này không phải là muốn cầm Diệp Thần tiến cử cho ngài sao, chúng ta và Diệp Thần thật không có bất kỳ mâu thuẫn. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi nghe vậy đều là mặt hiện vẻ giận dữ. Cái này hai người thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là muốn chỉnh chết Diệp Thần, hiện tại còn nói gì muốn tiến cử Diệp Thần. Làm nhục bọn họ chỉ số thông minh đâu. Bất quá, cái này hai người đổ là vận khí tốt, bọn họ nói, còn thật không có đối với Diệp Thần châm chọc cái gì, ngược lại là không bắt được cái chuôi. Diệp Thần ngược lại là thần sắc bình tĩnh, lười phải cùng những con kiến hôi này so đo cái gì. Ninh Thải Hà cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đem Từ Thiếu Thiên cùng Khúc Minh Thạch hai người quà tặng, từ quà đống bên trong chọn đi ra. Đám người, đang có chút không rõ cho nên thời điểm, Ninh Thải Hà quanh thân linh khí một thịnh, đem vậy hai cái hộp quà ngay tức thì nghiền thành nghiền. Từ Thiếu Thiên cùng Khúc Minh Thạch ngay tức thì sắc mặt biến đổi, phải biết, Ninh Thải Hà đem bọn họ hộp quà nghiền nát, cũng không chỉ là ngay trước mọi người đánh bọn họ mặt, đơn giản như vậy à. Đồng thời, còn ý nghĩa nàng đối với hai người thái độ. Một khắc sau, Ninh Thải Hà đem những cái kia hộp quà mảnh vỡ cùng với hai kiện có chút tàn phá lễ vật, trực tiếp ném ở trước người bọn họ, nhàn nhạt nói, nếu như đi về sau, các ngươi còn dám đối với Diệp sư đệ bất lợi, bể thì không phải là cái này cái hộp. Từ Thiếu Thiên cùng Khúc Minh Thạch khuôn mặt, ngay tức thì nhảy xuống, bọn họ tiền đồ là xong rồi à. Bị Thải Hà thiên nữ chán ghét, sợ rằng liền bọn họ sư tôn đều sẽ không lại coi trọng bọn họ. Bởi vì, Thải Hà thiên nữ thái độ, rất lâu liền đại biểu Bắc Lăng thiên điện cao tầng thái độ. Bọn họ chặt chẽ siết chặt quả đấm, đáy lòng, là đối với Diệp Thần vô cùng căm hận. Bọn họ không dám hận Ninh Thải Hà, nhưng lại hận chết Diệp Thần. Hết thảy, đều là bởi vì phế vật này, nếu không phải tên này, bọn họ vì sao tới mức này. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc, Ninh Thải Hà mặt không thay đổi nhìn về phía mọi người ở đây nói, mới vừa rồi cười nhạo qua Diệp Thần, cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian, tự đứng ra. Trong chốc lát, trong Ngọc Vân Cung không thiếu khách tới đều là trố mắt nhìn nhau, con người khẽ run, tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng... Rất nhanh, từng cái khách tới vẫn đứng lên, bọn họ không có lửa Thải Hà thiên nữ dũng khí. Hơn nữa, cái này Ngọc Vân Cung trận pháp đều có tinh thạch ghi hình chức năng, nếu như đi tra xem ghi hình, rất dễ dàng là có thể phán đoán chỗ ra ai châm chọc, ai không có. Vượt qua 1/3 khách tới đều là đứng ở trên vị trí, từng cái sắc mặt thảm trắng, tựa như sắp hành hình tội phạm tử hình. Mà những cái kia không có châm chọc Diệp Thần người, chính là rối rít mặt lộ vẻ may mắn. Ninh Thải Hà lạnh lùng nhìn những người này, mở miệng nói, hiện tại, toàn bộ đi cho Diệp sư đệ nói xin lỗi. Đám người nghe vậy, trong lòng buông lỏng một chút, chỉ là nói áy náy mà thôi, còn không coi là không cách nào tiếp nhận. Lúc này, một đám võ giả rối rít đi tới Diệp Thần trước mặt, cúi đầu nói, Diệp công tử, thật xin lỗi, chúng ta sai. Có thể, bọn họ ánh mắt nhưng là oán hận, nhưng là không cam lòng, căn bản không có xuất từ thành tâm. Ở nơi này những người này sau khi nói xong, chuẩn bị trở về trên chỗ ngồi lúc đó, một đạo vô cùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm, vang lên lần nữa nói các ngươi chính là như thế nói xin lỗi. Người nói chuyện chính là Ninh Thải Hà.
vậy từng cái võ giả đều là con người run lên, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Ngay tại lúc này, Ninh Thải Hà trong tay nhiều hơn một cái trận bàn, trong cơ thể dâng trào linh lực, ngay tức thì bơm vào đến trận bàn kia bên trong. Nháy mắt tức thì, trận bàn ánh sáng lớn thả, mà cùng lúc đó, đỉnh đầu của mọi người bên trên cũng là hiện lên một đạo đại trận, trong đại trận, tản ra vô cùng sơ sắc tiêu điều hơi thở, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ Ngọc Vân Cung. Cho dù là Diệp Thần thấy vậy tòa đại trận ngay tức thì, đều là không nhịn được tâm thần động một cái, nhìn trận pháp kia, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thật là mạnh trận pháp, sợ rằng liền mình, nếu không phải chú ý, cũng sẽ bị trận pháp này nghiền giết đi. Liền hắn đều là như vậy, chớ nói chi là những võ giả khác liền à. Đặc biệt là mới vừa nói xin lỗi những người đó. Bọn họ từng cái nhìn trận pháp này, hai chân đều bắt đầu run lên à. Thải Hà Thiên Nữ đây là muốn làm gì? Giờ phút này, những người này thật sợ hãi. Nếu như Thải Hà Thiên Nữ tức giận, điều khiển đại trận này trấn áp xuống, bọn họ có thể là thật sẽ tan thành mây khói à. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, nguyên bản phía sau bọn họ những cái kia dựa vào, ví dụ như điện chủ, trưởng lão Vân. Vân, ở Ninh Thải Hà trước mặt, đều là giống như không có tác dụng tồn tại. Ninh Thải Hà coi như thật giết bọn họ, thiên điện cũng không khả năng cầm nàng như thế nào à. Trong chốc lát, vậy mới vừa châm chọc qua Diệp Thần người đều là cả người toát ra mồ hôi lạnh, vô cùng sợ hãi đối với Ninh Thải Hà cầu xin tha thứ, mời thiên nữ dừng tay, ta biết sai rồi à. Cầu thiên nữ thả qua, tại hạ lại cũng không dám xúc phạm Diệp công tử. Thiên nữ, ta miệng thúi, chỉ cần thiên nữ tha ta lần này, ta bảo đảm, từ bây giờ về sau làm Diệp công tử chó. Một ít thông minh đã ngay tức thì quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, điên cuồng dập đầu nói, Diệp công tử là ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn. Rất nhanh, tất cả châm chọc qua Diệp Thần đều là quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, điên cuồng vậy nói xin lỗi. Ngọc Vân Cung bên trong các võ giả, nhìn một màn này, trên gương mặt đều là rung động cùng sợ hãi. Phải biết, những người này nguyên bản có thể phần lớn đều là thiên bảng yêu nghiệt à, hiện tại bọn họ, ở Diệp Thần trước mặt, so chó còn muốn hèn mọn. Từ bây giờ về sau, Diệp Thần là thật không chọc nổi liền à. Ninh Thải Hà, ánh mắt nhưng là bộc phát lạnh như băng, vậy tung thích đại trận không chút nào chậm lại tốc độ, những cái kia quỳ xuống Diệp Thần trước người thiên bảng yêu nghiệt đều phải làm sợ xỉu à. Ninh Thải Hà đây là thật muốn giết người lập uy à. Là Diệp Thần lập uy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt nói, Thải Hà, coi là. Ninh Thải Hà nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá cũng không có phản bác, lập tức liền thu hồi trận bàn, vậy đại trận ngay tức thì tản đi. Vậy một đám quỳ xuống đất người, giờ khắc này mới thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau tai nạn vậy, không ít người cũng sụi lơ ở trên mặt đất, thần sắc đờ đẫn, bọn họ đạo tâm được tổn thương nặng, cho dù còn sống, tiền đồ chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Diệp Thần sở dĩ để cho Ninh Thải Hà dừng tay, ngược lại không phải là hắn thương hại những người này. Chỉ là không hy vọng Ninh Thải Hà vì hắn gánh vác người quá nhiều mệnh, những người này dẫu sao vẫn là thiên bảng yêu nghiệt, duy nhất giết mấy chục cái, cho dù Ninh Thải Hà là thiên điện con gái, có rất nhiều đại lão bảo trước, sẽ không thật xảy ra chuyện gì, nhưng, chịu phạt cũng là khó tránh khỏi. Những người này mặc dù châm chọc mấy câu, hắn vậy chưa đến nỗi và những con kiến hôi này so đo, thật muốn giết, lấy hắn lực một người liền có thể ở khoảnh khắc tới giữa đem những người này nghiền là thịt nát. Cần gì phải mượn Ninh Thải Hà tay đâu. Mà Tiết Mạc Bắc, giờ phút này, đã phải đem quả đấm cũng bóp nát, hắn biết, mình là không có đối với Diệp Thần động thủ cơ hội. Ninh Thải Hà hừ lạnh một tiếng, không có để ý những người đó, lần nữa đi tới Diệp Thần bên người, có chút đắc ý cười nói, Diệp sư đệ, cùng ta đi ra ngoài một chút đi, cái này tiệc vui vậy không có ý tứ. Nàng có thể không có hứng thú và những thứ này xem thường Diệp Thần người ở một chỗ, hơn nữa. Hiện tại cùng Diệp Thần gặp nhau, nàng càng hy vọng, có thể một mình. Cái này, Diệp Thần trên mặt hiện lên vẻ do dự, hắn và Ninh Thải Hà trên thực tế không hề muốn phát triển ra tình cảm gì, đối đãi Ninh Thải Hà, càng nhiều hơn chính là xem muội muội vậy. Thấy Diệp Thần do dự, Ninh Thải Hà mắt đẹp, ảm đạm một phần, bất quá, trên gương mặt tươi cười nhưng hiện lên lau một cái quật cường nói, ta là sư tỷ, ngươi. Ngươi phải nghe ta. Nàng giọng nói rất nhẹ. Mắt đẹp bên trong mơ hồ còn hiện lên tí tí hơi nước, Diệp Thần đơn giản một cái do dự, đối với nàng mà nói,
so với quá khứ Bách Thải Thanh Tủy Cổ đối với mình hành hạ còn muốn cho nàng thống khổ. Trong Ngọc Vân Cung đám người không dám lộ ra cái gì thần sắc, có thể đáy lòng đối với Diệp Thần thì không cách nào hình dung ghen tị. Ninh Thải Hà như vậy cao nhất nữ thần, cũng chủ động mời Diệp Thần, đổi lại bọn họ, thật là vui vẻ đều phải tại chỗ đốt thơm. Có thể Diệp Thần còn do dự. Thật giống như, còn không quá nguyện ý, muốn cự tuyệt dáng vẻ. Một loại cực độ trong lòng không thăng bằng ngay tức thì ở bọn họ sâu trong nội tâm cuồn cuộn. Đồng thời, liên tưởng đến trước khi Mộ Dung Yên Vũ. Thật giống như, cái loại này cao cấp người đẹp cũng vây quanh Diệp Thần lởn vởn à. Bọn họ không khỏi được nhớ lại một câu nói, kêu hạn hạn chết, lão lão chết. Diệp Thần cái này mẹ hắn hoàn toàn thân ở trong phúc không biết phúc à. Quá đả kích người. Thấy Ninh Thải Hà cái này thần sắc, Diệp Thần nhẹ thở dài một cái nói, được, chúng ta đi thôi, dẫu sao, một hồi còn muốn lại cho ngươi tiến hành chữa trị. Ninh Thải Hà nghe vậy mắt đẹp sáng lên, lập tức khoác lên Diệp Thần tay, tựa như rất sợ Diệp Thần đổi ý vậy, hai người nhanh chóng rời đi Ngọc Vân Cung, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Mà còn lại người, tự nhiên cũng không tìm lại lưu ở chỗ này, mỗi một người đều là thần sắc tịch mịch, không cam lòng, ghen tị rời đi Ngọc Vân Cung. Nhưng, có vài người là ngoại lệ. Ví dụ như, Ngô Tín Sam và Tân Lôi. Diệp sư đệ lại liền Thải Hà Thiên Nữ cũng bắt làm tù binh, bọn họ Thái Tuyệt Điện là thật muốn quật khởi à. Hai người trên mặt là vô cùng hưng phấn, bây giờ nghĩ lại, bọn họ đối với Diệp Thần có mặc hay không chính trang, có mua hay không lễ vật lo lắng, thật là ngu xuẩn được không cách nào hình dung, người ta loại quan hệ này còn cần phải như vậy chú trọng. Hắn hai người chúng ta, bây giờ muốn không kịp chờ đợi trở về Thái Tuyệt Điện, đem tin tức này, nói cho sư tôn, nói cho các sư đệ à. Tiết Mạc Bắc mặt không thay đổi đi ra Ngọc Vân Cung, hắn trong mắt hung quang cuồng tránh, người phụ nữ của mình thích và người đàn ông khác đi hẹn hò, loại cảm giác này, có thể tưởng tượng có bao nhiêu làm người ta tức giận. Hắn đối với Diệp Thần sát ý cơ hồ muốn thực chất hóa. Có thể, hắn biết, hắn không làm được, chỉ ít hiện tại, không làm được. Cho dù hắn chỉ vào vô số vinh dự, nhưng là, Tiết Mạc Bắc rất rõ ràng, Thải Hà Thiên Nữ thức tỉnh Bách Thải Thanh Tủy Cổ Thể sau đó, hắn tư chất võ đạo tuyệt đối không thua kém mình. Mà dưới tình huống này, thiên điện cao cấp các cao tầng là không thể nào hướng hắn, cho nên, Ninh Thải Hà câu nói đầu tiên có thể để cho hắn từ thiên điện xóa tên. Nếu như, hắn muốn đối với Diệp Thần động thủ, phải có cho dù là Ninh Thải Hà, cũng không cách nào dung chuyển tiềm lực. Tiết Mạc Bắc trong mắt lóe lên lau một cái do dự, cùng mơ hồ vẻ kiêng kỵ, lẩm bẩm, chẳng lẽ, muốn giết thằng nhóc này chỉ có thể lại đi một lần cái loại địa phương đó sao? Cái đó vô cùng nguy hiểm, từng để cho hắn từng có sống không bằng chết trải qua, để cho hắn muốn từ trong ký ức, xóa địa phương. Nơi đó, chính là để cho thiên nhân vực người nghe tiếng sợ vỡ mật tử địa một trong. Ở vào ma táng cao nguyên bên trong một tòa vực sâu. Cho tới nay, cho dù biết rõ, tiến vào nơi đó, có thể lấy được cao nhất cơ duyên, để cho mình tiềm lực sinh ra chất thay đổi, có thể, Tiết Mạc Bắc nhưng vẫn không muốn trở lại nơi đó đi. Tại sao? Chính là bởi vì, cho dù là máu lạnh, tàn khốc như hắn, như cũ cảm thấy vậy vực sâu bên trong hết thảy, quá khủng bố, quá sợ hãi, những cái kia quỷ dị, cơ hình sinh vật, hắn lại cũng không muốn thấy. Có lẽ, một nguyên nhân trong đó, là hắn có vả những quái vật kia đồng nguyên huyết thống. Trong chốc lát, cho dù là Tiết Mạc Bắc cũng muốn buông tha. Có thể, Diệp Thần cùng Ninh Thải Hà tay cặp tay, rời đi Ngọc Vân Cung một màn, lại lần hiện lên hắn đầu óc bên trong. Nháy mắt tức thì, Tiết Mạc Bắc trong mắt bạo phát ra lau một cái kiên quyết vẻ, hắn mặt đầy sát khí lẩm bẩm, Diệp Thần, ta sẽ mang cao nhất huyết mạch, cực kỳ thiên phú, lần nữa trở lại cái này Bắc Lăng Thiên Điện, đến lúc đó, ngươi coi như tiếp tục núp ở Ninh Thải Hà sau lưng, vậy không làm nên chuyện gì. Khi đó, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm, chân chính tuyệt vọng, Ninh Thải Hà vậy nhất định là ta Tiết Mạc Bắc người phụ nữ. Tiếng nói vừa dứt, Tiết Mạc Bắc thân hình, ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, hướng Bắc Lăng Thiên Điện ra, chớp động đi. Diệp Thần cùng Ninh Thải Hà, ở trong Thiên Điện bước chậm trước, Diệp Thần hỏi, chúng ta đi nơi nào? Ninh Thải Hà nghe vậy, mặt đẹp có chút ửng đỏ nói, đi ta nơi đó, như thế nào? Diệp Thần gật đầu một cái. Dù sao còn muốn chữa trị, cái này chữa trị nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút tư mật, hắn cũng không khả năng tùy tiện tìm một trường hợp công cộng liền tiến hành,
vạn nhất bị người thấy được, dễ dàng hiểu lầm, hay là đi Ninh Thải Hà chỗ ở cho thỏa đáng. Ninh Thải Hà trong lòng vui mừng, rất nhanh hai người liền đi tới Ninh Thải Hà cư trú Bắc Lăng núi thần ngọn núi chính. Trên chủ phong, có một nơi gác lửng, tên là Thải Hà Các, chính là lấy Ninh Thải Hà tên chữ đặt tên trụ sở riêng. Cái này chỗ ở, cho tới bây giờ chưa từng có phái nam quý khách, Diệp Thần là cái đầu tiên. Lầu các này hình dáng, ngược lại có chút kỳ lạ, nhìn như giống như là một đóa béo mập nụ hoa, chưa tách thả ra, đẹp, mê người, mà thần bí. Mái hiên bên trên nạm từng viên trong suốt đá quý, nhìn như giống như treo ở nụ hoa trên chấm sáng sớm lộ, hơn nữa tôn lên liền nụ hoa tươi non. Diệp Thần xuyên qua một cái hẹp dài đường lót gạch, đi tới cái này Thải Hà bên trong các, cái này bên trong các cũng là trắng nõn một phiến. Hai người uống mấy ly rượu, tán gẫu chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền bắt đầu là Ninh Thải Hà tiến hành chữa trị. Ninh Thải Hà mặt đẹp ửng đỏ, vậy ấm áp va chạm lần nữa tràn vào nàng trong cơ thể. Lần này, nàng lại nữa kiềm chế phát ra một tiếng rên, phá vỡ Bắc Lăng trên núi thần màn đêm. Trong chốc lát, Thải Hà bên trong các truyền ra từng tiếng cười mỉa, tựa như khóc không khóc, không biết là thống khổ vẫn là vui thích nhẹ giọng nói, Diệp sư đệ. Người chữa trị quá đau đớn, nhẹ một chút, còn kêu ta sư đệ. Diệp sư huynh, thả qua ta đi. À, ngươi chẳng muốn ta vì ngươi thanh trừ bên trong đan điền khí lạnh. Vậy, cũng được đi. Không phải, không muốn ngừng. Diệp sư huynh, ngươi đừng đùa bỡn ta. Cái này một đêm, Bắc Lăng trên núi thần, tựa hồ cũng dính vào lau một cái tươi đẹp sắc thái. Ngày thứ hai, Diệp Thần rất sớm liền rời đi Thải Hà Các, Ninh Thải Hà vẫn còn ngủ say bên trong. Chữa trị mặc dù không khó khăn, nhưng đối với Diệp Thần mà nói vẫn là cần tinh lực. Chỉ là để cho Diệp Thần nghi ngờ phải, Tiểu Hắc ở chữa trị Ninh Thải Hà sau đó, liền lâm vào ngủ say, cực kỳ kỳ quái. Bất quá Diệp Thần thói quen liền Tiểu Hắc như vậy, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, cùng Tiểu Hắc tỉnh lại, hết thảy liền biết được. Mà Diệp Thần sở dĩ đi được sớm như vậy, là bởi vì là ngay vừa mới rồi, Ninh Xích Âm cho mình ngọc bội xuất hiện phản ứng. Chỉ là trong ngọc bội xuất hiện thanh âm cũng không phải là Ninh Xích Âm, mà là một cái hơi có vẻ tang thương ông già thanh âm. Ông già nói cho Diệp Thần, Ninh Xích Âm có chuyện rời đi, trước nàng từng đáp ứng Diệp Thần, mang Diệp Thần ngắn ngủi rời đi Bắc Lăng Thiên Điện, đi Hoang Thiên Hung Mạc, mà mấy ngày nay, Hoang Thiên Hung Mạc hiển nhiên có chút không ổn định, như Diệp Thần lại không rời đi, liền không có cơ hội. Diệp Thần trong lòng như cũ lo âu Diệp Lạc Nhi, bất kể như thế nào, lần này hắn phải đi Thái Huyền Trận Môn. Hắn còn dư lại thời gian không có bao nhiêu. Mà Hoang Thiên Hung Mạc có thể nói là dưới mắt lựa chọn duy nhất. Diệp Thần dựa theo ngọc bội thời gian, đi tới địa điểm chỉ định. Một vị ông cụ áo dài trắng đã ở nơi đó chờ đã lâu. Diệp Thần mặc dù không biết đối phương lai lịch ra sao, nhưng từ hơi thở đi lên xem, tuyệt đối khủng bố. Hắn chắp tay một cái. Khá vi tôn kính nói, vãn bối Diệp Thần gặp qua tiền bối. Ông cụ áo dài trắng xoay người, hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, dẫu sao Diệp Thần gần đây gây ra động tĩnh thực sự quá lớn. Hắn ở trong điện, cũng đúng người mới tới này đệ tử rất là tò mò. Bất quá, ông cụ áo dài trắng hiển nhiên không thích nói nhảm, vung tay lên, nói thẳng, Diệp công tử, mời theo ta tới. Hư không biến dạng, Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi choáng váng. Cũng đã biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện tự mình tới đến một phiến mờ mịt sa mạc. Cái này phiến sa mạc, không biết có bao nhiêu bát ngát mênh mông, một mắt không thấy được cuối. Ở trên sa mạc không, nhưng không thấy được bầu trời tồn tại, chỉ có một phiến phiến khô cằn thái hư, từng hạt tròn không khí trầm lặng mặt trời treo. Thỉnh thoảng có một ngôi sao, mất đi tất cả linh khí, rớt xuống, hung hăng nện ở trong sa mạc. Kích thích ngập trời gợn sóng. Nơi này chính là Hoang Thiên Hung Mạc. Diệp Thần nhìn trước mắt kỳ quan, không khỏi rất chấn động. Cái này phiến sa mạc, lại có thể không có bầu trời tồn tại, chỉ có khô cằn vũ trụ thái hư, tựa hồ là một phiến bị chư thần vứt bỏ địa phương. Ông cụ áo dài trắng cõng qua thân, nhàn nhạt nói, Diệp công tử, tự thu xếp ổn thỏa, nơi này uy hiếp không phải trò đùa. Dứt lời, ông cụ áo dài trắng biến mất. Chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần chú ý đề phòng, bước vào Hoang Thiên Hung Mạc bên trong, cái này Hoang Thiên Hung Mạc hoàn cảnh cực kém, linh khí vậy tràn đầy bạo động, Diệp Thần người vừa đi tới,
lại cảm thấy trong cơ thể linh khí lưu chuyển tốc độ, tựa hồ cũng thay đổi được chậm lại. Hơn nữa, cả người huyết mạch ở hoang vu hành tinh chết chiếu dọi xuống, lại có chút nóng nảy cảm giác, tựa hồ khó mà duy trì chấn định. Có cổ quái. Diệp Thần thầm kinh hãi, xem ra cái này phiến hoang thiên hung mạc không đơn giản, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, hơi thở vậy đặc biệt vắng lặng quỷ dị. Diệp Thần cực ma chi đồng tựa hồ vậy được hạn chế, bị một tầng vàng mạc mạc sương mù dày đặc che đậy, cái gì vậy không thấy được, vậy không có biện pháp biết trước cắt hung. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Lại là Thái Huyền Trận Hoàng. Ngươi lại đi tới hoang thiên hung mạc. Cẩn thận một chút, chỗ này tràn đầy yêu thú cường đại, ta ngày xưa ở chỗ này lịch luyện, chính là bởi vì gặp phải một đầu cao nhất nguyên thú, thiếu chút nữa thì bị giết chết. Cuối cùng dựa vào trận pháp chi đạo may mắn chạy khỏi, nhưng ta trận bàn vậy đánh rơi ở chỗ này. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng nhẹ nhàng mở miệng, làm lại chốn cũ, có chút thổn thức hình dáng. Cao nhất nguyên thú. Diệp Thần thế nào chắc lưỡi hít hà, không nghĩ tới cái này phiến trong sa mạc, lại có thể tồn tại cao nhất nguyên thú. Phải biết, cao nhất nguyên thú thần uy, so với thập đại nguyên thú còn lợi hại hơn, liền Thái Huyền Trận Hoàng như thế cường đại tồn tại. Đều phải thua thiệt. Diệp Thần thức tỉnh 12 phần tinh thần, rút ra sát kiếm, từng bước một tiến về phía trước, ở trong sa mạc lưu lại một cái dấu chân thật sâu, còn có một nhóm được mồ hôi hột nhỏ giọt xuống. Cái này hoang thiên hung mạc, đủ loại không gian quy luật, thời gian pháp tắc, thiên địa linh khí, nếu so với ngoại giới quỷ dị được nhiều, lấy Diệp Thần võ đạo nội tình, ở chỗ này, lại có thể sẽ chảy mồ hôi mệt nhọc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rào rào. Tránh hành vào gian, sa mạc lòng đất bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, nhưng gặp một cái phủ đầy đen nhánh vảy móng vuốt, đột nhiên từ dưới lòng đất phá giết ra tới. Suy, vậy móng vuốt giống như quỷ mị, chụp vào Diệp Thần tim, thế đạo đặc biệt tàn bạo. Chú ý, đây là trong sa mạc vảy đen ma sói. Thái Huyền Trận Hoàng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng gặp vậy cái móng vuốt, lại là một đầu chó sói. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Vội vàng khua kiếm bổ một cái, và vậy móng vuốt sói giao kích, tóe ra tia lửa chói mắt. Hống. Vậy vảy đen ma sói gầm nhẹ một tiếng, móng tay lại bị đánh ra một dấu máu. Thật là cổ quái yêu thú. Diệp Thần nhìn trước mắt vảy đen ma sói, chỉ cảm thấy hình mạo 10 phần quỷ dị, không khỏi hơn nhìn 2 lần. Đầu này vảy đen ma sói, ước chừng có 3 mét cao, xem người vậy đứng, hình dáng mặc dù là chó sói, nhưng cả người không gặp một cái lông. Chỉ che lấp một tầng sắt thép vậy miếng vảy, phơi bày kim loại màu đen, ở hành tinh chết chiếu dọi xuống, sáng bóng ánh sáng. Quỷ dị hơn phải, cái này vảy đen ma sói còn có thể chui xuống đất, tựa hồ cảm thấy Diệp Thần thực lực không tầm thường, khá là kiêng kỵ, nhất kích không có thuận lợi, lại có thể liền chui vào lòng đất bên trong đi, ngay chớp mắt không thấy bóng dáng. Diệp Thần ngẩn ngơ, lại có loại nằm mơ vậy cảm giác, lại là cẩn thận chút. Tiếp tục đi tới trước. Hoang thiên hung mạc bên trong yêu thú, phần lớn hình mạo quái dị, và tầm thường yêu thú không giống nhau lắm, tồi tệ hoàn cảnh tạo thành rất nhiều yêu thú quỷ dị hình dáng, cũng may Diệp Thần đã thu phục ma bia, cũng thức tỉnh thánh ma thần mạch, thực lực thật to tăng lên, cho nên ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đối kháng, chưa đến nỗi quá mức chật vật. Soát, đi tới hoang thiên hung mạc chỗ sâu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Diệp Thần một người, không có cái người thứ hai ảnh. Một đầu lớn bò cạp nhưng đột nhiên từ đất cát hạ xông tới, ác liệt thiết đuôi hung hăng đâm về phía Diệp Thần. Tinh hồn chém. Diệp Thần sớm có phòng bị, sát kiếm nhất phung, từng luồng tràn đầy khí tức hủy diệt đạo ấn, nhất thời từ trên thân kiếm nổ lên, cuối cùng lau một cái vô cùng kiếm quang, hung hăng chém vào vậy bò cạp trên thân thể. Phịch. Vậy bò cạp trong thân thể kiếm, cứng rắn như sắt thân xác nứt ra, lại chảy ra bích huyết dịch màu xanh, tản mát ra hàng loạt mùi hôi thối. Diệp Thần nhướng mày một cái, tiện tay hút một cái, đem vậy bò cạp thân thể, hút đến hoàng tuyền đồ bên trong đi, dùng để đào tạo hoang ma thiên kiếm. Hoang ma thiên kiếm chôn ở xa la cây trà phía dưới, mới vừa nảy mầm thành non kiếm, chính là cần trổ mã thời điểm, mà hoang thiên hung mà các loại quỷ dị yêu thú, đang thích hợp dùng để nảy kiếm. Hấp thu sa mạc yêu thú khí huyết, hoang ma thiên kiếm hơi tóe ra một chút dị quang, kiếm khí hiển nhiên lại tinh tiến một phần. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục một mình đi tới trước, bỗng nhiên ở đầy trời cát vàng che giấu hạ, mơ hồ thấy được một bóng người. Đó là một cái thiếu niên, dáng người cao ngất,
Diệp Thần chỉ thấy hắn anh đẹp trai khuôn mặt thanh tú. Thiếu niên khó khăn kéo một bộ to lớn quan tài băng, ở trong sa mạc tập tễnh tiến về phía trước, mệt mỏi được thở hồng hộc, nhưng ánh mắt như cũ tràn đầy bất khuất kiên định. Xoát xoát xoát, thiếu niên kéo quan dùng xích sắt, kéo trên đất, phát ra từng cơn tiếng vang, mà hắn bả vai, sớm bị xích sắt xiết ra vết máu thật sâu. Hoang trời, sa mạc, quan tài băng, thiếu niên, xích sắt, tạo thành một bức đặc biệt kinh tâm động phách hình ảnh. Diệp Thần thầm giật mình, không nghĩ tới trừ hắn ra, nơi này lại còn có khác biệt người. Hơn nữa, thiếu niên kia cử chỉ, vậy đặc biệt quỷ dị, lại có thể ở trong sa mạc kéo quan, không biết là lai lịch gì, cũng không biết muốn đi chỗ nào. Hống! Một tiếng gầm thét. Nhưng gặp một đầu sa mạc chăn lớn, đột nhiên từ bên cạnh một bụi sa mạc cây lớn hạ, đột nhiên bay nhào ra, hướng vậy thiếu niên kéo quan tài băng nhào tới, tựa hồ vậy quan tài băng bên trong có cái gì mê người đồ. Muốn thương tổn tỷ tỷ ta, tự tìm cái chết. Thiếu niên ánh mắt run lên, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, chưởng phong hô dọn ra, lại có thể toát ra ngũ hành luân hồi ánh sáng, kim mộc thủy hỏa thổ năm màu dị quang, hóa thành sóng gió kinh hoàng, trùng trùng một chưởng đánh vào vậy sa mạc chăn lớn trên thân thể. Phịch, vậy chăn lớn trúng một chưởng, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, thân thể cao lớn tấp tấp nổ tung, miếng vảy bay tán, kinh bị thiếu niên một chưởng đánh chết. Tốt thực lực cường hãn. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này thể chất và thiên phú võ đạo, lại có thể như thế cường hãn, một chưởng liền đánh chết trong sa mạc yêu thú. Xem võ đạo hơi thở, thiếu niên kia tu vi, chỉ có thủy nguyên cảnh, nhưng chân chính sức chiến đấu, đạt tới còn chân cảnh, rõ ràng cho thấy vượt qua thường nhân tồn tại. Cho dù là ở hoang thiên hung mạc cái loại này hiểm ác địa phương, thiếu niên cũng có thể còn sống, thực lực rõ ràng không đơn giản. Hắn ngũ hành trưởng pháp, thế nào thấy quen thuộc như vậy? Diệp Thần hồi tưởng lại thiếu niên mới vừa một trưởng, ngũ hành luân hồi thần quang bùng nổ, lại mơ hồ có lục đạo luân hồi pháp bóng dáng. Lục đạo luân hồi pháp, tổng cộng có thiên nhân đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, 6 loại bất đồng thuộc tính đạo pháp. Trong đó, nhân đạo là ngũ hành đại biểu, chú trọng ngũ hành tuần hoàn, ngũ đức từ đầu đến cuối. Người chấp trưởng đạo cường giả, liền kêu ngũ đế ma thần, là luân hồi 6 ma thần một trong, Diệp Thần kiếp trước người làm. Thiếu niên này ngũ hành trưởng pháp, là học của ai? Chẳng lẽ là ngũ đế ma thần? Diệp Thần kinh nghi bất định, trong phảng phất giòm ngó thấy ngũ đế ma thần bóng dáng, đáng tiếc hoang thiên hung mạc linh khí quá mức bạo động, hạn chế cực ma chi đồng thi triển, Diệp Thần vậy nhìn không rõ lắm. Vậy thiếu niên một trưởng đánh chết chăn lớn, thở hồng hộc. Tựa hồ dây dưa lực không cạn. Hắn con đường đi tới này, khẳng định đụng phải rất nhiều yêu thú, liên tục chiến đấu dưới, tiêu hao đặc biệt to lớn, lập tức tại chỗ đứng nghỉ ngơi, trong tay nắm thật chặt xích sắt cuối cùng nối liền bộ kia quan tài băng. Không có sao chứ. Diệp Thần trong lòng động một cái, đi lên, thiếu niên này trưởng phong, lại có ngũ đế ma thần bóng dáng, để cho Diệp Thần rất là kinh ngạc, chỉ muốn truy xét sau cùng lai lịch. Thiếu niên thấy Diệp Thần xuất hiện, hơi sững sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới trong sa mạc lại còn có người, theo bản năng che ở quan tài băng. Những đan dược này có thể tư bổ ngươi khí huyết, khôi phục thể lực. Diệp Thần cười một tiếng, tiện tay móc ra một ít đan dược, đưa cho vậy thiếu niên. Không cần. Thiếu niên nhưng hơi có điểm lạnh lùng, cự tuyệt Diệp Thần ý tốt. Diệp Thần nhún vai một cái, cũng không để trong lòng, ánh mắt nhìn về phía bộ kia quan tài băng. Nhưng gặp quan tài băng bên trong, lại có thể đóng băng trước một người cô gái. Phụ nữ kia tuyệt sắc thiên tư, cả người quần áo trắng, sắc mặt dị thường trắng bệch, tuy nằm ở trong quan tài, nhưng thực còn treo một hơi không có chết, chỉ là kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tình trạng cực kỳ gay gâu. Đây là tỷ tỷ ngươi, nàng bị thương nặng. Diệp Thần nhìn quan tài băng một mắt, lấy hắn kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra cô gái kia tình trạng, tựa hồ là bị người đả thương, kinh mạch vết nứt. Trọng thương hôn mê, chỉ có thể tạm thời phong ấn ở cái này cái đặc thù quan tài băng bên trong, kéo dài hơi tàn. Chuyện không liên quan ngươi. Vậy thiếu niên cắn răng, vẫn là lạnh lùng, tựa hồ còn có chút cảnh giác. Ta không có ác ý. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, khẽ cười khổ một tí, chỉ muốn biết rõ thiếu niên và ngũ đế ma thần tới giữ liên lạc mà thôi, nhưng không nghĩ tới thiếu niên cảnh giác nặng như vậy. Tỷ tỷ ngươi bị thương, có lẽ ta có thể trị liệu. Diệp Thần cũng không có giải thích nhiều ít,
dứt khoát dùng hành động chứng minh, cũng không cần thiếu niên đáp ứng, trực tiếp bóp cái pháp quyết, quát lên, thiên tiên cá chép, bát quái thiên đan, đi. Tiếng nói rơi xuống, từng cái cá chép màu vàng hư ảnh, mang từng luồng sáng chói tiên quang, từ Diệp Thần trong lòng bàn tay nổi lên, bơm vào đến quan tài băng bên trong. Rào. Nhất thời, quan tài băng bên trong, thì có từng cái cá chép di động, còn quấn vậy bị đóng băng cô gái, không ngừng bồi dưỡng thân thể của nàng, mơ hồ tới giữa, còn có bát quái thiên đan thuật đạo uẩn nổi lên. Thần kỳ một màn xảy ra, ở trên trời thiên cá chép sao và bát quái thiên đan thuật chữa trị xuống, cô gái kia gương mặt, lại là hơi khôi phục đỏ thắm, càng lộ vẻ được tuyệt sắc thiên tư, tươi đẹp không thể tả. Thậm chí, liền cô gái kia mắt lông mi mau, cũng hơi lay động, tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Tỷ tỷ, người tỉnh. Thiếu niên thấy một màn này, nhất thời đại hỉ, vỗ quan tài băng, lấy là tỷ tỷ hắn muốn tỉnh lại. Vù vù. Nhưng mà, quan tài băng nhưng bốc lên một tầng cấm chế ánh sáng, tựa hồ như cũ bị phong ấn, không có cần phá vỡ hình dáng. Quả nhiên, cô gái kia lông mi mau, chỉ là rung rung mấy cái, cũng chưa có bất luận phản ứng gì, cũng may gương mặt đã khôi phục một chút đỏ thắm, so với mới vừa trắng bệch không máu hình dáng, thân nhau xem quá nhiều. Tỷ tỷ ngươi còn không tỉnh, nàng tổn thương rất nặng, kinh mạch gãy hết, ta cũng chỉ có thể tạm thời thay nàng chậm tách ra, vẫn không thể trị tận gốc. Diệp Thần chậm rãi mở miệng, ban đầu hắn học trò Tiêu Thủy Hàn, cũng từng mạch gãy hết, lúc ấy Diệp Thần cũng là dùng thiên tiên cá chép sao, bát quái thiên đan thuật cùng các thủ đoạn, cuối cùng còn phải phối hợp một viên đan dược cực phẩm, mới khó khăn lắm chữa khỏi hắn. Hiện tại thủ đoạn nặng thi, Diệp Thần lại dùng thiên tiên cá chép sao và bát quái thiên đan thuật, liền hóa giải vậy đóng băng cô gái thương thế, nhưng không có đầy đủ thiên tài địa bảo, hoặc là cái khác linh đan diệu dược, Diệp Thần cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc. Ngươi có thể trị hết tỷ tỷ ta. Thiếu niên thấy Diệp Thần thủ đoạn, nhất thời mừng rỡ không thôi, thái độ lập tức thay đổi, mới vừa vẫn là lạnh nhạt hình dáng, nhưng hiện tại nhưng tràn đầy nóng bỏng. Nàng kinh mạch đã đứt, muốn hoàn toàn khôi phục, cần số lớn thiên tài địa bảo, khó khăn trùng trùng. Diệp Thần khẽ cau mày trước, vậy đóng băng cô gái tình trạng, so với ngày xưa Tiêu Thủy Hàn còn muốn gay gâu rất nhiều, Tiêu Thủy Hàn ban đầu bị Huyền Cơ Nguyệt phế bỏ đan điền, nhưng chí ít người vẫn là thanh tỉnh, có ý thức của chính mình. Nhưng là, cái này đóng băng cô gái, đã hoàn toàn ngủ say. Nhìn kỹ lại, liền gặp vậy đóng băng tay của cô gái trên, chặt siết chặt một khối thần thạch, vậy thần thạch hơi thả ra huỳnh quang, tựa hồ tràn đầy thần lực. Chính là khối này thần thạch, giữ được vậy đóng băng nữ tánh mạng của con. Cái này quan tài băng, trên thực tế là thần bảo hộ đá linh khí, không tản mạn khắp nơi đồ đựng. Đại ca, người nhất định phải trị lành tỷ tỷ ta. Vô luận ngươi cần muốn thiên tài địa bảo gì, chỉ cần ngươi mở miệng nói một tiếng, ta đều có thể vì ngươi tìm tới. Thiếu niên nghe được có cứu trị hy vọng, không khỏi có vẻ mừng rỡ. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nói, ngươi tên gọi là gì, ngươi vậy trưởng pháp học với ai? Đại ca, ta kêu Lý Thanh Sơn, nàng là tỷ tỷ ta Lý Phi Tuyết, ta trưởng pháp là nhà lão quản gia dạy ta, nghe nói là thượng cổ tuyệt võ, có tiên thiên ngũ hành lớn bí ẩn. Đại ca nếu như ngươi muốn, ta có thể đem ngũ hành này trưởng pháp đưa cho ngươi. Lý Thanh Sơn một mặt nhiệt tình, thái độ và mới vừa rồi so sánh, đơn giản là một cái trời, một chỗ. Hiển nhiên, Diệp Thần lộ ra tuyệt đỉnh y thuật, hoàn toàn chinh phục hắn, để cho hắn vô cùng sùng bái, chỉ hy vọng Diệp Thần có thể cứu vãn hắn tỉ tỉ. Thượng cổ tuyệt võ, nhà ngươi lão quản gia dạy ngươi. Ha ha! Diệp Thần cười một tiếng, ánh mắt không ngừng lóe lên. Muốn suy diễn chút gì, đáng tiếc cái gì cũng suy diễn không ra, hoang thiên hung mà cái loại này địa phương quỷ quái, hơi thở quá mức đục ngầu, nhiễu loạn thiên cơ số mạng, Diệp Thần vậy nhìn không rõ lắm. Bất quá, nghe được Lý Thanh Sơn lời nói này, Diệp Thần đầu mơ hồ sôi trào, nhưng là khôi phục một ít trí nhớ của kiếp trước, liên quan tới ngũ hành nhân đạo các loại diệu pháp, từng cái ở đầu óc bên trong hồi phục. Ngũ hành chi đạo, chính là ngũ phương ngũ đế, bạch đế là kim, thanh đế là mộc. Hắc đế là thủy, xích đế là hỏa, hoàng đế là đất. Ngũ phương ngũ đế đại khí tượng thêm thân, chính là nhân đạo chí tôn, đại biểu ngũ hành tuần hoàn, đại lộ luân hồi bí ẩn. Luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, lục đạo luân hồi pháp lại là có 102 vạn cổ, lục đạo luân hồi pháp 6 cái chi nhánh, đơn độc xốc lên đi ra một cái, đều có thể khai tông lập phái, chấn động thước thiên thu.
Hiện tại Lý Thanh Sơn nói cái gì thượng cổ tuyệt võ, ngũ hành thiên lý, trên thực tế chỉ là lục đạo luân hồi pháp một cái chi nhánh. Người có nghe hay không qua ngũ đế ma thần? Diệp Thần chậm rãi mở miệng đặt câu hỏi. Cái này thế gian, nắm giữ ngũ đế luân hồi đại đạo, trừ hắn ra, cũng chỉ có ngũ đế ma thần. Nếu như không có ngũ đế ma thần truyền thụ, người ngoài không thể nào lĩnh ngộ ngũ hành thiên uy, nhân đạo chí tôn diệu pháp. Ngũ đế ma thần, ta dường như nghe nói qua, nghe nói là thượng cổ luân hồi chi chủ người làm, nhưng ta cho tới bây giờ không gặp qua hắn. Luân hồi chi chủ sau khi chết, trong truyền thuyết sáu đại ma thần, không phải đều chôn theo liền sao? Đại ca, ngươi làm sao sẽ hỏi cái vấn đề này? Lý Thanh Sơn một mặt nghi ngờ. Luân hồi sáu ma thần sự tích, thế gian tiên hữu người biết được, phần lớn người cũng lấy là, ở luân hồi chi chủ chết sau đó, sáu đại ma thần vậy đi theo chết. Diệp Thần gặp Lý Thanh Sơn lời nói khẩn thiết, ánh mắt trong suốt, không giống như là nói láo, trong lòng không khỏi âm thầm nghi ngờ, trong đầu nghĩ chẳng lẽ hắn thật không biết ngũ đế ma thần. Vậy vũ khí của hắn là học của ai? Dừng một chút, Diệp Thần thở ra một hơi, vậy không hỏi tới nữa, nói, không việc gì, gia tộc ngươi là cái gì thế lực, tỷ tỷ ngươi là bị ai đả thương. Ngũ đế ma thần sự việc, cùng thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ công bố. Hiện tại Diệp Thần vậy không hỏi tới nữa, mà là muốn biết Lý Thanh Sơn lai lịch, còn có tỷ tỷ hắn Lý Phi Tuyết trọng thương nguyên nhân. Ta, Lý Thanh Sơn nhưng là ấp úng, tựa hồ có chút giấu giếm, nói, gia tộc ta đạo thống tương đối đặc biệt, ta cũng không biết nên nói không nên nói, tỷ tỷ ta là bị cừu nhân đả thương, ta nghe nói xuyên qua cái này sa mạc, liền có thể thấy đầm rồng hang hổ tồn tại, cho nên muốn mang nàng đi thử vận khí một chút, hy vọng có thể đạt được cứu chữa. Không nghĩ tới lại có thể đụng phải đại ca ngươi, thật là trời tội nghiệp. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy, ta cũng đang chuẩn bị xuyên qua nơi này. Lý Thanh Sơn vui mừng, nói, vậy thì tốt quá, đại ca, chúng ta kết người bạn đi, cùng đến bên ngoài, chúng ta nhất định có thể tìm được chữa trị tỷ tỷ ta thiên tài địa bảo. Được, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Diệp Thần cũng muốn biết rõ ngũ đế ma thần sự việc, Lý Thanh Sơn tu luyện ngũ hành luân hồi võ kỹ. Nhất định cùng ngũ đế ma thần có liên quan, Diệp Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Trước mắt luân hồi sáu ma thần, Diệp Thần đã lần nữa thấy qua ác quỷ ma thần, huyền tẫn ma thần, tu la ma thần ba vị, nhưng còn dư lại ngũ đế ma thần, địa ngục ma thần, thiên nhân ma thần không gặp qua, cũng không biết bọn họ luân lạc phương nào. Kiếp trước ân oán chưa dứt, Diệp Thần cần phải tìm được bọn họ, giải quyết còn dư lại nhân quả. Lập tức Diệp Thần và Lý Thanh Sơn cùng đi. Tiếp tục đi sâu vào sa mạc, chỉ cần xuyên qua cái này phiến sa mạc, là có thể đến. Xoát, xoát, xoát. Lý Thanh Sơn kéo quan tài băng, so với mới vừa còn muốn ăn lực rất nhiều, đầu đầy mồ hôi. Diệp Thần hỏi, thế nào? Lý Thanh Sơn nói, không có sao, đại ca, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhìn xem vậy quan tài băng, liền cảm thấy bên trong linh khí chập chờn, trào đắng được càng ngày càng đậm hơn. Hiển nhiên, mới vừa Diệp Thần chữa trị Lý Phi Tuyết, người sau mặc dù không tỉnh lại, nhưng đã khôi phục một tia linh khí, đưa đến quan tài băng phong ấn cấm chế, tăng thêm rất nhiều. Lý Thanh Sơn kéo quan, tự nhiên cũng càng chịu khổ. Ta tới giúp ngươi đi. Diệp Thần nhìn Lý Thanh Sơn một mắt. Lý Thanh Sơn do dự một hồi, nhưng nghĩ tới Diệp Thần có biện pháp cứu chữa tỷ tỷ, liền yên tâm một chút gật đầu, đem xích sắt giao cho Diệp Thần. Không cần. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không dùng xích sắt, trực tiếp một tay nâng lên quan tài băng, vác ở đầu vai trên. Đại ca thật là cường hãn thể chất. Lý Thanh Sơn một hồi kinh ngạc, cái này quan tài băng là dùng đặc biệt đặc thù vật liệu chế tạo, có thể niêm phong người mạch máu tinh khí, sức nặng đặc biệt nặng nề, hơn nữa cấm chế và phong ấn uy áp, đơn giản là nặng nề không biết có nhiều ít năm tấn. Cho dù lấy Lý Thanh Sơn tu vi, vậy không có biện pháp một vai khiêng quan tài. Chỉ có thể dùng xích sắt lôi kéo. Hắn gặp Diệp Thần tu vi, chỉ có càn khôn cảnh, lấy là Diệp Thần chỉ là tinh thông y đạo, không nghĩ tới võ đạo thể chất cũng như vậy cường hãn, ung dung một vai khiêng quan tài, không phí nhiều sức. Diệp Thần một vai mang quan tài băng, vậy cảm thấy nặng dị thường, thật may hắn thể chất kinh người, chút sức nặng này đè không ngã hắn, ngược lại cũng có thể ung dung chịu đựng. Đi! Diệp Thần cười một tiếng, một vai khiêng quan tài. Sải bước đi sa mạc một đầu khác đi tới, mơ hồ tới giữa, hắn đã thấy đường chân trời vẻ xanh biếc.
điểm cuối sắp tới. Nhưng ngay vào lúc này, hoang tịch trên bầu trời, nhưng truyền đến một hồi chấn động to lớn. Chỉ gặp một viên ngôi sao to lớn, từ 9 tầng trời hư không trên hạ xuống, ngôi sao kia bên trên, khắp nơi đều là yêu thú cường đại, vô số yêu thú gào thét tứ ngược, phát ra hồng hoang vậy lanh lảnh thanh âm, rung động người tâm thần. Lý Thanh Sơn, người muốn chạy đi nơi nào? Một đạo lạnh lùng thanh âm, từ ngôi sao kia trên truyền xuống, liền gặp một đạo tục tằng nguy nga bóng người, từ trên ngôi sao hiển hóa ra, quanh thân thao thiết, đào một, cùng kỳ, trúc long vân. Vân các loại dị thú ảo ảnh, không ngừng múa, khí thế đặc biệt bàng bạc. Không tốt, vạn thú sơn trang người tới. Bọn họ là tỷ tỷ ta kẻ thù mời tới truy binh. Lý Thanh Sơn thấy người trên trời ảnh, nhất thời cả kinh thất sắc. Vậy quanh thân dị thú vòng quanh võ giả, tu vi ở còn chân cảnh sơ kỳ cỡ đó, nhưng pháp bảo vô cùng lợi hại, hơi thở cực kỳ khủng bố. Diệp Thần đánh giá cái này vạn thú sơn trang người, một mắt liền bị hắn tùy thân tinh thần hấp dẫn. Lúc đầu, viên kia tùy thân tinh thần, lại là một kiện pháp bảo, là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, kêu vạn thú thiên tinh, bản thể chính là một ngôi sao, chỉ là bị nhúng luyện thành pháp bảo. Ở 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong, có 9 kiện pháp bảo tương đối đặc thù, đều là dùng tinh thần luyện chế, gọi là hỗn độn cửu tinh, hoặc là kêu hỗn độn thiên thể. Vạn thú thiên tinh, chính là hỗn độn cửu tinh một trong, trên thực tế là tinh thần luyện chế thành pháp bảo. Ở ngôi sao này trên, hiện đầy đếm không hết yêu thú, pháp bảo này một thả ra ngoài, thì có ra thiên yêu thú gầm thét, sát phạt tâm thần, uy áp thiên địa hiệu quả. Trực tiếp đem một ngôi sao, luyện chế thành pháp bảo, cũng không biết là vị kia đại năng thủ đoạn. Tóm lại, trong truyền thuyết hỗn độn cửu tinh, ở 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong, là cực kỳ lợi hại tồn tại. Ta trừ hào ẩm, ngày hôm nay phụng vị đại nhân kia mệnh lệnh, muốn tru diệt ngươi, còn muốn bắt tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi quan tài, làm sao bị một cái người ngoài vác? Cái này vạn thú sơn trang người, tên chữ vậy khá cái đặc sắc, kêu trừ hào ẩm, không biết có phải hay không uống rượu đặc biệt lợi hại. Đơn thuần là võ đạo tu vi nói, cái này trừ hào ẩm chỉ có còn chân cảnh sơ kỳ, chân thực chưa đủ là mắc. Nhưng là, pháp bảo của hắn nhưng vô cùng lợi hại, tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi vạn thú thiên tinh yêu thú, toàn bộ tàn phá bùng nổ, chư thiên thú uy chấn giết xuống, liền Diệp Thần đều phải kiêng kỵ. Hống! Trừ hào ẩm quanh người yêu thú, thấy được Diệp Thần, tựa hồ chuột thấy mèo, lại có thể lập tức, liền không một tiếng động, thấp đầu rủ xuống. Toàn bộ vạn thú thiên tinh, cũng là đột nhiên an tĩnh lại, tĩnh mịch một phiến, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm gì hơi thở. Hiển nhiên, luân hồi huyết mạch chí cao vô thượng, những thứ này đến từ mãi mãi yêu thú. Trong huyết mạch đóng dấu trước đối với luân hồi chi chủ sợ hãi, vừa nhìn thấy Diệp Thần, lại có thể toàn cũng không dám cản rỡ. Ồ, thằng nhóc, ngươi là ai, lại có thể áp chế ta pháp bảo. Trừ hào ẩm chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, viên này vạn thú thiên tinh, hắn không biết rèn luyện nhiều ít năm, phía trên mỗi một con yêu thú, cũng đối với hắn tuyệt đối trung thành, nhưng hiện tại, hắn phát hiện đúng cái ngôi sao lên yêu thú, tựa hồ có chút không nghe khống chế. Đại đương gia, thế nào? Ngay tại lúc này, bầu trời phương xa, lại có mười mấy đạo thân ảnh bay tới, toàn bộ đều là vạn thú sơn trang tinh nhuệ đệ tử, thấy trừ hào ẩm như thế chấn động hình dáng, bọn họ vậy cảm thấy ngạc nhiên. Thằng nhóc này có cổ quái, không biết khiến cho cái gì yêu pháp, lại có thể áp chế ta pháp bảo, cùng tiến lên, lấy tuyệt hậu hoạn. Trừ hào ẩm chỉ Diệp Thần, lớn tiếng giận uống. Cái gì? Đám người một hồi kinh ngạc. Nhìn xem trừ hào ẩm vạn thú thiên tinh, đúng là mất đi tất cả hung uy, tựa hồ bị cái gì khác thường quy luật trấn áp. Suy, trừ hào ẩm lập tức cắn bể đầu ngón tay, bước ra máu tươi, hóa thành một tràng ngút trời mưa to, tự nhiên rơi mình tinh thần trong thế giới đi. Rào, nhất thời, rất nhiều yêu thú, đạt được hắn máu tươi bồi bổ, thoát khỏi sợ hãi, lần nữa khôi phục, lại ngửa mặt lên trời phát ra to lớn gào thét, hàng tỷ con yêu thú bóng người. Trên bầu trời răng khắp nơi, gầm thét loạn vũ, đặc biệt đồ sộ. Vạn thú thông thiên, cho ta trấn áp. Trừ hào ẩm hét lớn một tiếng, đúng viên vạn thú thiên tinh, hướng Diệp Thần oanh đánh tiếp, vô số đầu yêu thú dương nanh múa vuốt, phải đem Diệp Thần xé thành mảnh vỡ. Còn lại vạn thú sơn trang cường giả thấy vậy, cũng là vội vàng thi triển thần thông pháp bảo, cùng nhau hướng Diệp Thần lướt đi. Đại ca chú ý,
Lý Thanh Sơn thấy vậy, lập tức bước chân đạp một cái ngũ hành tự tại thiên, liền ở dưới chân của hắn nổi lên. Cái này ngũ hành tự tại thiên, trên bầu trời thật cao chiếm cứ năm tôn đế vương, Bạch đế, Thanh đế, Hắc đế, Xích đế, Hoàng đế vân. Vân, ngũ phương ngũ đế nhân đạo chí tôn đại khí tượng, không ngừng thả ra ngoài, kim mộc thủy hỏa thổ vân. Vân các loại linh khí, diễn hóa thành cuồn cuộn phong lôi, gào thét gầm thét. Đây là ngũ phương ngũ đế, ngũ hành tuần hoàn sinh sấm gió đại khí tượng. Diệp Thần hơi kinh hãi, xem ra Lý Thanh Sơn ngũ hành đạo pháp, đặc biệt thâm hậu, đã có hắn kiếp trước 30-40% tiêu chuẩn, cái này một tí ngũ phương ngũ đế đại khí tượng bộc phát ra, kim đất nước lửa đất diễn hóa phong lôi, khí thế hết sức kinh người. Ngũ hành thiên uy, chấn giết vạn phương. Lý Thanh Sơn gầm thét một tiếng, hai quả đấm đều xuất hiện, vô tận ngũ hành phong lôi, bơm vào ở nắm đấm của hắn trên, hung hăng hướng Chử Hào ẩm lướt đi. Hiện tại Lý Phi Tuyết quan tài băng, do Diệp Thần vác, Lý Thanh Sơn giải phóng hai tay, sức chiến đấu so với mới vừa cường hãn hơn, thật là giống như nhân đạo chí tôn, mũi nhọn đặc biệt ác liệt. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần thậm chí tựa hồ thấy được mình kiếp trước bóng người. Ồ, ngắn thời gian ngắn không gặp, Lý Thanh Sơn, ngươi tu vi lại có thể lại có tinh tiến, xem ra tỷ tỷ ngươi thiếu chút nữa bị giết, đối với ngươi kích thích rất lớn à. Chử Hào ẩm thấy Lý Thanh Sơn như vậy thần dũng hình dáng, cũng là khá là kinh ngạc. Phịch, Lý Thanh Sơn quả đấm như phá trời, hung hăng bạo đánh ra, tại chỗ thì có hai cái vạn thú sơn trang đệ tử, bị hắn một quyền đánh bể, hóa thành đầy trời mềm mại mưa máu. Hừ, người dám giết ta. Chử Hào ẩm hừ một tiếng, đổi lại mục tiêu, vạn thú thiên tinh trấn áp xuống đi, thẳng oanh Lý Thanh Sơn. Một ngôi sao lực lượng khổng lồ. Hòa lẫn vô số yêu thú gầm thét tàn phá, điên cuồng đánh giết, uy lực có bao nhiêu lớn, có thể tưởng tượng được. Ngôi sao này còn không đáp xuống, toàn bộ hoang thiên hung mạc, liền bị chấn lên liền vô số cát vàng, gió bụi cuồn cuộn. Lý Thanh Sơn thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy viên này vạn thú thiên tinh, thật là thú uy cuồn cuộn, có hồng hoang cổ đạo thở mạnh thế, càng chấn áp xuống tới, trên ngôi sao vô số yêu thú giữ tợn gương mặt, liền lộ vẻ được càng phát ra rõ ràng. Rung động người tâm thần. Rắc rắc sát. Ở vạn thú thiên tinh uy áp bao phủ hạ, Lý Thanh Sơn ngũ hành tự tại thiên, lại là ngay tức thì bị tan vỡ nổ tung, hóa thành vô số tàn toái linh khí tiêu tán. Ngôi sao to lớn, liền hướng Lý Thanh Sơn đánh giết xuống, phải đem hắn nghiền thành thịt nát. Lý Thanh Sơn một mặt kinh ngạc, nhưng là sững sờ tại chỗ, tâm thần đều bị chấn nhiếp, lại thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Viên này vạn thú thiên tinh. Không hổ là 33 thiên hỗn độn chí bảo, hơi thở vô cùng cường đại, còn có thể ảnh hưởng người tinh thần, phai mờ người ý chí chiến đấu, chư thiên thú uy một nổ, người chiến ý sẽ bị biến dạng, phản kháng không đứng lên. Tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần mắt gặp Lý Thanh Sơn gặp nạn, bước chân đạp một cái, dưới chân liền nổ ra một chùm kim quang, sáng chói Phật ra chân khí bùng nổ, trên không hóa thành một tòa phù đồ bảo tháp, hướng vậy vạn thú thiên tinh đánh tới. Diệp Thần một vai khiêng quan tài, ra tay không quá thuận lợi, nhưng tám bộ phù đồ là thuần túy Phật gia chân khí sát phạt, tùy mình ra, tùy mình bùng nổ, đặc biệt thuận lợi. Oanh! Ước chừng ngàn tầng cao to lớn Phật tháp, hung hăng đụng, cùng viên kia to lớn vạn thú tinh thần đụng vào nhau, vô số Phật đà từ bảo tháp lộ ra hiện, các loại thiên long dạ xoa vân. Vân dị tượng, vọt tới cái ngôi sao kia trên, ở trong đống yêu thú lớn chém lớn giết. Như Phật gia đồ ma, khí thế đặc biệt khủng bố. Hai hai va chạm dưới, vạn thú thiên tinh bị nghiêm trọng đánh vào, vô số yêu thú bị Phật gia thiên long tiêu diệt, mà Diệp Thần phù đồ bảo tháp, cũng là gặp rất nhiều yêu thú trà đạp đụng, Phật quang mơ hồ tan vỡ. Cái này một tí giao phong, nhưng là lực lượng tương đương. Hỗn độn chí bảo, quả nhiên có chút con đường. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nếu như là phổ thông còn chân cảnh sơ kỳ võ giả. Bị hắn phủ đồ bảo tháp đụng một tí, vậy khẳng định là muốn tan xương nát thịt, cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Nhưng là, hiện tại Chử Hào ẩm ỉ có vạn thú thiên tinh bảo vệ, nhưng là không chút tổn hao nào, chỉ là pháp bảo được điểm đánh vào. Thật là cường hãn hồng mông nguyên thuật, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Chử Hào ẩm thấy Diệp Thần uy thế, cũng là kinh hãi. Diệp Thần tu vi, bất quá chính là càn khôn cảnh, nhưng ngón này phủ đồ bảo tháp. Biểu dương ra gần như nghịch thiên Phật gia tu vi, trực tiếp và hắn vạn thú thiên tinh va chạm cái lực lượng tương đương, thật to ra hắn ý liệu.
Phải biết, vạn thú thiên tinh nhưng mà hỗn độn chí bảo, phổ thông càn khôn cảnh võ giả bị công kích một tí, đều phải bị tràn đầy thiên yêu thú xé nát, liền Lý Thanh Sơn loại cao thủ này, đều phải bị chấn nhiếp, đánh mất ý chí chiến đấu, mà Diệp Thần nhưng là hồn như vô sự. Đại ca thật là lợi hại thực lực. Lý Thanh Sơn tinh thần khôi phục như cũ, cũng là rung động Diệp Thần thực lực. Lý Thanh Sơn, coi là người vận khí tốt, ta ngày hôm nay trước tha ngươi. Chử Hào ẩm ánh mắt lóe lên, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng, xem Diệp Thần khí định thần nhàn hình dáng, tựa hồ còn không có dụng hết toàn lực, nếu như tái chiến tiếp, hắn chỉ sợ sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Lập tức Chử Hào ẩm quăng ra một câu lời độc ác, vung tay lên, mang người thủ hạ xoay người bay khỏi, nhưng cũng không dám cùng Diệp Thần là địch. Diệp Thần biểu hiện, thật sự là một cái nghịch thiên vậy yêu nghiệt, thật to dao động Chử Hào ẩm chiến ý. Vèo. Chử Hào ẩm và mười mấy tên thủ hạ, toàn bộ trốn vào vạn thú thiên tinh nội bộ, viên này ngôi sao to lớn, co rúc lại, không ngừng co rúc lại, cuối cùng xúc chút thành tựu một hạt châu, sạch bóng bung ra, đi phương xa phi độn đi. Nếu đã tới, cần gì phải đi? Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, trong tròng mắt nhưng nổi lên sát khí. Viên kia vạn thú thiên tinh, là 33 thiên hỗn độn chí bảo, Diệp Thần có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng không muốn lúc này bỏ lỡ. Thánh ma thần mạch, sát kiếm, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đột nhiên sử dụng sát kiếm, trong tròng mắt nổ lên nghiêm ngặt ma khí, ngay tức thì mở thánh ma thần mạch, cả người hắc khí bùng nổ. Cái này phiến thần bí sa mạc, thánh ma thần mạch, được trời ưu đãi. Diệp Thần thậm chí không cần vận dụng những lực lượng khác. Ở thánh ma thần mạch mở dưới, sát kiếm kiêu căng, cũng là bạo tăng, đen nhánh kiếm mang, phá giết tầng tầng thời không, làm động tới thiên địa, kiếm phong một hiển hiện ra, chung quanh hư không vặn vẹo, nổi lên từng cái lỗ xoáy đen, điên cuồng xoay tròn, dường như muốn chiếm đoạt hết thảy. Đây là, vũ khí gì? Lý Thanh Sơn nhìn Diệp Thần binh khí trong tay, nhất thời thất kinh, không dám tin tưởng mình trước mắt. Diệp Thần sát kiếm sử dụng một cái, giống như hóa thân cao nhất kiếm đạo ma chủ, hơn nữa thánh ma thần mạch uy năng, trên mình liền xuất hiện một bộ kiếm đạo ma bào. Phía trên thêu ngàn vầng trăng sáng, vạn nặng mặt trời, vô số tay cầm trường kiếm ma ảnh, ở muôn vàn nhật nguyệt gian bay vút lên gầm thét, ma thôn nhật nguyệt, khí tượng bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi bước. Suy, Diệp Thần tâm niệm vừa động, lăng không nhất kiếm chém ra, cuồn cuộn ma đạo kiếm khí, như muốn chém diệt toàn bộ vũ trụ vậy, nháy mắt phát dù sao cũng bên trong, hung hăng chém vào viên kia vạn thú thiên tinh hóa thành trên hạt châu. Rắc rắc, một tiếng nhỏ nhẹ liệt hưởng. Hạt châu kia, lại có thể bị một kiếm chém rách. Vù vù. Hạt châu vặn vẹo, lại lần nữa biến hóa thành một viên to lớn vạn thú tinh thần. Ngôi sao này trên, nằm lê lết trước một đạo kinh khủng dữ tợn vết kiếm, thật sâu thương tổn tới mặt đất, tinh thần nội bộ dung nham, dịch lửa, tất cả loại dịch thái vật liệu, liền cuồn cuộn lưu chảy ra ngoài, tạo thành một tràng kinh khủng thiên tai, lan tràn mặt đất dù sao cũng bên trong. Diệp Thần một kiếm này, lại có thể thiếu chút nữa bổ ra đúng cái ngôi sao, mũi nhọn ác liệt, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào. Trên ngôi sao mặt, vô số đầu yêu thú, phát ra bi thảm gào khóc gầm thét, ở Diệp Thần kiếm khí hạ, không biết chết nhiều ít, coi như may mắn tránh thoát Diệp Thần kiếm khí, cũng bị lòng đất bộc phát ra nham thạch nóng chảy chìm ngập, chết cực kỳ thảm trọng. Đáng chết, thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch gì? Chử Hào ẩm và mười mấy tên thủ hạ thân thể rất miễn cưỡng bị buộc được bay dọn ra, phía sau bọn họ vạn thú tinh thần đã trở thành một phiến nham thạch nóng chảy và ma khí cuộn sạch địa ngục. Chử Hào ẩm trong tròng mắt, tràn đầy kinh hoàng và vẻ rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Đi mau! Chử Hào ẩm hoàng hồn, vung tay lên, vạn thú thiên tinh như một viên bạo đánh, đập về phía Diệp Thần, ngăn trở Diệp Thần tầm mắt cùng bước chân. Cùng lúc đó, Chử Hào ẩm mặt hốt hoảng, nhanh chóng dẫn người chạy trốn xa chạy khỏi đi. Lại có thể liền pháp bảo cũng không cần. Chấn Thiên Hoàng Thành kiếm, rơi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, hắn nếu đã động sát tâm, tự nhiên sẽ không lại chút nào lưu tình, như cũng duy trì một vai khiêng quan tài tư thế, hông thẳng tắp, uy mãnh như núi cao, nhưng ánh mắt đung đưa gian, nhưng sử dụng mậu thổ nguyên phù, và trôi lơ lửng ở trên trời sát kiếm dung hợp. Vù vù. Sát kiếm, nhất thời nổi lên từng tầng một cổ xưa mậu thổ phù văn. Mậu thổ hòa lẫn ma khí bùng nổ, diễn hóa ra chín chuôi ngập trời đen nhánh cự kiếm, từ chân trời bạo rơi, tạo thành một cái kiếm tù,
đem Trừ Hào Ẩm các người vây khốn. Không tốt. Trừ Hào Ẩm các người khốn tại kiếm trong tù, bên trái chạy bên phải nhô lên, nhưng căn bản xông lên không đi ra. Giao cho ngươi. Diệp Thần nhìn Lý Thanh Sơn một mắt, lại không có tự mình động thủ. Trừ Hào Ẩm các người, đều là Lý Thanh Sơn kẻ thù, giao cho hắn đi giải quyết, có thể để cho hắn kết một đoạn nhân quả. Lý Thanh Sơn đại hỉ, nặng nặng gật đầu một cái, thân thể bạo xông lên ra, tiến vào kiếm trong tù. Lý thiếu gia tha mạng. Trừ Hào Ẩm cả kinh thất sắc, hắn cả người thu vi, toàn bộ ký thác vào vạn thú thiên tinh trên, hiện tại pháp bảo mất đi, ngang hàng thành đợi làm thịt dê con, tuyệt đối không thể nào là Lý Thanh Sơn địch thủ. Ngươi lấy là ta sẽ thả ngươi. Dám đả thương tỷ tỷ ta muốn các ngươi để mạng lại bổ sung. Lý Thanh Sơn ánh mắt sắc bén, trên nắm tay bộc phát ra ngũ hành luân hồi hung hãn hơi thở. Một hồi tiếng kêu thảm thiết. Trừ Hào Ẩm các người, thân thể toàn bộ bị đánh bạo, lại cũng không có một chút sức sống lưu lại. Đại ca. Lý Thanh Sơn giải quyết đám người, mặt đầy mừng rỡ trở lại Diệp Thần bên người. Tiếp tục lên đường. Diệp Thần phong khinh vân đạm gật đầu một cái, thu hồi kiếm, tiếp tục một vai khiêng quan tài, đi xa mạc một đầu khác đi tới. Viên kia bị tổn thương vạn thú thiên tinh, tự nhiên cũng bị Diệp Thần thu. Hai người tiếp tục đi đường, khoảng cách sa mạc cuối, càng ngày càng đến gần, phỏng đoán lại có một ngày thời gian, là được thuận lợi đến địa giới. Tối hôm đó, Diệp Thần và Lý Thanh Sơn ở sa mạc bên trong, tìm một khối ốc đảo, yên lặng nghỉ ngơi. Ốc đảo bên trong, bèo phong đẹp, Diệp Thần đem Lý Phi Tuyết quan tài băng, đặt ở ốc đảo trên cỏ. Tỉ tỉ. Lý Thanh Sơn một mặt thương tiếc và bi thương, bảo vệ ở quan tài băng bên cạnh, quan tài băng bên trong Lý Phi Tuyết, ở bóng đêm nổi bật hạ, dung nhan lộ vẻ được đặc biệt thêm mỹ, đáng tiếc vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Thần nói, đến lúc thiên nhân vực bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu tỉ tỉ ngươi. Lý Thanh Sơn nói, đa tạ đại ca. Diệp Thần gật đầu một cái, nói tốt lắm, ta muốn tu luyện, ngươi thay ta hộ pháp. Lý Thanh Sơn nói, ta biết, đại ca. Hắn biết Diệp Thần lấy được vạn thú thiên tinh, bây giờ là thời điểm luyện hóa. Diệp Thần móc trong ngực ra một viên cổ khí hòa hợp hạt châu này, chính là rút nhỏ vạn thú thiên tinh, là một viên viên bi vậy lớn nhỏ tinh thần, nhìn kỹ lại, có thể thấy trên ngôi sao hoa cỏ cây cối, chim thú vật, sơn xuyên thành quách vân. Vân. Còn có một đạo dữ tợn vết kiếm, cơ hồ ngang qua liền đúng ngôi sao, tạo thành to lớn phá hoại. Thật là đẹp hay à? Diệp Thần trong tay nhẹ nhàng tính toán vạn thú thiên châu, tựa như chúa tể một ngôi sao, nhìn trên ngôi sao vô số yêu thú, bôn tẩu gào khóc hình ảnh, trong lòng nhất thời dâng lên một hồi hào khí, tựa như hàng tỷ sinh linh đều phải bị mình xẻ thịt. Lập tức Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, đem máu tươi lau ở thiên thú thiên châu trên, vù vù một tí. Vạn thú thiên châu liền toát ra mênh mông thần quang. Hạt châu này nguyên chủ nhân, Trừ Hào Ẩm đã chết, hạt châu nguyên hữu đóng dấu tiêu trừ, Diệp Thần có thể ung dung luyện hóa. Hơn nữa, luân hồi huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, coi như pháp bảo đóng dấu còn ở, Diệp Thần cũng có thể cưỡng ép xóa sạch, căn bản không sẽ có bất kỳ cản trở. Theo tự thân máu tươi, thấm vào vạn thú thiên châu bên trong đi, Diệp Thần nhất thời cảm giác được, huyết mạch của mình, tựa hồ và hạt châu tới giữa. Thành lập cái gì câu thông đồng tình. Hạt châu này, tựa như thành thân thể mình khí quan một phần chia. Hống. Diệp Thần có thể rõ ràng nghe được, trên ngôi sao hàng tỷ yêu thú tiếng gào, vô số yêu thú ở hướng quỷ sát khóc tỉ tê, hy vọng có thể đạt được cứu và tha thứ. Hạt châu bản thân pháp bảo linh khí, vậy đang cuồn cuộn không ngừng, tràn vào Diệp Thần trong thân thể. Vạn thú thiên tinh, là hỗn độn chí bảo, linh khí đặc biệt dư thừa. Coi như bị Diệp Thần một kiếm chém rách, nhưng chỉ cần không hoàn toàn hư hại, linh khí căn cơ đều ở đây, có thể là pháp bảo ký chủ cung cấp to lớn tăng thêm. Hơn nữa, ở trên ngôi sao sinh hoạt yêu thú, bản thân chính là vô số cường đại sinh linh, có thể là chủ nhân cung cấp tín ngưỡng nguyện lực, đối với tu luyện rất có ích lợi. Hút! Diệp Thần hấp thu vạn thú thiên tinh linh khí, nhất thời cảm thấy tự thân tu vi linh khí, tăng tiến vậy không thiếu. Đáng tiếc trước đột phá. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ tăng trưởng rất nhiều tu vi, một tiếng thở dài. Nếu như là phổ thông càn khôn cảnh võ giả, luyện hóa một kiện hỗn độn chí bảo, tuyệt đối có thể thăng cấp, nhưng hiện tại Diệp Thần chỉ là tăng tiến một phần chia linh khí, cũng không thể chân chính đột phá.
Hắn võ đạo nội tình, chân thực cường hãn, muốn thăng cấp đột phá, đặc biệt khó khăn, coi như luyện hóa một kiện hỗn độn chí bảo cũng không được. Phần thiên, mở. Diệp Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp mở phần thiên tự tại thiên. Hắn bây giờ có được chiến đấu thủ đoạn, đặc biệt nhiều, không kém một hạt châu, cho nên, viên này vạn thú thiên tinh, hắn không hề dự định trực tiếp dùng để chiến đấu, mà là kế hoạch vào phần thiên tự tại thiên dung hợp, tăng lên mình khí vận căn cơ. Khí vận căn cơ, mặc dù là hư không mờ mịt tồn tại, nhưng chân thực quan hệ đến sinh tử tồn vong, họa phúc số mạng, tự nhiên không thể khinh thường. Nếu như đem vạn thú thiên tinh, dung hợp đến tự tại thiên bên trong đi, tuyệt đối có thể tăng tiến khí vận. Hô! Phần thiên tự tại thiên vừa bắt đầu, Diệp Thần quanh thân, nhất thời ngọn lửa lượn lờ, vô tận ngọn lửa bùng nổ, tạo thành một cái võ đạo thế giới. Vạn thú thiên tinh, dung hợp. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, đem châu đạn đi ra ngoài. Oanh! Hạt châu này, bay đến phần thiên trên thế giới không, không ngừng bạo tăng, cuối cùng hóa thành to lớn ngôi sao hình dáng, hiện ra vạn thú thiên tinh nguyên hình. Ngôi sao to lớn, treo ở phần thiên bên trên, hoàn toàn và phương thế giới này dung hợp. Toàn bộ phần thiên tự tại thiên uy áp, cũng là lớn lớn tăng lên. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, phần thiên tự tại thiên phẩm cấp, đã tăng lên. Rất tốt, dung hợp vạn thú thiên tinh, phần thiên thế giới vậy thăng cấp. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái. Hiện tại dung hợp vạn thú thiên tinh, phần thiên thế giới phẩm chất nhưng là tăng lên, vô luận là uy lực, khí vận, vẫn là ngọn lửa sát thương, cũng lớn lớn lột xác. Hống! Vô số yêu thú gầm thét, ở phần thiên trên ngôi sao bộc phát ra, uy chấn sơn hà, hiện tại vạn thú thiên tinh mặc dù tan vỡ, nhưng loại pháp bảo này, bản thể chất liệu chính là một ngôi sao, có thể tự mình tu bổ, còn có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu trong thiên địa hỗn độn linh khí, chỉ cần cùng một đoạn thời gian. Vạn thú thiên tinh có thể hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cấp, phát huy ra uy lực lớn hơn. Đại ca tự tại thiên, thật hùng hồn nội tình. Lý Thanh Sơn thấy Diệp Thần phóng thích ra phần thiên thế giới, cũng là thầm giật mình, chỉ cảm thấy mảnh thế giới này nội tình, đặc biệt thâm hậu, một khi lột xác đến tột cùng nhất cảnh giới, thật không biết sẽ có lợi hại dường nào. Cái này không có gì, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không có nói quá nhiều. Một đêm yên lặng. Lần này không cái gì phát sinh ngoài ý muốn, cũng không có xuất hiện lại cái gì kẻ thù đuổi giết. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn, an ổn vượt qua một đêm, đến sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục đi đường, rốt cục thì chuyển kiếp hoang thiên hung mạc, đi tới biên giới. Diệp Thần bước chân dừng lại, thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện càng đến gần biên giới, cực ma chi đồng càng phát ra bị hạn chế, mơ hồ suy đoán và Hồng Thiên Kinh tồn tại có liên quan. Hồng Thiên Kinh bị phong ấn ở thiên nhân vực thần kiếm phong, cấp trên tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng thiên địa khí vận, Diệp Thần thân ở trong cuộc, bởi vì cấp trên ảnh hưởng, lại cũng không thể hoàn mỹ thấy rõ thiên cơ, có rất nhiều sự việc đều không thể trước thời hạn biết trước được, trước mắt tựa như từ đầu đến cuối bao phủ một tầng mịt mờ sương mù dày đặc. Diệp Thần nhất thời đề phòng, muốn ở thiên nhân vực xông xáo, có thể so với dương chân vực hung hiểm nhiều. Mặc dù thiên cơ sương mù nồng nặc, nhưng Diệp Thần cũng biết cảm giác được, Thái Huyền trận môn bên kia, nguy cơ trùng trùng, không bao lâu, cũng sẽ bị Minh Long thần điện phát hiện. Đến lúc đó, Thái Huyền trận môn sẽ gặp sắp bị tiêu diệt nguy hiểm, Diệp Lạc Nhi cũng có tai họa ngập đầu. Thanh Sơn, ta tùy ngươi xuyên qua sa mạc, sau đó chúng ta liền phải tạm thời tách ra. Diệp Thần nhìn phía trước, hiện tại hai người đã tới biên giới, phía trước là một tòa biên thủy thành trì, to lớn tường thành đang ở trước mắt. Chỉ cần bước vào chỗ tòa này biên thủy thành, hẳn có thể xác định Thái Huyền trận môn địa chỉ. Diệp Thần trong lòng, từ đầu đến cuối nhớ Diệp Lạc Nhi. Cứu vãn Diệp Lạc Nhi, đối kháng Minh Long thần tộc, là Diệp Thần trước mắt khẩn cấp nhất sự việc. Mặc dù, Diệp Thần vậy rất muốn giúp Lý Thanh Sơn, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể thoát thân, hắn luôn không khả năng vì Lý Thanh Sơn tỉ tỉ, mà để mặc cho Diệp Lạc Nhi bỏ mặc. Đại ca, ngươi muốn cùng ta tách ra. Ngươi không phải nói phải cứu chị tỷ tỷ ta sao? Lý Thanh Sơn có vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần biết nói phải rời khỏi. Ta có càng khẩn cấp sự việc. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, hắn tự nhiên phân rõ nhẹ cấp chậm nặng, hiện tại Thái Huyền trận môn bên kia, Tu La Ma Thần vậy đang chờ hắn, hắn tự nhiên không thể không để mắt đến. Phải mau sớm chạy tới Thái Huyền trận môn, chủ trì đại cuộc, cùng đại cuộc ổn định lại,
Diệp Thần mới có thể rút người ra đi làm những chuyện khác. Ta lưu lại cho ngươi một chút bát quái thiên đan thuật phù chiếu, đủ để duy trì tỷ tỷ ngươi sinh mạng, ngươi trước nghĩ biện pháp thu thập một ít dược liệu, thí dụ như thiên cung chi, chỉ tinh mộc, ba hồn thanh linh thảo, bảy tim hải đường vân. Vân. Diệp Thần suy nghĩ một chút, bàn tay huy động, thi triển bát quái thiên đan thuật, ngưng tụ ra mười mấy chương phù chiếu, đủ Lý Thanh Sơn sử dụng một đoạn thời gian. Ngoài ra, Diệp Thần còn giao phó kêu Lý Thanh Sơn đi thu thập một ít dược liệu, những dược liệu này đều có thể phụ trợ chữa trị Lý Phi Tuyết thương thế, nếu như hoàn toàn thu thập tốt lắm, đến lúc đó Diệp Thần sẽ ra tay, có thể bảo đảm Lý Phi Tuyết kinh mạch khôi phục, thậm chí là tỉnh lại. Đại ca, người có chuyện gì phải xử lý? Lý Thanh Sơn nhưng là một mặt nóng nảy, ở hắn trong mắt, không có chuyện gì so tỷ tỷ tánh mạng càng trọng yếu hơn. Nhưng là, ở Diệp Thần trong mắt, Lý Phi Tuyết tánh mạng, dĩ nhiên là kém hơn Diệp Lạc Nhi. Hắn trước hết đi Thái Huyền Trận Môn, chủ trì đại cuộc, bảo đảm Diệp Lạc Nhi không việc gì, mới có thể đi giải quyết Lý Phi Tuyết vấn đề. Ngươi không cần hỏi như thế nhiều, cái này liên lạc phù chiếu, ngươi thật tốt cầm, nếu như ta sự việc giải quyết xong, sẽ liên lạc với ngươi, nếu như ngươi lại đụng phải cái gì kẻ thù đuổi giết, khó giải quyết, ngươi cũng có thể bóp vỡ phù chiếu, ta nếu có thì giờ rảnh, sẽ rút người ra hạ xuống giúp ngươi. Diệp Thần lại ký kết liền một tấm phù chiếu, giao cho Lý Thanh Sơn. Tấm phù chiếu này, chủ yếu là dùng để liên lạc. Đại ca, Lý Thanh Sơn nhận lấy phù chiếu, nhưng là mờ mịt không biết làm sao, còn cho là có Diệp Thần hỗ trợ, mình có thể lập tức cứu chữa tỷ tỷ, không nghĩ tới Diệp Thần trên đầu, còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta trước tìm một chỗ ở, nếu như ở trước mặt tòa thành trì kia. Liền có thể tìm được chữa trị tỷ tỷ ngươi dược liệu, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần nheo mắt lại, nhìn về phía trước. Phía trước thành trì, treo một tấm bảng, phía trên in Lương Châu hai chữ. Thành Lương Châu, chính là chỗ tòa này biên thủy thành địa danh, sừng sững ở thiên nhân vực không biết có đã bao nhiêu năm. Vậy thì tốt quá, đại ca, vậy chúng ta nhanh chóng đi vào thu thập dược liệu. Lý Thanh Sơn nghe được Diệp Thần mà nói, cũng là lớn vui. Thiên nhân vực tài bảo rất nhiều, ở thành Lương Châu bên trong, nói không chừng là có thể thu thập được chữa trị Lý Phi Tuyết dược liệu. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này cùng Lý Thanh Sơn đi thành Lương Châu xuất phát. Lý Phi Tuyết quan tài băng, tạm thời vẫn là Diệp Thần vác. Lý Thanh Sơn nhiệt huyết nóng nảy, vọt tới trước mặt. Mà Diệp Thần, nhưng là không nhanh không chậm, một người nhàn nhạt khiêng quan tài, theo ở phía sau. Một vai khiêng quan tài. Ở mờ mịt thiên địa núi sông làm nổi bật dưới, Diệp Thần bóng người lộ vẻ được mười phần cô đơn. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới người từ Bắc Lăng thiên điện đi ra. Chín tầng trời thương khung, vô cùng là mênh mông cao xa thế giới, trong truyền thuyết thái thượng chư thần cư trú cung điện bên trong, một cái kinh thế cô gái, tựa hồ cảm ngộ được cái gì, tiêm vung tay lên gian, ánh sáng lững lờ, ngưng tụ thành một phiến màn sáng. Cái này phiến màn sáng bên trong. Hiện ra Diệp Thần khiêng quan tài nhập Lương Châu hình ảnh, một bước một cái dấu chân, thân ảnh cô độc ở mênh mang giữa trời đất, lộ vẻ được đặc biệt rung động nhân tâm. Cái này kinh thế cô gái, tựa hồ rất là hài lòng, lộ ra một nụ cười châm biếm. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn khẳng định có thể nhận ra, người phụ nữ này, chính là trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Nữ, vẫn đối với hắn coi trọng tương gia tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Thần tới chỗ này. Lại trực tiếp xúc động thiên địa đại thế, đem cái này bàn vạn cổ cuộc cờ, đẩy tới mới chiến trường, Thái Thượng Thiên Nữ đầu tiên cảm nhận được liền chập chờn, trực tiếp dòm ngó thấy Diệp Thần bóng người. Bất quá, nàng rình rập, chỉ kéo dài trong nháy mắt, màn sáng lập tức bể tan tành. Quan hệ đến Diệp Thần cuộc cờ, nhân quả uy áp lớn vô cùng, liền liền Thái Thượng Thiên Nữ cũng chỉ có thể rình rập một cái chớp mắt, căn bản không có thể kéo dài theo dõi đi xuống. Sau này Diệp Thần ở thiên nhân vực sẽ có cái gì gặp gỡ, nàng cũng không thể suy tính đến. Đáng tiếc, Thái Thượng Thiên Nữ một tiếng uyển chuyển than thở, khá là tiếc nuối, nàng quá tịch mịch, thiên phú tuyệt đỉnh nàng, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ không ngừng đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ là giết lần Thái Thượng thế giới, hiếm có địch thủ, trừ những cái kia núp ở cuộc cờ chỗ sâu nhất lão ra, đã không người có thể ngăn cản nàng mũi nhọn. Nếu như lúc này, nàng sẽ cùng Hồng Thiên Kinh quyết chiến. Vậy đoán chừng là một chiêu liền có thể trong nháy mắt giết, thực lực so với ban đầu, đã bạo tăng quá nhiều. Hiện tại Thái Thượng Thiên Nữ,
đã càng ngày càng có một loại vô địch thiên hạ, cao thủ cô quạnh, cao xử bất thắng hẳn cảm giác, nàng chỉ muốn Diệp Thần nhanh lên một chút tới thái thượng thế giới, và nàng oanh oanh liệt liệt đại chiến một tràng, vô luận ai thắng ai bại, đều không uổng cuộc đời này. Dưới mắt Diệp Thần khoảng cách phi thăng thái thượng, coi như là bước ra to lớn một bước. Vù vù, Diệp Thần tránh hành vào gian, bỗng nhiên đầu đau nhức, tựa hồ bị một cái đốt đến đỏ bừng dao nhọn, hung hăng cắm một tí. Có người ở rình dập ta, là thái thượng thiên nữ. Cơ hồ là ngay tức thì, Diệp Thần cũng cảm giác được, mới vừa mình bị người rình dập, sau lưng hơi thở hết sức quen thuộc, lại là thái thượng thiên nữ. Bất quá, rình dập chỉ kéo dài một cái chớp mắt, lập tức bị vô cùng nhân quả uy áp nuốt mất. Thái thượng thiên nữ, người đưa cho ta khảo nghiệm, không khỏi vậy quá khó khăn. Diệp Thần cười khổ một tí, nghĩ đến đối thủ của mình trừ Minh Long Thần Điện, lãnh ra, mấy đại thiên điện ngoài ra, hắn còn phải đối mặt Hồng Thiên Kinh. Đây là thái thượng thiên nữ an bài, cũng là một cái to lớn khảo nghiệm. Diệp Thần thu thái thượng thiên nữ như thế nhiều chỗ tốt, muốn cái gì cũng không còn là không thể nào, hiện tại trả nợ thời điểm cũng sắp đến rồi. Nếu như có thể giết chết Hồng Thiên Kinh, coi như là thông qua thái thượng thiên nữ khảo nghiệm. Nhưng vấn đề là, cấp trên nơi nào có dễ giết như vậy, vừa nghĩ tới Hồng Thiên Kinh ban đầu vậy xuyên qua vạn giới ngón tay, Diệp Thần liền một hồi chấn động phố. Đại ca, người đi nhanh một chút à? Lý Thanh Sơn ở trước mặt quay đầu, thấy Diệp Thần bước chân chậm chạp, không khỏi thúc giục. À! Diệp Thần đáp một tiếng, nghĩ đến mới vừa bị thái thượng thiên nữ rình rập, tâm thần nhưng là có chút hỗn loạn, tâm trạng khá là phức tạp, khó khăn để lắng dịu. Nếu như đây thật là một bàn cờ mà nói, hiện tại đã đến chung phúc chém giết giai đoạn, quyết định sống chết thắng bại thời điểm phải đến. Hít sâu một hơi, thoáng chấn định tâm thần, đi theo Lý Thanh Sơn, đơn giản dịch dung, khiêng quan tài nhập Lương Châu. Đại ca, ngươi lại thế nào dịch dung, ngươi ở thiên nhân vực có thủ oán nhà sao? Lý Thanh Sơn rất là tò mò. Diệp Thần chỉ là cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì, cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Huống chi hắn kẻ thù thực ra quá nhiều. Đông Hoàng Thiên Điện, Minh Long Thần Điện, Nữ Hoàng Thiên Cung, Đế Huyền Điện thế lực, đều có thể ở trong bóng tối ẩn núp. Một khi bị bọn họ phát hiện, Diệp Thần khẳng định sẽ chọc cho lần trước thân phiền toái. Đơn giản dịch dung, có thể để tránh cho rất nhiều chi tiết. Đi tới thành Lương Châu cửa thành, ra ra vào vào người đi đường, còn có giữ cửa vệ binh, thấy Diệp Thần mang quan tài băng hình dáng, đều là một hồi kinh ngạc tò mò, ánh mắt đầu tới đây, chỉ trỏ. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Diệp Thần đã dùng 8 bộ phù đồ khí, ở quan tài băng bên trong chế tạo một phiến kim quang sương mù dày đặc, che đỡ Lý Phi Tuyết bóng người, miễn được kinh thế hãi tục. Nếu như bị người phát hiện, trong quan tài phong ấn một cái cô gái tuyệt mỹ, có thể sẽ đưa tới lớn hơn chấn động. Người ngoài không thấy được quan tài băng bên trong lai lịch, nhưng Diệp Thần mang quan tài, hình dáng vẫn là quá mức kỳ quái, vậy đưa tới không thiếu chỉ trỏ. Đại ca, hay là để ta đi? Lý Thanh Sơn nhìn Diệp Thần một mắt, nói. Không cần. Diệp Thần cười một tí, nếu để cho Lý Thanh Sơn dùng xích sắt kéo quan mà nói, có thể đưa tới chấn động sẽ lớn hơn. Hai người tiến vào thành Lương Châu, tìm một cái tiệm bán thuốc, muốn mua dược liệu, cũng không có thu hoạch gì. Diệp Thần dược liệu cần thiết, đều không phải là cái gì vật bình thường, không như vậy dễ dàng tìm. Lại tìm mấy nhà dược liệu, vẫn không có thu hoạch. Đại ca, làm thế nào? Lý Thanh Sơn nhưng là có chút nóng nảy. Ta mong muốn dược liệu, không tốt như vậy tìm, ta ngoài ra lại nghĩ một chút biện pháp, dưới mắt chúng ta trước tách ra đi, ta còn có việc phải xử lý. Diệp Thần ầm đích một tiếng, buông xuống quan tài băng, chuẩn bị chạy tới Thái Huyền Trận Môn. Chữa trị Lý Phi Tuyết sử dụng dược liệu, đơn thuần như thế tìm, vẫn là rất khó tìm, Diệp Thần dự định vận dụng Thái Huyền Trận Môn lực lượng. Đại ca! Lý Thanh Sơn vừa nghe đến nói muốn phân đừng, lại là nóng nảy. Ồ, đây là cái gì, làm sao còn có một bộ quan tài? Ngay tại lúc này, một hồi hơi có vẻ thanh âm giễu cợt, nhưng là vang lên. Chỉ gặp một cái cẩm bào nam tử, ở mười mấy vệ binh vây quanh, đi tới. Là phủ thành chủ thiếu gia Viên Vô Thương. Đường phố bên đường người đi đường, thấy vậy cẩm bào chàng trai bóng người, tựa hồ có chút chán ghét và sợ hãi, tỉnh bơ tránh được. Không muốn trêu chọc phiền toái. Vậy kêu là Viên Vô Thương cẩm bào nam tử, sải bước đi tới,
tựa hồ cảm giác được cái gì, nói cái quan tài này trong chứa là ai, ta tại sao dường như cảm ứng được người sống hơi thở, thật tốt người sống, các ngươi bao ở trong quan tài làm gì. Viên Vô Thương mang trên mặt không chút kiêng kỵ nụ cười, bàn tay đưa đến trên quan tài băng, lại muốn trực tiếp đem quan tài băng mở ra. Không cho chạm vào tỷ tỷ ta. Lý Thanh Sơn giận dữ, lập tức một cái bước dài xông lên, đem Viên Vô Thương đụng ra. Viên Vô Thương tựa hồ sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng thói quen, căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám phản kháng hắn, tạm thời không có phòng bị, nhất thời bị Lý Thanh Sơn đụng ra, thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống. To gan, lại dám xúc phạm thiếu gia. Một bên các vệ binh, nhất thời người người biến sắc, có người đỡ Viên Vô Thương, có người rút ra bái phục đao, chỉ Lý Thanh Sơn, một bộ đằng đằng sát khí hình dáng. Ha ha, trong này phong bế, là tỷ tỷ ngươi. Viên Vô Thương vừa nghe đến là phụ nữ, càng hứng thú, trong tròng mắt lướt qua một chút hung quang, chỉ huy chừng nói, người đâu, mở ra cái này quan tài băng, xem bên trong là ai. Thiếu gia, chừng hai tên vệ binh, lập tức tuân mệnh, muốn trực tiếp cậy ra quan tài băng. Các ngươi dám. Lý Thanh Sơn giận dữ không thôi, thấy vậy hai tên vệ binh muốn thương tổn tỷ tỷ, lập tức một quyền bạo giết ra, dưới cơn thịnh nộ, động dùng toàn lực, quả đấm ngũ hành khí tức bùng nổ, chấn động hư không, uy thế đặc biệt ác liệt. Vậy hai tên vệ binh, không nghĩ tới Lý Thanh Sơn dám động thủ, đều là sợ hết hồn, lật đật lui về phía sau. Thằng nhóc giỏi, ngươi lại dám ở ta thành Lương Châu gây chuyện. Đám người vệ binh thấy vậy, đều là rút binh khí ra, vây quanh vòng tròn liền Diệp Thần và Lý Thanh Sơn. Là các ngươi muốn thương tổn tỷ tỷ ta. Lý Thanh Sơn một mặt bi phẫn, bảo vệ Lý Phi Tuyết quan tài băng, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, kêu một tiếng, đại ca. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, đứng không nhúc nhích, ánh mắt liếc liếc về bốn phía, những vệ binh này thực lực không mạnh, cái đó gọi Viên Vô Thương thiếu gia. Tu vi ở còn chân cảnh giai đoạn trước, cũng không coi là quá mạnh mẽ. Bất quá, bọn họ nếu dám phách lối, tự nhiên là có phách lối vốn. Sau lưng phủ thành chủ, chính là bọn họ ỷ vào tiền vốn. Diệp Thần vốn định phóng thích Lăng Tiêu võ ý, trực tiếp ra tay, nhưng Thái Huyền Trận Hoàng nhưng khuyên nhủ hắn nhiều lần. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, mình mới vừa đến nơi đây, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, cho nên không có tùy tiện động thủ. Nhìn Viên Vô Thương, chắp tay, nói, tại hạ Trần Đêm, mới tới quý địa, nếu như có cái gì chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần còn lấy ra điểm đan dược, coi là lễ ra mắt đưa đi lên, thái độ có thể nói là đặc biệt khách khí. Ha ha, người không đắc tội ta, bất quá bổn thiếu gia ngày hôm nay tò mò, cái này quan tài băng bên trong chứa cái gì đại mỹ nhân, rõ ràng còn chưa có chết, làm sao nằm ở trong quan tài, người mở ra cho ta xem một chút. Viên Vô Thương cũng không có nhận lấy Diệp Thần lễ vật, vẫn là cả vú lấp miệng em hình dáng, vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ muốn mở ra quan tài băng, rình rập bên trong bí mật. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Lý Phi Tuyết bị phong ấn, còn không vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nếu như qua loa mở quan, linh khí lưu tán, lập tức sẽ chết. Xin lỗi, cái này quan tài băng bên trong phong ấn một vị trọng thương cô gái, một khi mở quan, phụ nữ kia liền lập tức phải chết. Xin thứ cho tại hạ không thể như nguyện. Diệp Thần vẫn là rất khách khí, giải thích một tí nguyên nhân. Nhưng không ngờ, Viên Vô Thương nhưng được thế không buông tha người, khi cười một tiếng, nói ta là phủ thành chủ thiếu gia, ta phủ trên dược liệu gì đều có, luyện dược sư và y sư cũng có không thiếu, ngươi cứ việc mở quan, vô luận bên trong cô nương bị thương nặng bao nhiêu, ta đều có thể chữa trị. Trừng vệ binh vậy thúc giục, đúng vậy, mau mở quan. Không nghe được thiếu gia của chúng ta nói sao? La Lý dài dòng, chẳng lẽ người muốn đắc tội thiếu gia của chúng ta? Dám đắc tội thiếu gia, ta kêu các ngươi không đi ra lọt tòa thành này. Vùng lân cận người đi đường, thấy Diệp Thần bị Viên Vô Thương dây dưa tới, cũng ném tới ánh mắt đồng tình, ở thành Lương Châu chỗ này, đắc tội phủ thành chủ, có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói các hạ đây là thiết tim, muốn làm khó ta. Lý Thanh Sơn cả giận nói, đại ca, người theo bọn họ dài dòng chút gì, người như thế lợi hại, trực tiếp ra tay cho bọn họ một cái dạy bảo, xem bọn họ còn dám hay không phách lối. Vừa nói, hắn ánh mắt liền căm tức nhìn Viên Vô Thương. Viên Vô Thương nghe được hắn lời nói này, coi lại xem Diệp Thần tu vi, chỉ có càn khôn cảnh 6 tầng thiên, nhất thời ha ha một hồi cười to,
nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, ngươi muốn dạy bảo ta. Vậy ta trước hết giáo huấn ngươi một chút cửa. Hắn phất phất tay, trừng vệ binh lập tức hội ý, trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ, đồng loạt vung đao hướng Lý Thanh Sơn đi. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần chỉ có càn khôn cảnh 6 tầng thiên, thực lực chưa đủ là mắc, mà Lý Thanh Sơn tu vi rõ ràng cao hơn Diệp Thần, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Một cái cầm ác liệt đao, hung hăng chém về phía Lý Thanh Sơn. Đám người vệ binh biết Lý Thanh Sơn quyền pháp lợi hại, từ là không dám đơn đả độc đấu, cái này một tí liên thủ đánh ra, thanh thế thật là thật lớn. Các ngươi ỷ thế hiếp người, chết không được tử tế. Lý Thanh Sơn giận dữ không thôi, ngũ hành tự tại thiên lập tức thả ra ngoài, ngũ phương ngũ đế đại khí tượng, cuồn cuộn bùng nổ, trên người áo quần lại là ngay tức thì nổ tung, bắp thịt nổ, thần quang cuồn cuộn, toát ra kim mộc thủy hỏa thổ vân. Vân các loại ngũ hành văn lạc. Oanh! Một quyền tuôn ra. Lý Thanh Sơn khí thôn vạn dặm, lấy một địch đám người, quả đấm nghiền ép hướng đám người vệ binh. Thật là cường hãn khí thế. Viên Vô Thương thấy Lý Thanh Sơn uy thế, cũng là một hồi giật mình. Đám người vệ binh vung đao chém chết tới, chém vào Lý Thanh Sơn trên thân thể, lại bị sắt thép vậy bắp thịt, rất miễn cưỡng chấn động chạy đi. Ngao! Lý Thanh Sơn phát ra một tiếng như dã thú gầm thét, xông vào đám người vệ binh bên trong, đồ sộ quyền mở ra, thế như phá trời, bịch bịch hai cái, tại chỗ liền đem hai tên vệ binh, đánh được nổ tung. Còn dư lại vệ binh, thấy Lý Thanh Sơn uy mãnh như vậy hình dáng, đều là sợ hết hồn, kinh hãi dưới, liên tiếp lui về phía sau, chỉ lấy là Lý Thanh Sơn là quái vật. Ồ, ngũ phương ngũ đế thiên uy khí tượng, ngũ hành tiên tôn là ngươi người nào? Viên Vô Thương thấy Lý Thanh Sơn thần thông, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thời khắc này Lý Thanh Sơn, ngũ hành thiên uy cuồn cuộn bùng nổ, khí thế đặc biệt hung hãn, để cho hắn nhớ lại một vị cao thủ, tên là ngũ hành tiên tôn. Ngũ hành tiên tôn, là thiên nhân vực bên trong một cái nghịch thiên cao thủ, thực lực đủ để sánh bằng 12 thần tôn, nhưng hắn không giống 12 thần tôn như vậy, lưng đeo rất nhiều nhân quả, sát phạt đặc biệt quả quyết, cũng là lấy ngũ phương ngũ đế đại thần thông nổi danh. Hiện tại Viên Vô Thương thấy Lý Thanh Sơn thần thông khí tượng, chỉ lấy là hắn và ngũ hành tiên tôn có cái gì sâu xa. Cái gì ngũ hành tiên tôn, ta không nhận biết, ai dám đả thương tỷ tỷ ta giết kẻ ấy. Lý Thanh Sơn cặp mắt đỏ tươi, ngũ hành cuồn cuộn sinh phong lôi, quả đấm tiếng sấm chấn động, lần nữa hướng còn dư lại vệ binh oanh kích. Lại có hai tên vệ binh, không tránh kịp, bị Lý Thanh Sơn quả đấm, đánh thành mảnh vỡ. Lúc đầu không phải ngũ hành tiên tôn đệ tử. Viên Vô Thương thở phào nhẹ nhõm, nghe Lý Thanh Sơn như vậy vô lễ lời nói, hiển nhiên không thể nào là ngũ hành tiên tôn dưới quyền môn đồ, hắn nhất thời yên lòng. Một đám phế vật, tất cả cút ra cho ta đi. Dừng một chút, Viên Vô Thương ánh mắt nhưng là toát ra sát khí, nhìn dưới quyền vô cùng chật vật các vệ binh, trực tiếp giày đứng lên, sau đó bước ra một bước, muốn đích thân ra tay. Oanh! Một cổ kinh khủng đợt khí, nhất thời từ Viên Vô Thương dưới chân nổ tung, hắn cả người nổi lên thiên long chói lọi, bàn tay nắm chặt, lại là hóa thành long chảo. Thần võ long triền thủ. Quát to một tiếng, Viên Vô Thương sử dụng một chiêu hồng mông nguyên thuật, long chảo thần uy lẫm lẫm, lăng không chụp vào Lý Thanh Sơn thiên linh cái, muốn một móng vuốt xuyên thủng. Xuy xuy xuy. Ác liệt long chảo, biến dạng hư không, phát ra vô cùng nhọn gào thét, nhiếp đoạt người tâm thần. Viên Vô Thương tu vi, ước chừng đạt tới còn chân cảnh sơ kỳ, so với Lý Thanh Sơn lợi hại rất nhiều. Lý Thanh Sơn mắt xem long chảo giết tới, chợt cảm thấy nhuệ khí cuồn cuộn, tóc kích dương, sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ đầu lâu đều phải bị lật ngược, trong chốc lát lại ngay tại chỗ, tinh thần bị rung động. Viên Vô Thương hồng mông nguyên thuật tu vi, đã đạt tới rung động kẻ địch tinh thần bước, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu thâm hậu. Chú ý! Mắt xem Lý Thanh Sơn sẽ bị một móng vuốt xuyên thủng, lúc này, Diệp Thần cũng không dự định tiếp tục ngắm nhìn. Lần này nhất định phải gây chuyện. Bất quá hắn không dự định vận dụng cái khác thuật pháp, mà là bước ra một bước. Một cái phần thiên thế giới một tiếng nổ, ngay tức thì nổ đi ra ngoài, cuộn sạch bát hoang. Viên Vô Thương và rất nhiều vệ binh thân thể, đều bị cuốn vào Diệp Thần phần thiên trong thế giới đi. Liền liền đường phố bên đường những người đi đường, có không tránh kịp, cũng bị cuộn sạch. Cái này phiến phần thiên thế giới, khắp nơi đều là nóng rực ngọn lửa, kinh khủng hơn phải, ở mảnh thế giới này bầu trời, còn treo một viên ngôi sao to lớn,
trên ngôi sao tồn tại vô số yêu thú, hàng tỷ yêu thú đồng loạt gầm thét, phát ra kinh tâm động phách thanh âm. Đây là cái gì, vạn thú thiên tinh, ngươi lại có thể cũng có hỗn độn chí bảo. Viên vô thương nhìn treo ở đỉnh đầu tinh thần, nhất thời hoảng hốt, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn nhưng là không nghĩ tới, bề ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ Diệp Thần, lại có thể có một kiện hỗn độn chí bảo, vẫn là hỗn độn cửu tinh bên trong vạn thú thiên tinh. Chẳng lẽ ngươi là vạn thú sơn trang người, ngươi dám đắc tội ta phủ thành chủ. Viên vô thương ngũ quan vặn vẹo, hắn biết vạn thú thiên tinh là vạn thú sơn trang chí bảo, hiện tại lại có thể bị Diệp Thần sử dụng, hắn liền suy đoán Diệp Thần là vạn thú sơn trang người. Cái này vạn thú sơn trang, không phải cái gì đứng đầu thế lực, căn cơ rất nông cạn, coi là lính đánh thuê sát thủ các loại tồn tại, lấy tiền tài người, thay người tiêu tai, ngày thường dựa vào ám sát ăn trộm vân. Vân Câu làm sinh kế. Này nhóm thế lực, tuyệt đối không dám đắc tội phủ thành chủ. Bởi vì viên vô thương sau lưng phủ thành chủ, là trấn thủ thiên nhân vực một nơi tồn tại, nội tình đặc biệt hùng hậu, không phải chính là một cái lính đánh thuê thế lực có thể đắc tội. Lần này thấy Diệp Thần sử dụng vạn thú thiên tinh, ở ngắn ngủi nháy mắt tức thì, viên vô thương trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, suy đoán sau lưng quan hệ. Hống! Nhưng là, còn không cùng hắn suy tính ra lông mày, Diệp Thần vung tay lên, to lớn yêu thú tinh thần, từ trên trời hạ xuống, hàng tỷ yêu thú tàn phá gầm thét, từ trên ngôi sao nhảy giết đi ra, như ong vỡ tổ hướng viên vô thương lướt đi. Không tốt! Viên vô thương thất kinh, mắt gặp tất cả thao thiết. Cùng kỳ, đào ngột, chim bất tử vân. Vân cổ lão quái vật, điên cuồng liều chết xông tới, nhất thời có loại ngày tận thế phủ xuống cảm giác, thiên địa mờ mịt một phiến, cái gì cũng không thấy được, chỉ có muôn vàn yêu thú bóng người, trong lỗ mũi tất cả đều là hung ác máu tanh thú khí. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Viên vô thương bên người vệ binh, đầu tiên bị yêu thú đạp chết, toàn bộ phát ra kêu thảm thiết, bị sống sờ sờ nuốt ăn nhai, trở thành yêu thú thức ăn. Viên vô thương dưới sự kinh hoàng, vội vàng sử dụng hộ thân thần thông, linh khí như rồng vần quanh quanh thân, ngăn cản yêu thú đánh vào. Hắn là còn chân cảnh tiền kỳ cường giả, thực lực tự nhiên không tầm thường, những thứ yêu thú này cũng không thể ngay tức thì xông phá hắn phòng ngự. Phần thiên liệt diễm, bảo. Diệp Thần thong thả, quát lên một tiếng lớn, phần thiên thế giới lửa cháy mạnh bùng nổ, tạo thành một cổ nổ, hung hăng đánh vào viên vô thương trên thân thể. Hiện tại Diệp Thần phần thiên tự tại thiên, đã tấn thăng, lực sát thương so với trước kia, thật to tăng lên, cái này một tí lửa cháy mạnh nổ, lực sát thương to lớn. Phốc xích, viên vô thương tại chỗ hộc máu, hộ thân linh khí ngay tức thì tán loạn. Hống, rất nhiều yêu thú đạp chết đi lên, trắng trợn cắn xé. Chỉ một tí, viên vô thương liền bị cắn xé được mình đầy thương tích, máu thịt mơ hồ, xương vỡ vụn, thành một bãi bùn nát vậy tồn tại. Đã không nhìn ra người hình dáng, nhưng lại còn treo một hơi không có chết, sinh mệnh lực quả thực cường hãn. Rào! Diệp Thần vung tay lên, rút lui đi phần thiên thế giới, vậy thu hồi vạn thú thiên tinh, nhìn một cái bùn nát vậy viên vô thương, còn đang ngọa nguậy trước, trong đầu nghĩ người này ra thế sâu xa, quả nhiên lợi hại, võ đạo nội tình thâm hậu, thể chất cường hãn dị thường, gặp như vậy tổn thương nặng, lại còn không chết. Bất quá vì không đêm dài lắm mộng, Diệp Thần tự nhiên muốn xóa đi đối phương. Thiếu gia. Nhưng lúc này, nhiều đội vệ binh, nghe tiếng đánh nhau, từ thành Lương Châu bốn phương tám hướng, kinh hoàng tức giận chạy tới. Trên đường phố những người đi đường, từ Diệp Thần phần thiên trong thế giới thoát thân đi ra, thấy viên vô thương như thế thê thảm hình dáng, đều là hù ra cả người mồ hôi lạnh, nhìn Diệp Thần ánh mắt, giống như nhìn động trời tử thần. Đi. Diệp Thần nhìn dâng trào mà đến vệ binh. Trong lòng nhanh chóng làm xong phán đoán, một nắm tay Lý Thanh Sơn, một tay vác quan tài băng, nhanh chóng chạy trốn xa đi. Diệp Thần cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái, lần này tổn thương nặng viên vô thương, thật sự là bị buộc ra tay, vạn bất đắc dĩ. Viên vô thương sau lưng phủ thành chủ, không như vậy không đơn giản, Diệp Thần cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, cho nên trực tiếp lựa chọn rời đi. Đám người vệ binh muốn đuổi theo, nhưng Diệp Thần sử dụng hắc ám nguyên phù. Nổ lên một phiến hắc ám sương mù dày đặc, liền đoạn tuyệt tầm mắt mọi người, dễ dàng chui cách đi. Mau cứu người! Bảo vệ thiếu gia! Mau bẩm báo thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn! Đợi được hắc ám sương mù dày đặc tản đi, đám người vệ binh thấy trọng thương ngã gục viên vô thương, nhưng là loạn thành một đoàn.
mà hai bên đường phố những người đi đường, nhưng là trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Viên Vô Thương ngày hôm nay sẽ đá gậy sắt, luân lạc tới như thế kết quả bi thảm. Thằng nhóc kia là ai, chính là càn khôn cảnh 6 tầng thiên, lại có thể như thế lợi hại. Nên sẽ không thật là Vạn Thú Sơn Trang người chứ. Vạn Thú Sơn Trang dám đắc tội phủ thành chủ. Như vậy vượt biên giới giết địch, ta càng hoài nghi đối phương là năm đại thiên điện đệ tử. Chỉ tiếc, đối phương liền kiếm cũng không có ra, cũng không cách nào nhìn ra võ học nguồn. Đám người bàn luận sôi nổi, suy đoán Diệp Thần lai lịch, nhưng cũng không đoán ra. Bất quá có thể khẳng định, hiện tại Diệp Thần đắc tội phủ thành chủ, khẳng định sẽ chọc tới phủ thành chủ trả thù. Thành Lương Châu chỗ thiên nhân vực biên cương, chấn thủ một phương, võ đạo truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm, Thành Lương Châu phủ thành chủ, ở thiên nhân vực bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế lực, thành chủ Viên Vô Đạo tay mặt hào hào phóng, tất cả đại môn phái cũng cho hắn mặt mũi. Diệp Thần mạo phạm phủ thành chủ, Viên Vô Đạo tự nhiên không thể nào từ bỏ ý đồ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần mang Lý Thanh Sơn trực tiếp chạy trốn xa đến Thành Lương Châu bên ngoài, tránh xa xa liền phủ thành chủ thế lực. Viên Vô Đạo, Thành Lương Châu thành chủ, mặc dù không biết cụ thể cảnh giới, nhưng tương truyền đã bước vào còn chân cảnh hậu kỳ. Chí ít cũng là 7 tầng thiên. Hắn chuẩn bị truy nã ta, lần này phiền toái. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, tâm thần hoảng hốt một tí, nhưng bắt được trong chỗ U Minh Thiên Cơ, biết trước được tương lai sắp xảy ra sự việc. Ở thiên nhân vực bên trong, bởi vì Hồng Thiên Kinh tồn tại, thiên cơ số mạng bị ảnh hưởng to lớn, cực ma chi đồng vậy bị nghiêm trọng hạn chế, nhưng những chuyện khác không nhìn thấu, liên quan đến tự thân sống chết họa phúc, Diệp Thần cảm ứng vẫn là vô cùng bén nhạy. Trong sâu thẳm, hắn đã cảm giác được, phủ thành chủ chuẩn bị muốn truy nã hắn, hắn bị thương nặng thiếu thành chủ Viên Vô Thương, thành chủ Viên Vô Đạo không thể nào thả qua hắn. Lý Thanh Sơn nghe được Diệp Thần lời nói, nhất thời biết đã gây họa, sinh lòng xấu hổ, cúi đầu nói, đại ca, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không chọc tới phủ thành chủ. Nếu như không phải là vì cứu hắn, Diệp Thần cũng sẽ không xuất thủ, đắc tội phủ thành chủ, chọc hạ phiền toái lớn như vậy. Không có sao, cái này chút phiền toái, ta còn có thể đối phó. Diệp Thần khoát tay một cái, cũng không có trách cứ Lý Thanh Sơn. Thật ra thì đơn thuần là phủ thành chủ truy nã, hắn cũng không ngại, nhưng hiện tại sợ là sợ ở đây, bởi vì phủ thành chủ trắc trở, để lỡ tránh sự. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên một chút đi Thái Huyền Trận Môn, tiếp trưởng đạo thống, bảo vệ Diệp Lạc Nhi, đối kháng Minh Long Thần Điện. Đây là hắn trước mắt, nhất đại sự quan trọng hơn. Nhưng bởi vì phủ thành chủ tồn tại, cái này chuyện đại sự, cũng rất có thể chịu ảnh hưởng. Bất quá, Diệp Thần cũng biết. Đối kháng Minh Long Thần Điện, định trước chắc trở trùng trùng, không đơn giản như vậy, cho nên trước mắt điểm này chắc trở, còn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Đại ca, thật thật có lỗi. Lý Thanh Sơn vẫn là tràn đầy áy náy. Thanh Sơn, ta nói hết rồi không quan hệ, chúng ta lúc này phân biệt đi, cầm xong ta phù chiếu, chờ ta sự việc giải quyết thỏa đáng, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Còn nữa, nếu như ngươi gặp phải cái gì không cách nào giải quyết nguy hiểm, cũng có thể xé nát phù chiếu. Ta sẽ lập tức hạ xuống giúp ngươi. Ngươi nhất định phải chú ý, chúng ta đắc tội phủ thành chủ, Viên Vô Đạo nhất định phải truy nã truy đuổi giết chúng ta, mấy ngày kế tiếp, ngươi tốt nhất tìm chỗ trốn, không nên tùy tiện hiện thân. Diệp Thần đem quan tài băng để xuống, lần nữa giao cho Lý Thanh Sơn, đồng thời dặn dò một phen. Ở Lý Thanh Sơn trên mình, Diệp Thần thấy được Ngũ Đế Ma Thần bóng dáng, hắn mơ hồ tới giữa, cảm thấy Lý Thanh Sơn sau lưng. Khẳng định cùng Ngũ Đế Ma Thần có liên lạc. Nếu và mình kiếp trước người làm có liên quan, Diệp Thần tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc, hắn sẽ hết sức bảo vệ Lý Thanh Sơn an toàn. Ừ, đại ca, ta biết. Lý Thanh Sơn có vẻ cảm kích, chặt siết chặt Diệp Thần trước cho hắn phủ chiếu. Ta đi, cáo từ. Diệp Thần phất tay một cái, lúc này tạm biệt Lý Thanh Sơn, thân hình như gió, chạy tới Thái Huyền Trận Môn. Thành Lương Châu khoảng cách Thái Huyền Trận Môn không tính là quá xa. Cùng lúc đó, Viên Vô Thương vậy bị đuổi về liền phủ thành chủ, dưới trọng thương hắn, chỉ còn lại một hơi. Phế vật, ta sớm kêu ngươi khiêm tốn một chút, cứ như thế ngông cường, sớm muộn xảy ra chuyện, ngày hôm nay đá tấm sắt đi. Phủ thành chủ trong phòng khách, một cái uy nghiêm hừng hực người trung niên, nhìn cả người máu thịt mơ hồ, bùn nát giống vậy Viên Vô Thương, nhất thời lớn tiếng dày.
Hắn chính là Viên Vô Thương phụ thân, phủ thành chủ ngài chúa tể, còn chân cảnh hậu kỳ cao thủ, Viên Vô Đạo. Bên trong phủ thành chủ bọn hạ nhân, người người yên lặng như tờ, không dám mở miệng, đều cúi đầu. Cha! Viên Vô Thương khó khăn phát ra một cái âm tiết, nhưng là tràn đầy áy náy và sợ hãi. Thôi, ngươi còn trẻ, ngày hôm nay ăn chút dạy bảo, đối với ngươi mà nói, vậy là chuyện tốt, chết hiểu mà, ngươi phải biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, bàn về thế chấp thiên phú, cái này thế gian so ngươi người lợi hại, nhiều đi, thế gian còn có năm đại thiên điện yêu nghiệt đệ tử tồn tại, ngươi phải thật tốt nhớ, sau này khiêm tốn làm việc, không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Viên Vô Đạo thật thà dạy bảo, hắn biết rõ thiên nhân vực đầm rồng hang hổ, ở thành Lương Châu bên trong, hắn còn có thể một tay che trời, nhưng ra thành trì này, thì không phải là hắn thế lực. Ta biết, cha. Viên Vô Thương khó khăn nói ra, dưới trọng thương, cũng đã là mau không chịu nổi. Hoang Long Thiên Tinh, Hoang Long Thiên Tinh. Viên Vô Đạo thong thả, bàn tay một chảo, hư không biến dạng, trong phòng khách nhất thời mở ra một phiến vô tận hắc ám. Ở nơi này phiến trong bóng tối, có một ngôi sao lóng lánh. Ngôi sao này, kim quang sáng chói, phía trên tồn tại vô số cái cổ xưa thiên long, vậy từng cái thiên long, tựa hồ đến từ hoang cổ kỷ nguyên, cả người tản ra khí tức tang thương, ở trên ngôi sao chiếm cứ bay vút lên, phiên vân phúc mưa, hút mây nhả khói, đặc biệt nguy nga. Ngôi sao này, lại là hỗn độn cửu tinh một trong, kêu Hoang Long Thiên Tinh, cũng là một kiện hỗn độn chí bảo. Phẩm chất so với vạn thú thiên tinh còn lợi hại hơn rất nhiều, trên ngôi sao sinh hoạt, cũng không phải là cái gì phổ thông yêu thú, mà là chân chân chính chính hoang cổ thiên long. Hống! Viên Vô Đạo pháp quyết động một cái, vô số hoang cổ thiên long liền gầm hét lên, từng cái thiên long từ trong bóng tối bay ra, hạ xuống đến Viên Vô Thương trên thân thể. Rào, rào, rào! Vô số thiên long thần quang, vờn quanh Viên Vô Thương toàn thân, hung hăng bơm vào. Suy suy suy, ở từng luồng long quang hơi thở bơm vào hạ, Viên Vô Thương thương thế, nhanh chóng khôi phục, cả người máu thịt ngọa nguậy, ngay chớp mắt, lại giống như niết bàn sống lại vậy, bộc phát ra long diễm. Đợi được long diễm tản đi, Viên Vô Thương máu thịt thân thể, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, liền một chút vết sẹo cũng không thấy. Cha, đa tạ. Viên Vô Thương nhảy bắn lên, nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, nhất thời đại hỉ. Ừ, ngươi không có sao liền tốt, sau này khiêm tốn một chút, không có sai. Viên Vô Đạo gật đầu một cái, đem Hoang Long Thiên Tinh thu vào. Hắn có thể sừng sững nơi đây không ngã, chỗ dựa lớn nhất, chính là viên này Hoang Long Thiên Tinh. Món pháp bảo này, đặc biệt đặc thù, trên ngôi sao nuôi dưỡng đếm không hết hoang cổ thiên long, coi như là một chi rồng khổng lồ tộc quân đội, một khi bộc phát ra, lực sát thương không cách nào tưởng tượng. Cho nên, thiên nhân vực tất cả đại môn phái, cũng cho hắn Viên Vô Đạo mặt mũi. Hai tên kia, dám đắc tội chúng ta phủ thành chủ, cũng không thể tùy tiện bỏ qua, là thống lĩnh, ngươi liên lạc tất cả đại môn phái, hiển thị Hoang Long lệnh truy sát, nhất định phải đem hai tên kia, bắt quy án. Viên Vô Đạo phát ra lệnh, Diệp Thần và Lý Thanh Sơn đắc tội phủ thành chủ, hắn tự nhiên không thể nào tha, nếu không, phủ thành chủ uy nghiêm đem không còn gì vô tồn. Một cái to lớn nam tử đi ra, cung kính lĩnh mệnh. Hắn kêu La Vân Phong, là phủ thành chủ lên tổng quản, tu vi mặc dù dừng lại ở còn thật cảnh 6 tầng thiên, nhưng khoảng cách còn thật cảnh 7 tầng thiên bất quá một bước xa, cũng là một viên mãnh tướng. Lập tức La Vân Phong, lập tức phát ra phi kiếm truyền thư, thông báo các thế lực lớn, hiển thị truy nã mệnh lệnh truy sát. Phủ thành chủ và tất cả đại tông môn đều có giao tình, bọn họ tự nhiên cũng là cho mặt mũi phủ thành chủ, trợ giúp truy nã. Từng tờ một lệnh truy nã, nhất thời dán đầy chu vi triệu dặm. Thiên nhân vực lãnh thổ, mênh mông bát ngát, nhưng có thể trong vòng thời gian ngắn, đem truy nã mệnh lệnh truy sát, truyền khắp gần nửa vạn dặm, đủ để biểu dương ra người của phủ thành chủ mạch thủ đoạn. Mà giờ khắc này Diệp Thần tiếp tục đi đường, khoảng cách Thái Huyền trận môn, còn có một nửa chặng đường. Hắn lúc này, đã lần nữa dịch dung, bởi vì dự cảm đến muốn bị truy nã. Mà và Lý Thanh Sơn phân biệt sau đó, Diệp Thần cảm thấy Long Uyên Thiên Kiếm kiếm linh phủ chiếu, ở khẽ chấn động trước, tựa hồ có cảm ứng. Long Uyên Thiên Kiếm bản thể, liền chôn ở thiên nhân vực nơi nào đó, Diệp Thần hiện tại đi sâu vào thiên nhân vực, kiếm linh phủ chiếu cũng có cảm ứng. Mơ hồ tới giữa,
Diệp Thần đã bắt được Long Uyên Thiên Kiếm bản thể vị trí. Nếu như có thể đào ra Long Uyên Thiên Kiếm, vậy Diệp Thần thực lực còn sẽ mạnh hơn, đối kháng Đông Hoàng Thiên Điện, Minh Long Thần Điện sẽ đơn giản rất nhiều. Bởi vì Long Uyên Thiên Kiếm, vốn chính là nhằm vào Minh Long Thần Tộc mà thiết kế, đối phó Minh Long Thần Tộc có to lớn khắc chế lực sát thương. Bất quá, này cùng Thiên Kiếm, là thứ thiệt cao nhất nguyên binh, muốn đào ra, chân thực quá khó khăn. Ban đầu Huyền Cơ Nguyệt, đào ra Thần La Thiên Kiếm, cũng phải bỏ ra hy sinh to lớn, hao phí nhiều tâm huyết tinh lực, cuối cùng bằng vào một chút vận khí, mới miễn cưỡng nắm trong tay. Diệp Thần trước mắt tu vi và thực lực, cũng kém hơn Huyền Cơ Nguyệt, hắn nếu như tùy tiện chấm mút trong truyền thuyết Thiên Kiếm, vậy dĩ nhiên là một con đường chết. Chấp trưởng Thiên Kiếm, khó hơn lên trời, không như vậy dễ dàng. Hiện tại Diệp Thần trong tay Hoang Ma Thiên Kiếm, chỉ là non kiếm thôi. Mũi nhọn còn chưa đủ lợi hại, cho nên Diệp Thần mới có thể nắm giữ, nếu như là chân chính đỉnh cấp thiên kiếm, liền không tới phiên hắn nắm trong tay. Đáng tiếc, lấy ta thực lực trước mắt, vẫn không thể nắm trong tay Long Uyên Thiên Kiếm bản thể. Diệp Thần than thở một tiếng, hơi có điểm thương tiếc. Hắn cảm giác được, muốn chân chính chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm mà nói, ít nhất cũng phải có thủy nguyên cảnh tu vi, mà hiện tại, hắn chỉ có càn khôn cảnh 6 tầng thiên mà thôi. Dừng một chút, Diệp Thần thu liếm tâm thần, nhưng phát hiện ở thị trấn bên trong, quả nhiên sát từng tờ một lệnh truy nã, hắn và Lý Thanh Sơn, đều bị phủ thành chủ truy nã. Mỗi một chương trong lệnh truy nã, cũng in một cái hoang long đồ dọn ra, đây là phủ thành chủ ký hiệu, trong truyền thuyết hoang long thiên tinh, ngay tại phủ thành chủ trên tay. Hy vọng mấy ngày nay, Thanh Sơn có thể ẩn núp tốt, không muốn bại lộ, chờ tình thế qua nói sau. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Ở trước khi đi, hắn đã phân phó qua Lý Thanh Sơn, kêu hắn trốn, không nên tùy tiện bại lộ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, Lý Thanh Sơn có thể kìm nén, không muốn tùy tiện hiện thân. Lúc này Lý Thanh Sơn, đang y theo trước Diệp Thần giao phó, núp ở một cái sơn động ẩn núp bên trong, không có tùy tiện bại lộ. Lý Phi Tuyết quan tài băng, ngay tại hắn bên cạnh. Từng tia khí lạnh, từ quan tài băng tản mát ra, đúng cái hang núi một phiến lạnh như băng. Nhiệt độ nghiêm trọng hạ xuống. Lý Thanh Sơn đông được run lẩy bẩy, cái này quan tài băng chất liệu đặc thù, khí lạnh đặc biệt đậm đà, coi như là hắn cấp bậc này võ giả, thời gian dài đều khó chịu đựng. Hiện tại khép kín ở trong sơn động, Lý Thanh Sơn chợt cảm thấy giá rét đau khổ, đâm vào xương tủy, khí lạnh tiêu tán không đi, đặc biệt khó chịu. Đại ca dặn dò qua ta, bên ngoài có truy nã, mấy ngày nay ta không thể hiện thân. Lý Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, chịu đựng giá rét hành hạ, nhìn tỷ tỷ Lý Phi Tuyết gương mặt, trong lòng mới cảm thấy ấm áp một chút. Như vậy chịu khổ 3 ngày, trong hang núi đã là một phiến băng tuyết thế giới, khí lạnh tích góp không tiêu tan, một phiến uy nghiêm. Lý Thanh Sơn vận công chống đỡ, cũng là khó mà ngăn cản, khí lạnh phúc đắp trên người, hình thành một tầng lớp băng thật dày. Đã lâu như vậy, hẳn an toàn. Lý Thanh Sơn cắn răng. Cũng rốt cuộc chịu đựng không đi xuống, run lẩy bẩy đứng dậy, kéo quan tài băng, đi ra sơn động. Hô! Vừa đến mặt ngoài sơn động, thiên địa linh khí lưu chuyển, không khí mát mẻ, Lý Thanh Sơn nhất thời tinh thần chấn động, trên mình khí lạnh tiêu tán rất nhiều, tinh lực lập tức khôi phục không thiếu. Tỷ tỷ, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, cùng Diệp đại ca tin tức. Lý Thanh Sơn nhìn quan tài băng bên trong Lý Phi Tuyết một mắt, ngay sau đó kéo quan tài băng đi tới trước. Thằng nhóc, người muốn chạy đi nơi nào? Nhưng mà, Lý Thanh Sơn còn chưa đi bao xa, trên bầu trời liền truyền tới một hồi châm chọc tiếng quát. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái cẩm bào nam tử, đang mang mười mấy vệ binh, từ bầu trời phương xa chạy giết tới. Viên Vô Thương, là ngươi. Lý Thanh Sơn nhất thời con ngươi co giúp một cái, mặt đầy kinh hãi. Vậy cẩm bào nam tử, chính là Viên Vô Thương. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Viên Vô Thương ngửa mặt lên trời cười to, mấy ngày nay thời gian, hắn một mực vơ vét trước Lý Thanh Sơn và Diệp Thần tung tích, nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Hiện tại Lý Thanh Sơn từ trong hang núi đi ra, quan tài băng hơi thở một tản ra, Viên Vô Thương lập tức cảm ứng được, lập tức dẫn người đuổi giết tới đây. Còn có một người đâu? Viên Vô Thương chừng đảo mắt nhìn, nhưng phát hiện nơi này chỉ có Lý Thanh Sơn một người. Không hề gặp vậy cái gọi là trần giả. Lý Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, nhưng không đáp lời,
vạn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị để mắt tới. La thống lĩnh, trước bắt hắn nói sau. Viên vô thường vung tay lên, ra lệnh. Thiếu gia. Một cái uy vũ đường đường nam tử đi ra, chính là phủ thành chủ đại thống lĩnh La Vân Phong. Soát. La Vân Phong lắc người một cái, lập tức chạy đánh tiếp, bàn tay chụp vào Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhất thời nghẹt thở, vội vàng một quyền vung ra. Hi hi, thằng nhóc, ngươi còn muốn phản kháng. La Vân Phong cười lạnh một tiếng, hắn tu vi, có thể so với Lý Thanh Sơn lợi hại quá nhiều, mắt xem Lý Thanh Sơn quả đấm giết tới, cũng không tránh, trực tiếp bàn tay bao phủ đi xuống, rắc rắc một tiếng, liền đem Lý Thanh Sơn quả đấm xương bóp vỡ, trực tiếp chấn áp. À! Lý Thanh Sơn tại chỗ phát ra nhọn kêu đau, ngũ quan vặn vẹo. Ha ha ha! Viên vô thương cười to, tâm tình có vẻ thoải mái. Lần này truy nã đuổi giết, hắn đặc biệt cẩn thận, đem La Vân Phong vậy mang ra ngoài, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. La Vân Phong cảnh giới tu vi, ở hắn trong mắt, coi như Diệp Thần và Lý Thanh Sơn liên thủ, cũng không thể tương đương. Thiếu gia, bắt được. La Vân Phong ngón tay gật liên tục, phong bế Lý Thanh Sơn quanh thân huyệt khiếu, làm hắn nhúc nhích không được. Ha ha ha, rất tốt, La thống lĩnh, ngươi liền được không tệ. Viên vô thường hưng phấn không thôi, từ thiên đáp xuống, nhìn xem Lý Thanh Sơn, lại nhìn xem vậy quan tài băng. Tốt cô gái xinh đẹp. Cái này quan tài băng, không có Diệp Thần che giấu, Lý Phi Tuyết tuyệt đẹp dung nhan và dáng vẻ, nhất thời không giữ lại chút nào xuất hiện ở Viên vô thường trước mắt. Viên vô thương không khỏi được khen ngợi một tiếng, tim đập loạn. Hắn thấy qua cô gái, quả thực không thiếu, nhưng xem Lý Phi Tuyết như thế xinh đẹp nhưng mà rất ít gặp. Thiếu chủ, muốn mở quan sao? Nữ nhân này tựa hồ còn sống. La Vân Phong hỏi nói. Mở quan, cô gái xinh đẹp như vậy, bao ở trong quan tài đáng tiếc. Viên vô thương ánh mắt lóe lên hung quang, liếm môi một cái, tựa hồ trong lòng không ý tốt. Các ngươi muốn làm gì? Không cho phép tổn thương tỷ tỷ ta. Lý Thanh Sơn vừa giận vừa sợ, chỉ sợ tỷ tỷ gặp làm nhục, nhất thời phấn khởi phản kháng, quyền trái mang theo cuồn cuộn sát ý hướng Viên vô thương đầu ném đập đi. To gan, dám đả thương thiếu gia. La Vân Phong hừ một tiếng, bắt Lý Thanh Sơn quyền trái, rắc 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 một nặn, đem hắn quyền trái vậy nặn được máu thịt mơ hồ. Lý Thanh Sơn một hai quả đấm đầu, cơ hồ tàn phế, nhất thời mất đi sức chiến đấu. Phát ra kêu thảm thiết, nhưng cặp mắt đỏ tươi, tràn đầy cừu hận lửa giận, hắn khàn cả giọng nói, ta muốn giết ngươi. Một giây kế tiếp, hắn lại có thể như giống như dã thú, há mồm ra, lộ ra dính máu răng, cắn hướng Viên vô thương cổ. Hồ đồ ngu xuẩn người. Viên vô thương nhướng mày một cái, vô tận linh khí phun trào, trực tiếp đem Lý Thanh Sơn đá văng ra. Trừng vệ binh lập tức xông lên, gắt gao đè xuống Lý Thanh Sơn. Các ngươi chết không được tử tế. Lý Thanh Sơn tức giận kêu to, cặp mắt cơ hồ giọt máu. Viên vô thương cười lạnh một tiếng, tiếp tục uống làm nói, mở quan. Thiếu gia. La Vân Phong chắp tay một cái, chuẩn bị mở ra quan tài, nhưng trên quan tài nổ lên một tầng cấm chế, vô số phiến phủ văn xông ra, tạo thành một cổ cường đại lực đẩy, đem La Vân Phong đẩy lui. Thiếu gia, có cấm chế. La Vân Phong sắc mặt trầm xuống, nói. Có thể hay không phá vỡ. Viên vô thương sắc mặt cũng là trầm xuống. La Vân Phong lắc đầu một cái, nói cưỡng ép phá vỡ, tất bị cắn trả, cái mất nhiều hơn cái được, thằng nhóc này nhất định biết mở quan bí pháp, kêu hắn nói ra là được. Vừa nói, hắn liền chỉ Lý Thanh Sơn. Viên vô thương ánh mắt lộ ra một chút dữ tợn, một cước đạp ở Lý Thanh Sơn đầu, nói, thằng nhóc, mở quan bí pháp là cái gì? Thành thật mà nói đi ra, ta tha ngươi không chết. Lý Thanh Sơn giận dữ nói, có ngon ngươi giết ta, Diệp. Trần Dạ đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Viên vô thương ha ha cười một tiếng, nói Trần Dạ. Rất tốt, hắn hiện tại tìm người. Lý Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, nhưng là không nói lời nào, hắn tự nhiên không thể nào bán đứng Diệp Thần, huống chi, hắn cũng không biết Diệp Thần đi nơi nào. La Vân Phong đề nghị, thiếu gia. Chúng ta tốt nhất trước hay là trở về phủ nói sau, mời thành chủ đại nhân định đoạt. Viên vô thường ánh mắt lóe lên một tí, nhớ tới phụ thân, lúc này gật gật đầu nói, được, trước đi trở về phủ. Lập tức viên vô thường các người, mang Lý Thanh Sơn và Lý Phi Tuyết quan tài băng, đi phủ thành chủ phương hướng bay đi.
Lý Thanh Sơn lâm vào là tù nhân, mình sống chết, cũng không để ở trong lòng, nhưng chỉ sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện, trong lòng cắn răng, nghĩ ngợi nói, muốn không muốn kêu gọi Diệp đại ca hạ xuống. Diệp thần để lại cho hắn phù chiếu, hắn núp ở huyết mạch chỗ sâu, tùy thời đều có thể nổ. Chỉ cần một nổ phù chiếu, Diệp thần là có thể cảm ứng được, rất có thể biến dạng hư không hạ xuống, cứu hắn trốn bay lên trời. Không được, ta không thể lại liên lụy Trần Dạ đại ca. Kêu gọi ý niệm, chớp mắt rồi biến mất, Lý Thanh Sơn nhìn xem Viên Vô Thương, lại nhìn xem La Vân Phong, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù, hắn biết Diệp thần lợi hại, nhưng nói cho cùng, Diệp thần chỉ là càn khôn cảnh 6 tầng thiên mà thôi, ở hắn trong mắt, còn chưa có thể chiến thắng Viên Vô Thương và La Vân Phong liên thủ. Một khi kêu gọi Diệp thần hạ xuống, hắn chỉ sợ hại chết Diệp thần. Hay là gọi Diệp thúc tới đây, hắn có thể có biện pháp. Lý Thanh Sơn trong lòng động một cái, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhớ lại một người, đó chính là gia tộc hắn lão quản gia. Hắn cả người võ đạo thần thông, ngũ hành đạo pháp, đều là lão quản gia kia truyền thụ cho hắn. Hiện tại lõm sâu hiểm cảnh, Lý Thanh Sơn liền nghĩ đến vị kia lão quản gia. Diệp thúc, cứu mạng. Lý Thanh Sơn trong lòng yên lặng kêu gọi, hắn và vị kia lão quản gia, nhân quả liên lạc đặc biệt thâm hậu, chỉ cần hắn kêu gọi một tiếng, lão quản gia kia cho dù xa trong gia tộc, cũng có thể cảm ứng được thiên cơ, từ đó suy diễn ra hắn hiểm cảnh. Phủ thành chủ thế lớn, có thể Diệp thúc tới, cũng chưa chắc có thể tương đương, nhưng coi như hy sinh ta hai người chúng ta tánh mạng, cũng phải cứu tỷ tỷ thoát khốn. Lý Thanh Sơn yên lặng tính toán, trong lòng chỉ có Lý Phi Tuyết tồn tại, vì tỷ tỷ an toàn, hắn cái gì đều được buông tha. Không cần thiết đã lâu, Lý Thanh Sơn và Lý Phi Tuyết quan tài băng, đều bị giải về liền phủ thành chủ. Cha, xúc phạm chúng ta phủ thành chủ tội nhân, ta mang về. Phủ thành chủ phòng khách, Viên Vô Thương cung kính chắp tay, hướng Viên Vô Đạo bẩm báo. Viên Vô Đạo khẽ gật đầu, nói, còn có một người đâu. Viên Vô Thương nói, không biết, Hài Nhi còn đang truy xét. Viên Vô Đạo im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Lý Thanh Sơn trên mình, đột nhiên tinh mang bạo sáng, tựa hồ cảm giác được cái gì, bàn tay một chảo, một cổ uy áp bao phủ đi xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vù vù, Lý Thanh Sơn huyết mạch chỗ sâu, một tấm phù chiếu bị bức bách đi ra. Chính là Diệp thần lưu lại phù chiếu. Ha ha, không cần tìm, nơi này có một đạo liên lạc phù chiếu. Viên Vô Đạo cười lạnh một tiếng, lập tức phát hiện phù chiếu lai lịch. Các ngươi muốn làm gì? Lý Thanh Sơn sắc mặt một hồi trắng bệch, không nghĩ tới Viên Vô Đạo thần thông như thế lợi hại, lại có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn ẩn núp phù chiếu. Nơi này chính là phủ thành chủ địa bàn, nếu như Diệp thần tùy tiện hạ xuống, đây tuyệt đối là một con đường chết. Dám đắc tội ta phủ thành chủ, ta muốn các ngươi để mạng lại bổ sung. Viên Vô Đạo uy nghiêm cười lạnh, bàn tay động một cái, phù chiếu lập tức ở hắn lòng bàn tay bốc cháy. Không, Lý Thanh Sơn kêu to, trong lòng trận trận sợ hãi, chỉ sợ Diệp thần trúng kế, vào phủ thành chủ vòng bộ. Theo phù chiếu cháy, thân ở phương xa Diệp thần, cũng là đột nhiên cảm ứng được chập chờn. Thanh Sơn đang kêu gọi ta. Không đúng, là Viên Vô Đạo. Phủ thành chủ muốn thiết lập bộ hại ta. Diệp thần đang đi đường đi Thái Huyền trận môn, bước chân lập tức dừng lại, trong nháy mắt thiên cơ thấy rõ, cảm thấy được sau lưng nhân quả. Mặc dù hắn thấy rõ thần thông, ở thiên nhân vực bị to lớn hạn chế, nhưng quan hệ đến tự thân sinh tử tồn vong, vẫn có thể rõ ràng phân biệt. Cái này một tí, Diệp thần tự nhiên rõ ràng phát hiện, Lý Thanh Sơn đã bị phủ thành chủ bắt, mà phủ thành chủ, vậy lợi dụng tờ này liên lạc phủ chiếu. Muốn dụ hắn tiến vào vòng bộ, cùng nhau chu diệt. Đáng chết, phiền toái. Diệp thần cắn răng, nhất thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nếu như hắn mặc kệ không để ý tới, vậy Lý Thanh Sơn nhất định là phải bị giết. Nếu như Lý Thanh Sơn đơn thuần là một cái người ngoài, Diệp thần tự nhiên không quan tâm, lấy hắn sát phạt quyết định tâm cảnh, không thể nào bởi vì là một cái người ngoài, mà nhiễu loạn mình đại cuộc. Nhưng vấn đề là, Lý Thanh Sơn trên mình, có ngũ đế ma thần bóng dáng, chỉ cần bảo vệ hắn, có lẽ có thể lần nữa tìm được mình kiếp trước người làm. Cho nên, Diệp thần tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Nhưng là, nếu như tùy tiện hạ xuống phủ thành chủ nói, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Dẫu sao,
Thành Lương Châu thành chủ Viên Vô Đạo, bản thân chính là còn thật cảnh cao thủ, hơn nữa còn có một viên Hoang Long Thiên Tinh, thực lực quả thực không thể khinh thường. Nếu như đi sâu vào phe địch địa bàn, Diệp Thần không có nắm chắc trở lui toàn thân. Đi đi, có ta ở đây, ít nhất có thể bảo đảm ngươi sẽ không chết. Ngay tại Diệp Thần khổ sở thời điểm, Thái Huyền Trận Hoàng thanh âm, nhưng là từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. Lý Thanh Sơn thằng nhóc kia, tựa hồ quan hệ đến người kiếp trước người làm, vẫn còn đi cứu. Thái Huyền Trận Hoàng vậy đã nhìn ra, Lý Thanh Sơn trên mình, có ngũ đế ma thần bóng dáng, thân phận cũng không đơn giản. Nếu như Lý Thanh Sơn, thật sự là ngũ đế ma thần đào tạo đệ tử, vậy ngũ đế ma thần khẳng định có thâm ý khác, nói không chừng đối với cuộc cờ có trợ giúp. Cho nên, Thái Huyền Trận Hoàng vậy nguyện ý ra tay, giải quyết chàng này nguy nan. Được, đa tạ tiền bối. Diệp Thần trong lòng đại định, có luân hồi đại năng tương trợ mà nói, lần đi phủ thành chủ, vậy thì ổn thỏa nhiều. Chớ khinh thường, tốc chiến tốc thắng, nếu như có thể trực tiếp cứu người đi ra, tránh không cần thiết chiến đấu, ta truyền cho ngươi một môn trận pháp, kêu U Minh Cửu Cung trận, có thể nhiễu loạn địch nhân phòng tuyến. Thái Huyền Trận Hoàng chậm rãi mở miệng, lại truyền thụ Diệp Thần một môn trận pháp. Cửa này trận pháp, kêu U Minh Cửu Cung trận, có thể chế tạo vĩnh hằng hắc ám, và vĩnh dạ đại ma thiên có chút tương tự, nhưng nhiều cửu cung độn giáp biến hóa, một bố trí ra, hắc ám di thiên, cửu cung loạn mục, có thể nhiễu loạn trận cước của địch nhân. Diệp Thần bản thân thì có hắc ám nguyên phù, vĩnh dạ đại ma thiên căn cơ, lại đi lĩnh ngộ cửa này U Minh Cửu Cung trận, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thái Huyền Trận Hoàng vừa nói ra, Diệp Thần nghe được, lập tức lĩnh ngộ thấu triệt, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói tiền bối, người cửa này trận pháp, có thể giúp ta bận rộn. Diệp Thần là dự định biến dạng hư không, chạy tới phủ thành chủ, nhưng làm như vậy, nhất định hao phí hàng loạt linh khí, đến lúc đó hạ xuống phủ thành chủ, mình ăn trước thua thiệt, rơi vào hạ phong. Nhưng hiện tại, có U Minh Cửu Cung trận phụ trợ, Diệp Thần chí ít có thể trước ẩn núp, khôi phục linh khí, chưa đến nỗi khắp nơi bị chế. Mau ra tay đi, trì hoãn tiếp nữa, ta chỉ sợ cái đó gọi Lý Thanh Sơn thiếu niên, sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Thái Huyền Trận Hoàng thúc giục, Lý Thanh Sơn sau lưng, rất có thể cất giấu ngũ đế ma thần nhân quả, phải tốc đi cứu viện. Được. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lập tức biến dạng hư không, lao tới Thành Lương Châu phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong, Viên Vô Đạo cháy phủ chiếu sau đó, lập tức chỉnh đốn người, chờ Diệp Thần hạ xuống. Cha, ngươi nói thế nào tiểu tử sẽ đến không? Viên Vô Thương có chút lo lắng bất an. Ha ha, ta thiên cơ cảm ứng, tối nay nhất định có một trận đại chiến, thằng nhóc kia khẳng định sẽ đến, cũng cho ta chuẩn bị xong, các người đến một cái, lập tức động sát thủ. Viên Vô Đạo phân phó, một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng. Thành chủ đại nhân. La Vân Phong đáp một tiếng, và rất nhiều vệ binh, phân tán ở phủ thành chủ bốn phía, sẽ chờ Diệp Thần hạ xuống, trong hũ bắt con ba ba. Diệp đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng đi tìm cái chết à. Lý Thanh Sơn vành mắt hết sức nứt ra, trong lòng không ngừng kêu gọi, chỉ hy vọng có thể kích động thiên cơ, đưa tới Diệp Thần cảnh giác. Hiện tại phủ thành chủ bầy trùng trùng thiên la địa võng, coi như còn thật cảnh hậu kỳ cường giả hạ xuống, đều phải uống một bình, chớ nói chi là Diệp Thần. Hắn chỉ sợ Diệp Thần tới một cái, cũng sẽ bị loạn đao phân thây. Không cần thiết đã lâu. Trên bầu trời, truyền tới kịch liệt chấn động tiếng. Tới. Viên Vô Đạo ánh mắt co rúm một cái, bỗng nhiên lên, nhìn phía bầu trời. Hiện tại chính là sáng loáng ban ngày, nhưng trên bầu trời, nhưng xuất hiện một đạo đen nhánh nguyên phù, vô số bóng tối khí vụ, không ngừng cút tràn ra. Hắc ám nguyên phù. Viên Vô Đạo nhướng mày một cái, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng. Rào. Hạ một sát, hắc ám như nước thủy triều. Điên cuồng phun trào, đúng phiến bầu trời hóa thành tuyệt đối hắc ám. Vĩnh dạ đại ma thiên. 9 tầng trời trên bầu trời, truyền xuống một đạo uy nghiêm hừng hực thanh âm. Đại ca. Lý Thanh Sơn nhận ra, đó là Diệp Thần thanh âm. Diệp Thần người cũng không có xuất hiện, nhưng thanh âm hạ xuống. Theo Diệp Thần thanh âm phủ xuống, còn có vĩnh hằng nửa đêm. Mịt mờ nửa đêm, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, cũng bao phủ đúng phiến mặt đất. Toàn bộ Thành Lương Châu, đều bị nửa đêm cuộn sạch, rơi vào tuyệt đối vĩnh hằng trong bóng tối, không thấy được chút nào quang minh.
Thành Lương Châu rất nhiều võ giả, đều là một hồi kinh ngạc, trong phảng phất cảm thấy phủ thành chủ bên kia, sắp có kinh thiên dị biến bùng nổ. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Phá cho ta diệt. Viên Vô Đạo nhìn hờ hững, một chỉ điểm ra, sáng chói như mặt trời thần quang, liền từ đầu ngón tay hắn bùng nổ, muốn xuyên qua nửa đêm. Vĩnh Dạ Đại Ma Trời, chỉ là rất đơn giản hồng mông cổ pháp, tuyệt đối không đỡ được hắn cấp bậc này còn thật cảnh cao thủ sát phạt, xem Viên Vô Đạo loại cao thủ này, chỉ cần thần quang một chút, đủ để phá hắc ám, coi như hắc ám nguyên phù, cũng không ngăn nổi hắn phá giết. Nhưng là, một màn kinh người xuất hiện, Viên Vô Đạo chỉ một cái thần quang điểm ra, nhưng ngay tức thì bị vô tận hắc ám chiếm đoạt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đúng, có cổ quái. Đáng chết, là U Minh Cửu Cung trận. Cũng cho ta cẩn thận một chút, coi chừng phạm nhân, đừng để cho địch nhân cướp đi. Viên Vô Đạo sắc mặt đại biến, dựa vào sắc bén ánh mắt, rốt cuộc phát hiện trước mắt hắc ám, không phải hồng mông cổ pháp sáng lập, mà là một môn thượng cổ trận pháp, tên là U Minh Cửu Cung trận. Viên Vô Đạo thanh âm, truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ. Viên Vô Thương, La Vân Phong các người, còn có một đám vệ binh, nhất thời như lâm đại địch. Ở mờ mịt hắc ám bên trong, cái gì vậy không thấy được, người tinh thần vậy rất dễ dàng rơi vào hốt hoảng. Viên Vô Thương dựa vào trí nhớ, đi đến giữa đại sảnh, muốn chế trụ Lý Thanh Sơn và Quan Tài Băng, nhưng là, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, giữa đại sảnh lại có thể không có một vật, thứ gì cũng không sợ tới. Cha, phạm nhân không thấy. Cái này một tí, Viên Vô Thương thật là hù được hồn phi phách tán, không muốn mang Diệp Thần còn có trận pháp thủ đoạn. Đừng hoảng hốt, phạm nhân còn ở. Kẻ địch dùng cửu cung độn giáp thủ đoạn, mê hoặc ngươi tầm mắt, ngươi dậm chân tại chỗ đây. Viên Vô Đạo đặc biệt bình tĩnh, đứng không nhúc nhích. Cái gì? Viên Vô Thương một hồi ngạc nhiên, thử nghiệm đi về trước nữa, phủ thành chủ phòng khách không hề coi là quá lớn. Hắn đi như vậy, nhất định là muốn đụng vào vách tường. Nhưng là, trước mặt hắn thủy chung là trống trơn như vậy, một phiến không khí, thứ gì cũng không có. Trong thoáng chốc, Viên Vô Thương hù ra cả người mồ hôi lạnh, khí lạnh từ bàn chân chạy trốn. Hắn phụ thân nói không sai, hắn quả nhiên là dậm chân tại chỗ, nhìn như tiến về trước, nhưng trong thực tế bị cửu cung độn giáp mê muội, đã mất đi phương hướng, chỉ có thể ở tại chỗ một mực dậm chân. La Vân Phong và rất nhiều vệ binh, nghe được Viên Vô Đạo mà nói, cũng là dọa sợ không nhẹ, cũng không dám lộn xộn, rối rít rút binh khí ra, tại chỗ phòng bị. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần hạ xuống, lại có thể sẽ dùng trận pháp thủ đoạn, mà không phải là trực tiếp giao phong. Đại ca thật là lợi hại. Lý Thanh Sơn ôm thật chặt tỷ tỷ Quan Tài Băng, nghe được toàn bộ phủ thành chủ hỗn loạn một phiến, trong lòng thán phục Diệp Thần thủ đoạn. Diệp Thần còn chưa phát hiện thân, chỉ là một nho nhỏ trận pháp, sẽ để cho phủ thành chủ rơi vào hỗn loạn bên trong đi, thủ đoạn này, đơn giản là làm người ta khen ngợi. Cha, làm sao bây giờ? Viên Vô Thương nhưng là có chút luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Nho nhỏ trận pháp thủ đoạn, không có gì đáng sợ, kẻ địch thi trận lúc đó, không thể chiến đấu, một khi hắn ra tay, trận pháp liền lập tức muốn tán loạn, tại chỗ phòng bị là được. Viên Vô Đạo nhưng là bình tĩnh, hiển nhiên vậy hiểu được một chút trận pháp đạo lý. Cái này U Minh Cửu Cung trận, cũng không phải là cao cỡ nào sâu trận pháp, chỉ là có chút quỷ dị thôi. Đang duy trì trận pháp thời điểm, người không thể ra tay chiến đấu, nếu không linh khí vừa tán, trận pháp lập tức thì phải tan vỡ. Đây là trận pháp này, lớn nhất khuyết điểm. Viên Vô Đạo thật sâu biết một điểm này, quát lên, thằng nhóc, hiện thân đi. Đùa bỡn cái loại này biện pháp che mắt, thì có ích lợi gì? Tiếng nói rơi xuống, toàn trường nhưng lại yên tĩnh không tiếng động, cũng không có người bất kỳ đáp lại. Lúc này Diệp Thần, cũng đã từ chân trời đáp xuống, lặng yên không một tiếng động, núp ở phủ thành chủ trong một cái góc. Viên Vô Đạo nói không sai, đang duy trì trận pháp đồng thời, Diệp Thần căn bản không có thể ra tay. Nhưng Diệp Thần, hiện tại cũng không có ý ra tay, mà là ở không ngừng điều tức. Khôi phục linh khí của mình. Thiên nhân vực không gian quy luật, chân thực quá vững chắc, Diệp Thần biến dạng hư không chạy tới, dây dưa lực quả thực to lớn, hiện tại hắn đang mượn u minh bóng tối che chở, từ từ khôi phục. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, toàn bộ phủ thành chủ cũng không một người nói chuyện, tĩnh mịch một phiến, chỉ có người tiếng hít thở. Tất cả người,
cũng đang chờ Diệp Thần ra tay. Bây giờ quyền chủ động, ở Diệp Thần bên này. Cùng hắc ám phá tán, Diệp Thần động thủ thời điểm, chính là lớn chiến bùng nổ lúc. Hô! Rốt cuộc, Diệp Thần hơi thở, điều chỉnh khôi phục được nhất đỉnh cấp. Nhưng là, Diệp Thần không hề muốn chiến đấu, hắn chỉ muốn cứu người mà thôi. Phần thiên thế giới, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, rốt cuộc ra tay, cả người ngọn lửa nổ lên, phần thiên thế giới thả ra ngoài, một viên ngôi sao to lớn, cũng ở đây phần thiên thế giới bầu trời, nổi lên. Rào. Theo Diệp Thần vừa động thủ, toàn bộ U Minh Cửu Cung trận, lập tức tán loạn băng diệt, tất cả người, đều thấy được Diệp Thần bóng người, nhất thời kêu lên kêu to, đao kiếm tiếng chuông tiếng bên tai không dứt. Cha, thằng nhóc kia ở chỗ này. Viên vô thường ánh mắt co rúm một cái, phong tỏa Diệp Thần bóng người, muốn xông lên đánh ra, nhưng bước chân động một cái, lại có thể lảo đảo một cái, đi bộ không yên, rớt ngã xuống. Lúc đầu, U Minh Cửu Cung trận mới vừa bể tan tành, nhưng trận pháp quán tính còn ở Cửu Cung độn giáp quán tính dưới ảnh hưởng, viên vô thường bước chân vẫn là rối loạn, lại có thể không bị khống chế, lập tức rơi xuống. Rất nhiều vệ binh, muốn liên thủ chém chết Diệp Thần. Cũng là loảng xoảng rơi xuống một mảng lớn, tình cảnh đặc biệt hỗn loạn. Ha ha ha, thú vị, lão phu đã rất lâu không gặp qua thú vị như vậy hình ảnh. Thái Huyền Trận Hoàng thấy một màn này, không khỏi cười lớn. Trận pháp chi đạo, ở thời đại thượng cổ đặc biệt thịnh hành, bất quá hiện tại suy sụp rất nhiều, vậy võ giả cũng không tinh thông trận pháp, hắn một cái nho nhỏ U Minh Cửu Cung trận, lại có thể tạo thành hỗn loạn như vậy, thật sự là trước khi chưa từng thấy qua sự việc. Diệp Thần nhìn trước mắt hỗn loạn tức cười hình ảnh, lại không có tâm tư thưởng thức, chỉ muốn nhanh lên một chút cứu người mà thôi. Vạn thú thiên tinh, thu. Diệp Thần vung tay lên, phần thiên trên thế giới không tinh thần, liền phát ra một hồi sức hấp dẫn thật lớn, đem Lý Thanh Sơn và bộ kia quan tài băng, cũng hút tới, lập tức hút đến trên ngôi sao đi. Hiện tại Diệp Thần phần thiên thế giới, dung hợp vạn thú thiên tinh, tương đương với thành thế giới chân thật, thật sự có tinh thần tồn tại. Có thể đem người đưa lên. Diệp Thần không muốn bại lộ luân hồi chi chủ thân phận, cũng không có dùng hoàng tuyển đồ, nhưng dùng vạn thú thiên tinh, cũng có thể tạm thời thu nạp Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ. Lý Thanh Sơn ai yêu một tiếng, ôm trước tỷ tỷ quan tài băng, ngã vào vạn thú thiên tinh bên trong đi, chung quanh tất cả đều là hung hãn yêu thú, nhất thời dọa hắn giật mình. Thật may, ngôi sao này, đã bị Diệp Thần luyện hóa, trên ngôi sao yêu thú, vậy là tuyệt đối thần phục. Thấy Lý Thanh Sơn rơi vào tới, cũng không có yêu thú tổn thương hắn, ngược lại không hề thiếu yêu thú đi lên, đầu ai ai xoa một chút, lè lưỡi liếm Lý Thanh Sơn gương mặt, thật là thân thân mật. Còn có vài yêu thú, tò mò xích lại gần đến quan tài băng vùng lân cận, nhưng vừa cảm thụ đến quan tài băng nghiêm ngặt khí lạnh, lập tức lui về phía sau chạy đi. Rút lui. Diệp Thần trong mắt tinh mang bạo sáng, như thế thuận lợi cứu Lý Thanh Sơn, hắn trong lòng cũng là đại hỉ. Lập tức liền muốn rời đi. Ta phủ thành chủ hạng yếu địa, người nói đến là đến, nói đi là đi, nơi nào có như thế dễ dàng. Viên vô đạo ánh mắt lạnh lùng, thấy Diệp Thần muốn đi, nhất thời tức giận. Bất quá, hắn như cũ đứng ở tại chỗ, không có mãng động, bởi vì U Minh Cửu Cung trận quán tính còn ở, một khi lộn xộn, hắn có thể cũng sẽ bị người cơ hội có thể ngồi. Trận pháp đạo lý, chính là kỳ diệu như vậy, có thể coi thường cảnh giới chênh lệch. Tạo thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Hoàng Long Thiên Tinh, phá cho ta bể. Viên vô đạo hừ một tiếng, hông thẳng tắp, bàn tay vung lên, hư không bể tan tành, một phiến thế giới hỗn độn nổi lên. Cái này phiến thế giới hỗn độn, lại có một viên kim quang sáng chói tinh thần, đột nhiên bạo xông lên ra, hướng Diệp Thần vạn thú thiên tinh đụng đi qua. Hống! Hàng loạt rồng ngâm, từ viên vô đạo trên ngôi sao bộc phát ra. Ngôi sao này, chính là trong truyền thuyết Hoang Long Thiên Tinh, 33 thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn cửu tinh một trong. Tám càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Không tốt. Diệp Thần ánh mắt biến đổi, hắn vạn thú thiên tinh, bàn về phẩm chất, có thể kém hơn viên vô đạo Hoang Long Thiên Tinh. Một khi hai ngôi sao va chạm, vậy hắn vạn thú thiên tinh, nhất định phải bể tan tành nổ tung, gặp tai họa ngập đầu. Dẫu sao, viên vô đạo vẫn là còn thật cảnh 7 tầng thiên cao thủ. Hắn còn thật linh khí, cũng bơm vào ở đó viên Hoang Long Thiên Tinh trên, vậy Hoang Long Thiên Tinh uy thế, lại là bá đạo. Lý Thanh Sơn và Lý Phi Tuyết đều ở đây vạn thú thiên tinh trên,
một khi ngôi sao này bị đụng nát, bọn họ chỉ sợ cũng khó thoát tai ách. Bát quái lò luyện đan, hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cả người hồng mông nguyên khí bùng nổ, mà là đế tạo ra được một tòa khổng lồ lò luyện đan. Cái lò luyện đan này, xuyên qua vô số nặng thời không, không biết có bao nhiêu to lớn, phía trên đóng dấu chiếc huyền diệu bát quái tinh vị, hừng hực thiêu đốt lò lửa không ngừng gào thét. Diệp Thần toàn lực bùng nổ, chỗ tòa này bát quái lò luyện đan, khí tượng hiện ra đến trình độ cao nhất, trong lò luyện đan nhúc nhích các loại thần hỏa, Nhan Tuyền như vậy ở trong đó, không ngừng thiêu hủy gầm thét. Vù vù, bát quái lò luyện đan một tí chấn động, chắn vạn thú thiên tinh trước mặt. Viên vô đạo hoang long thiên tinh, ầm một tí, lại có thể trực tiếp rơi vào trong lò luyện đan đi, tựa như một viên thuốc, gặp phải vô tận liệt hỏa thiêu hủy. Phốc, ở hoang long thiên tinh rơi vào lò luyện đan trong nháy mắt, Diệp Thần nhưng là gặp to lớn chấn động, miệng phun máu tươi. Viên này hoang long thiên tinh, uy áp quá lớn, hơn nữa còn có viên vô đạo bản thân ý chí võ đạo, Diệp Thần cứng rắn tiếp theo, chợt cảm thấy ngập trời áp lực, lò luyện đan vậy rắc 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 rắc. Nổi lên mạng nhện vậy vết rách. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi không tự lượng sức, dám đón đỡ ta tinh thần, chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện hóa? Phá cho ta. Viên vô đạo ngửa mặt lên trời cười lớn, tràn đầy khinh thường, pháp quyết một nặn, lập tức thúc dục hoang long thiên tinh, muốn đột phá Diệp Thần lò luyện đan trói buộc. Hống. Vô số long dọn ra gầm thét vang lớn, ở bát quái trong lò luyện đan vang tới. Hoang long thiên tinh bên trên. Đếm không hết hoang cổ thiên long ảnh, không ngừng đụng tàn phá, lò luyện đan trên bạo phát ra vạn nặng long ảnh, vết rách càng ngày càng lớn, mắt xem sẽ bị hoang long thiên tinh xông phá đi ra. Tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần cắn răng, nhưng là cảm thấy to lớn áp lực. Lấy trước mắt hắn trạng thái, muốn đối kháng viên vô đạo pháp bảo đụng, vẫn có chút quá cố hết sức. Dẫu sao, viên này hoang long thiên tinh, là thứ thiệt hỗn độn chí bảo. Phẩm chất so với vạn thú thiên tinh còn lợi hại hơn, không phải Diệp Thần có thể khống chế được. Được, ngôi sao này đưa đến ngươi trong lò luyện đan tới, vậy chúng ta ngày hôm nay trực tiếp luyện hóa. Thái Huyền Trận Hoàng ánh mắt bùng nổ ác liệt ánh sáng, viên này hoang long thiên tinh, phẩm chất bên trên ngồi, liền hắn đều động tâm. Nếu như đem ngôi sao này, hoàn toàn hòa tan, đem phía trên sinh tồn hoang cổ thiên long, vậy toàn bộ luyện chế thành đan dược, vậy thì thật là một đêm chợt giàu. Không biết sẽ có bao nhiêu lớn thu hoạch. Giao. Lập tức Thái Huyền Trận Hoàng vậy không do dự, toàn bộ lực lượng, chiếu đến Diệp Thần trên mình. Oanh. Diệp Thần đạt được Thái Huyền Trận Hoàng lực lượng bơm vào, nhất thời hơi thở tăng vọt, đạt tới kinh khủng bước, lập tức liền ổn định bát quái lò luyện đan, cũng nhanh chóng chữa trị khỏi vết rách. Chuyện gì xảy ra? Viên vô đạo thấy một màn này, chợt cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cảm thấy Diệp Thần ngay tức thì giống như là biến thành người khác vậy, đổi được vô cùng hung hãn. Thái Huyền giết long trận. Diệp Thần lăng quát một tiếng, một tay khống chế bát quái lò luyện đan, một tay kia liền ký kết trận văn pháp ấn, từng cái trận văn, ngay tức thì hình thành một cái Thái Huyền giết long trận, bao trùm ở bát quái lò luyện đan phía trên. Ngao! Cái này Thái Huyền giết long trận, liền che phủ đi lên, trong lò luyện đan hoang long thiên tinh, lập tức truyền ra kêu thảm thiết. Vô số hoang cổ thiên long, tựa hồ gặp áp chế, phát ra gầm thét. Thái Huyền giết long trận, có áp chế long tộc huyết mạch hiệu quả. Ngày xưa, Diệp Thần đối chiến phong vô cực thời điểm, rất miễn cưỡng đem người này tu vi, từ còn thật cảnh đỉnh cấp, áp chế đến và mình giống nhau tầng thứ, có thể tưởng tượng được, trận pháp này có lợi hại dường nào. Hiện tại, Thái Huyền giết long trận bao trùm ở bát quái lò luyện đan trên, lập tức hung hăng áp chế hoang long thiên tinh. Tất cả hoang cổ thiên long đều bị trấn áp, gầm thét liền liền, liều mạng vùng vẫy, nhưng vùng vẫy không đi ra. Dưới mắt Diệp Thần, đạt được Thái Huyền Trận Hoàng tu vi bơm vào, lực lượng hạng bằng bạc, một trưởng liền có thể trấn áp trăm triệu vạn thiên long, vậy hoang long thiên tinh, căn bản lật không dậy nổi sóng. Ta pháp bảo à! Viên vô đạo có vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy mình và hoang long thiên tinh liên lạc, lập tức bị áp chế rất nhiều, pháp bảo lại có thể không nghe sai sử. Pháp quyết liền liền thả ra ngoài, cũng không cảm giác được đáp lại. Bát quái thiên đan thuật, luyện hóa cho ta. Diệp Thần ánh mắt run lên, lại là đánh ra đạo đạo pháp ấn, rơi vào vậy bát quái trong lò luyện đan, phải đem đúng ngôi sao hòa tan, đem tất cả hoang cổ thiên long, toàn bộ luyện chế thành thuần long đan. Thằng nhóc, ngươi dám. Viên vô đạo vô cùng tức giận,
muốn bạo đánh ra, đoạt lại pháp bảo, nhưng bước chân động một cái, nhưng phốc xích một tiếng, đụng phải cự lực cắn trả, lập tức hộc máu. Lúc đầu, Diệp Thần luyện hóa pháp bảo của hắn, Nhan Tuyền Nhi bùng nổ, đem đúng viên Hoang Long Thiên Tinh, đều không ngừng nướng, tinh thần bên trên, khắp nơi lửa cháy mạnh lao nhanh, nham thạch nóng chảy gầm thét, điều điều thiên long chết, bị to lớn đánh vào. Pháp bảo bị tổn thương dưới, viên vô đạo vậy được cắn trả, lập tức hộc máu bị thương. Cha! Viên vô thương thấy phụ thân bị thương, nhất thời hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải. Lần này thật là đá tấm sắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể sẽ như thế lợi hại. La Vân Phong cũng là một hồi kinh hoàng, không ngờ tới sẽ có này cùng biến cố. Vậy Hoang Long Thiên Tinh, nhưng mà phủ thành chủ An Thân lập mạng căn bản, một khi pháp bảo này bị luyện hóa, vậy phủ thành chủ liền hoàn toàn xong đời. Mau ngăn lại hắn, đừng để cho thằng nhóc kia được như ý. Viên vô đạo liền liền gầm thét, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, một khi mất đi Hoang Long Thiên Tinh, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Giết! Viên vô thương và La Vân Phong nhìn nhau. Hai người đều vô cùng ăn ý, lập tức mang phủ thành chủ tất cả vệ binh, hướng trên bầu trời Diệp Thần lướt đi. Hiện tại Diệp Thần tất cả tâm thần, đều đặt ở bát quái lò luyện đan trên, muốn luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh, tuyệt đối không thể phân thân chiến đấu, đây là bọn họ cơ hội. Đại ca chú ý! Lý Thanh Sơn thấy Viên Vô Thương và La Vân Phong dẫn người đánh tới, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần nhưng là một mặt trấn định. Hiện tại hắn đạt được Thái Huyền Trận Hoàng lực lượng bơm vào, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, căn bản không sợ người của phủ thành chủ. Huyền môn cửu kiếp trận, cho ta chặn lại. Diệp Thần thong thả, tay phải khống chế bát quái lò luyện đan, không ngừng luyện hóa, tay trái đánh ra đạo đạo trận văn, ngay tức thì bố trí ra một cái khổng lồ trận pháp, chính là huyền môn cửu kiếp trận. Oanh! Cái này huyền môn cửu kiếp trận, một bố trí ra, nhất thời thiên địa nước lửa, sấm sét mưa gió vân. Vân các loại thiên tai kiếp nạn, liền bộc phát ra. Mặc dù Diệp Thần không thể phân thân chiến đấu, nhưng là, dựa vào trận pháp thủ đoạn, hắn đủ để ngăn cản Viên Vô Thương các người. À, rất nhiều phủ thành chủ vệ binh, gặp phải huyền môn cửu kiếp trận đánh, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, lập tức bị vô tận thiên tai đánh giết, hài cốt không còn. Viên Vô Thương và La Vân Phong con người co rúm một cái, vội vàng rút người ra lui về phía sau, lấy bọn họ thực lực. Trận pháp này tự nhiên không tổn thương được bọn họ. Mau phá trận. Viên vô đạo lớn tiếng kêu gào, theo Hoang Long Thiên Tinh không ngừng bị luyện hóa, hắn gặp cắn trả cũng không ngừng càng sâu, nội tạng bị từng cơn đánh vào, thương thế càng ngày càng nặng. Nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, Diệp Thần hoàn toàn luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh, vậy hắn nhất định phải chết. Đáng chết. Viên vô thương cắn răng, nhìn trước mắt cái này huyền môn cửu kiếp trận, khắp nơi thiên tai, khắp nơi kiếp nạn. Trận pháp vô cùng ảo diệu, nơi nào có tốt như vậy phá. Trận pháp chi đạo, hắn vốn là một chữ cũng không biết, liền liền một cái đơn giản U Minh cửu cung trận, đều không thể phá giải, chớ nói chi là cái này phức tạp huyền môn cửu kiếp trận. Thiếu gia, để ta đi. La Vân Phong hít sâu một hơi, trong lòng tựa hồ nhưng là có cái gì quyết đoán. La thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi muốn? Viên vô thương sửng sốt một chút, nhất thời vậy đoán được. Thiếu gia. Ta tự bảo, nổ tung trận pháp này, tiếp theo liền giao cho ngươi. La Vân Phong cắn răng, lập tức xông vào huyền môn cửu kiếp trong trận, không cùng Viên vô thương kịp phản ứng, trực tiếp tan rã tự bảo. Oanh! La Vân Phong thân thể, ở trận pháp bên trong nổ lên, lập tức nổ lên một hồi động trời sóng. Hắn nhưng mà còn thật cảnh cao thủ, tan rã tự bảo, uy lực hạng bằng bạc. Không tốt! Diệp Thần mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới La Vân Phong lại có thể sẽ tự bảo. Theo nổ rơi xuống, toàn bộ huyền môn cửu kiếp trận, ngay tức thì liền bị trùng khoa, tất cả trận văn tan vỡ, linh khí hu hu lưu tán, lập tức tan vỡ vô hình. Cái này huyền môn cửu kiếp trận, mặc dù tuyệt diệu, nhưng cái gọi là một lực phá 10 đúng dịp, chỉ cần lực lượng đủ bằng bạc, cái gì kỹ xảo đều là vô căn cứ. Loại cấp bậc này võ giả tự bảo, dĩ nhiên là khủng bố. Căn bản không phải huyền môn cửu kiếp trận có thể tiếp nhận. Được, La Vân Phong, không uổng công ta phủ thành chủ đào tạo ngươi nhiều năm. Chết hiểu mà, mau ra tay. Viên vô đạo thấy La Vân Phong tự bảo, trận pháp tan giã bể, nhất thời đại hỉ, liền liền thúc giục. Dạ, cha. Viên vô thương ở trong mộng mới tỉnh,
lập tức mang dưới quyền vệ binh, điên cuồng hướng Diệp Thần lướt đi. Lần này, bọn họ lại cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại, trực tiếp giết tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, hắn đang luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh nguy cấp, nếu như dừng lại, lập tức liền phải bị cắn trả trọng thương, nhưng nếu như kiên trì luyện hóa đi xuống, hiện tại Viên Vô Thương đã giết tới, hắn thì như thế nào ngăn cản? Đại ca! Lý Thanh Sơn kêu to, vậy cảm thấy tình hình nguy cấp, muốn phải giúp một tay, nhưng hắn bị phủ thành chủ hành hạ, hiện tại lực lượng còn không khôi phục, căn bản không giúp được cái gì. Diệp Thần, lâm vào tuyệt đối nguy cơ. Ngũ Phương Ngũ Đế Đại Tiên Kiếm. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo già nua hùng hồn tiếng quát, từ trên 9 tầng trời nổ lên. Chỉ gặp một chuôi to lớn phi kiếm, mang kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thiên uy, từ chân trời bạo rơi xuống. Hùng hăng hướng Viên Vô Thương lướt đi. Ngũ Phương Ngũ Đế Đại Tiên Kiếm, ngươi là ngũ hành tiên tôn. Viên Vô Thương xem hướng bầu trời, chỉ gặp thật cao trên bầu trời, một cái mang mặt nạ ông già, đang ngự kiếm bạo giết xuống. Thanh kiếm này, thuần túy là ngũ hành linh khí ngưng tụ mà thành, thiên uy minh mông, làm người ta nghẹt thở. Viên Vô Thương nhất thời ra đầu tê dại, lập tức nhận ra, ông cụ này, lại là trong truyền thuyết ngũ hành tiên tôn. Thiên nhân vực bên trong một vị kỳ nhân, thực lực đủ để sánh bằng 12 thần tôn. Oanh! Ngũ hành linh khí nổ tung, diễn hóa ra ngút trời phong lôi kiếm khí, đem rất nhiều phủ thành chủ vệ binh, toàn bộ đánh thành mảnh vỡ, lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Phốc xích! Viên Vô Thương vậy bị Ngũ Phương Ngũ Đế lớn tiên kiếm đánh vào, tại chỗ cuồng phún ra một hơi sen lẫn nội tạng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chật vật lui về phía sau. Ngũ hành tiên tôn! Ngươi làm sao sẽ tới ta phủ thành chủ? Ta phủ thành chủ, không có địa phương đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải ra tay ác độc? Viên Vô Đạo thấy con trai trọng thương, dưới quyền vệ binh nhóm lớn chết thảm, không khỏi thần sắc đại biến. Ngũ hành tiên tôn, người này là... Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm lão kia người, trong thoáng chốc bắt được một chút quen thuộc hơi thở, rung động được không nói ra lời. Hắn từ nơi này trên người lão giả, cảm nhận được liền hết sức quen thuộc hơi thở. Đó là hắn kiếp trước người làm, ngũ đế ma thần hơi thở. Cái này ông già, mặc dù mang mặt nạ, nhưng Diệp Thần nhận ra, đích xác là hắn kiếp trước người làm, luân hồi 6 ma thần bên trong ngũ đế ma thần, người chấp trưởng đạo tồn tại. Nhân đạo, là lục đạo luân hồi một trong. Nhân đạo bí ẩn, quan tâm ngũ hành chi đạo. Ngũ hành tuần hoàn, công đức từ đầu đến cuối, chính là nhân đạo quy luật. Ngũ đế ma thần, chấp trưởng ngũ hành nhân đạo. Giơ tay nhấc chân gian, đều có ngũ hành luân hồi thiên uy bùng nổ. Hiện ở nơi này ngũ hành tiên tôn, thi triển ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm, trên thực tế là ngũ hành luân hồi chi đạo, lĩnh ngộ được chỗ cao thâm diệu pháp. Ở kiếp trước, ngũ đế ma thần cũng không có lĩnh ngộ ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm, nhưng hiện tại mấy chục ngàn năm trôi qua, hắn lại có thể lĩnh ngộ, tu vi rõ ràng có tinh tiến. Ta chết sau đó, luân hồi 6 ma thần chán nản giang hồ. Ngũ đế ma thần lại có thể không có sa sút tinh thần, còn có tiến bộ, thậm chí xông xuống ngũ hành tiên tôn đại danh đầu, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần kinh nghi bất định, suy đoán không ra sau lưng nhân quả. Suy, như thế một phần tim, bát quái lò luyện đan nhất thời chấn động, bên trong Hoang Long Thiên Tinh, vô số thiên long liền liền gầm thét, muốn tránh thoát đi ra. Diệp Thần vội vàng thu liễm nghĩ bậy, ổn định tâm thần, tiếp tục luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh. Diệp Thúc. Lúc này, Lý Thanh Sơn thấy vậy mang mặt nạ ông già xuất hiện, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ hô to. Ta người làm, quả nhiên và Thanh Sơn có liên quan. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, vội vàng hít sâu một hơi, bình định ở tâm trạng. Viên Vô Đạo vừa nghe đến Lý Thanh Sơn kêu lên, nhất thời chố mắt nghẹn họng, nhìn vậy mặt nạ ông già, nói, ngũ hành tiên tôn, hắn. Hắn là ngươi đệ tử. Diệp Thúc, bọn họ khi dễ ta. Còn muốn thương tổn tỷ tỷ ta. Lý Thanh Sơn từ vạn thú thiên tinh trên bay xuống, đi tới mặt nạ ông già bên người, ánh mắt vô cùng oán hận nhìn Viên Vô Đạo hai phụ tử. Phải không? Mặt nạ ông già trong cổ họng, phát ra cực kỳ già nua giọng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem phủ thành chủ đám người, lại nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần tiếp xúc tới mặt nạ ông lão ánh mắt, trí nhớ của kiếp trước hồi phục, quan hệ đến ngũ hành luân hồi bí ẩn. Ngũ phương ngũ đế lớn tiên kiếm bí ẩn, đều nhất nhất sôi trào. Ông lão trong ánh mắt, mang vô tận bể dâu và bi thương, tựa hồ có muôn vàn lời nói muốn kể lể,
nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng, cuối cùng thở dài một cái. Viên vô đạo hai phụ tử, nghe được mặt nạ ông lão than thở, đều là rợn cả tóc gáy, chỉ sợ hắn làm khó dễ, muốn tắm máu toàn bộ phủ thành chủ. Ngũ hành tiên tôn, nhưng mà nổi danh quả quyết sát phạt. Hiện tại bọn họ hai phụ tử, đều bị tổn thương, tuyệt đối không phải mặt nạ ông lão địch thủ. Ngũ hành tiên tôn, người đại nhân có đại lượng, xin thứ cha con chúng ta, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin hãy thứ lỗi. Viên vô đạo coi tình hình cực nhanh, biết hôm nay đại họa ập lên đầu, tùy thời đều có tai họa ngập đầu, lập tức quỳ ngã xuống, hướng mặt nạ ông già liền liền dập đầu đầu. Ngũ hành tiên tôn thứ lỗi, là tiểu nhân sai rồi. Viên vô thương cũng là vô cùng sợ hãi hối hận, quỳ xuống, còn hướng Lý Thanh Sơn dập đầu nhận sai, nói, đại ca, ta sai rồi, ta đáng chết, ta không nên xúc phạm tỷ tỷ ngươi. Vừa nói trái phải cùng làm, liền liền quạt mình bạt tai. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Lý Thanh Sơn ánh mắt nổi nóng, nắm thật chặt quả đấm, muốn xông ra một quyền giết chết viên vô thương. Thanh Sơn, đừng xung động. Mặt nạ ông già nhẹ nhàng ngăn hắn, giọng nhàn nhạt. Diệp Thúc, bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, ngươi mau giết bọn họ, thay tỷ tỷ ta ra một hơi ác khí. Lý Thanh Sơn lớn tiếng nói. Mặt nạ ông già vẫn là rửng rưng, ánh mắt từ đầu đến cuối mang vạn cổ bể râu và lạnh lẽo, từ từ nói, nơi này không tới phiên chúng ta làm chủ, hay là gọi ta tôn chủ quyết đoán đi. Lý Thanh Sơn một mặt nghi ngờ, nói, ngươi tôn chủ. Ngươi tôn chủ là ai? Mặt nạ lão giả nói, ta rất sớm trước kia, liền cùng ngươi nói qua, ta trước kia có một vị chủ nhân, là đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, ta đào tạo ngươi, nhưng thật ra là vì bố trí của hắn cân nhắc. Hiện tại ta cố chủ, chính là chỗ này. Vừa nói chỉ Diệp Thần. Cái gì, đại ca là ngươi cố chủ? Lý Thanh Sơn vừa nghe, nhất thời vô cùng kinh hãi, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mặt nạ ông già trong miệng nói cố chủ, lại chính là Diệp Thần. Không thể nào, đây cũng quá trùng hợp đi. Lý Thanh Sơn rung động được tột đỉnh, liên tiếp lui về phía sau. Trong sâu thẳm tự có định số. Nơi này giao cho ta tôn chủ quyết đoán đi. Mặt nạ ông già chắp hai tay sau lưng, không nói gì thêm. Cái gì, ngũ hành tiên tôn, ngươi còn có cố chủ? Thiên hạ này, ai có thể làm ngươi chủ nhân? Coi như là thiên điện mấy vị kia cũng không có cái này tư cách à? Viên vô đạo nghe được mặt nạ lời của lão giả, cũng là dọa sợ không nhẹ. Cái này mặt nạ ông già, nhưng mà trong truyền thuyết ngũ hành tiên tôn, đủ để sánh bằng 12 thần tôn tồn tại. Giữa thiên hạ mới có thể có ai, có lớn như vậy tư cách, có thể làm hắn chủ nhân. 12 thần tôn chủ nhân, là cao cao tại thượng thái thượng thiên nữ, vậy ngũ hành tiên tôn chủ nhân, chẳng lẽ cũng là cấp trên sao? Viên vô đạo không dám tin tưởng, xem Diệp Thần tu vi, cũng chỉ càn khôn cảnh 6 tầng thiên mà thôi, tại sao có thể là ngũ hành tiên tôn chủ nhân? Viên vô thương cũng ngây dại mắt, hoàn toàn ngây dại. Lý Thanh Sơn là ngũ hành tiên tôn đệ tử. Hắn đã vô cùng khiếp sợ, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần thân phận càng kỳ quái hơn, lại là ngũ hành tiên tôn cố chủ. Hiện tại ngũ hành tiên tôn lên tiếng, phủ thành chủ trên dưới tánh mạng, cũng hệ tại Diệp Thần một cái ý niệm. Viên vô đạo hai phụ tử, còn có rất nhiều vệ binh, đồng loạt nhìn về Diệp Thần, thân thể cũng run rẩy. Thời khắc này Diệp Thần, nhưng không có lên tiếng, tất cả tâm thần, cũng rơi vào bát quái lò luyện đan trên. Toàn bộ tinh thần chăm chú luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh. Vô số trận văn, từ Diệp Thần trong tay dòng nước chảy ra, rốc vào ở lò luyện đan trên.